chương 3301. Cũng vào lúc Miêu Nghị và Tào Mãn đàm phán, bốn quân mang quân tới khu vực tập hợp trọng binh. Vách núi trên hải đảo mộng ảo tựa như cảnh biển, lầu các cổ điển san sát, nơi đây có tên Thiên Nhai Hải Cát, lại bởi vì là nơi địa hình thuận lợi nên nơi đây vốn là nơi tập hợp của tứ đại thiên vương. Tuy rằng lần này doanh cửu quang không tới, sau này cũng sẽ không tới đây nữa, có điều đằng phi và thành thái trạch đã tới rồi. Hạo Đức Phương, Quảng Lệnh Công và Khấu Lăng Hư cũng đã tới cả rồi, tới để dự tiệc mừng sắc phong hai vị tân thiên vương. Có thể cho dù là về lai lịch hay về thực lực, thì ba vị lão thiên vương cũng chưa chắc đã để hai vị tân thiên vương ở trong mắt, nhưng bọn họ lại không thể hiện điều đó ra ngoài. Năm người ngồi quay tròn, ăn uống linh đình, thái độ hòa ái nhiệt tình, liên tục nói chúc mừng. Đương nhiên, trong lòng Đằng Phi và Thành Thái Trạch cũng rất hiểu chuyện, vẫn liên tục khiêm tốn xin được quan tâm chăm sóc, tỏ ra là bậc dưới. Mấy người này có thể ngồi cùng một chỗ, một mặt là vì chúc mừng hai vị tân thiên vương, mặt khác cũng thuận miệng nói về việc lớn trong thiên hạ thái độ của mấy người cũng sẽ quyết định tình thế của thiên hạ mấy người ngồi trong này những người khác đều lui xuống đường hạc nhiên bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa truyền âm tới khấu lăng hư trong lầu đường hạc nhiên lui về phía sau khấu lăng hư lạnh nhạt nói thiên cung bên kia có tin tức lệnh hồ đấu trọng và thân tín đã phải đền tội nói là bất mãn với việc cách chức nên trốn thoát tạo phản bị cận vệ quân bắt lại hạo đức phương xì một tiếng e là người đã sớm bị xử lý rồi, để mãi tới hiện giờ mới công khai chẳng qua là đang tìm cớ diễn trò thôi, giấu đầu hở đuôi. Khấu lăng hư nhìn về phía đằng phi và thành thái trạch. Đằng huynh, thành huynh, thanh chủ muốn nhân cơ hội khống chế thiên nhai, nếu còn lăng nhằng nữa, khi thanh chủ thấy thăm dò không có phản ứng, thì e là thật sự xề gạo nấu thành cơm, chính thức ra lệnh cho đám cận vệ quân kia mất. Ba người chúng ta quyết tâm điểm thêm chút sắc màu cho thiên cung, không biết hai vị thấy thế nào. Hai người đằng, thành nhìn nhau, sau đó gật đầu nói nguyện nghe theo chư công được cùng uống chén này nào khấu lăng hư nâng chén mời mọi người cùng nâng chén vào lúc tự rót rượu quảng lệnh công lại lên tiếng ở u minh lại xuất hiện một thế lực chẳng lẽ mọi người không có suy nghĩ gì ư hạo đức phương đáp chẳng phải ngươi đã nhìn ra rồi sao đó là thế lực thanh chủ nâng đỡ cho con trai mình chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ra tay quảng lệnh công thoải mái nói đã có cận vệ quân làm thế lực cho con trai mình còn chưa đủ sao Ta chỉ e Thanh chủ đang lấy danh nghĩa con trai để che giấu tai mắt người khác mà thôi, mục đích chính là muốn xâm chiếm chúng ta từng chút một, chúng ta không thể không đề phòng. Hiện giờ thế cục đã ổn thỏa, ta không muốn nhìn thấy có thêm thế lực nào khác xuất hiện nữa, cho dù Thanh chủ có mục đích gì đi nữa thì nhất định phải ngăn chặn. Nếu như mấy người không muốn ra tay, thì ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc ra tay một mình, đừng trách ta không không thông báo để các vị chuẩn bị trước. Mọi người có chút bối rối, chuyện này đúng là dồn ngưu hữu đức vào chỗ chết có điều nói đi cũng phải nói lại, lần này Ngưu Hữu Đức quả thực có chút lộ liễu rồi, không biết trời cao đất dày mà dám tham dự vào chuyện đảo doanh, chuyện này không bằng chuyện trước kia, đã để mọi người thấy ngứa mắt rồi. Điều này không quan trọng, chuyện sống chết của Ngưu Hữu Đức chẳng được coi là chuyện quan trọng, quan trọng là Tây quân thật sự cứng rắn, làm gì có chuyện mấy nhà thanh chủ bên ấy không có động tĩnh gì được. Nếu Quảng Lệnh Công thật sự trở mặt với bọn họ cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Giống như ban đầu mấy nhà nhanh chóng tiếp viện cho doanh cửu quang là, đạo lý thì quảng lệnh công nhất định phải mạnh mẽ ép buộc mọi người nhất thời mấy người hoặc là cau mày hoặc lặng thinh lời quảng lệnh công nói không phải không có lý không thể để những thế lực khác phát triển được nữa có điều mọi người đều đang suy nghĩ rất có thể sẽ để lại hậu quả liếc mắt nhìn phản ứng của mọi người quảng lệnh công lại nói đương nhiên nếu chỉ mình nhà ta ra tay thì không bằng mấy nhà cùng lúc ra tay được chí ít cũng có thể gây chút áp lực cho thanh chủ khiến thanh chủ sợ ném chuột vỡ đồ ý kiến của ta là, không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì nhất định phải một phát dẹp yên hiểm họa luôn, mấy nhà điều động hơn triệu nhân mã, đằng huynh và thành huynh điều động 5.000 nhân mã là đủ rồi, 400 triệu đại đại quân dứt khoát săn bằng U Minh Tổng Đốc Phủ. Đương nhiên, ta không miễn cưỡng việc này, dù sao phu nhân ngưu hữu đức cũng là con gái nuôi của khấu huynh. Vẫn là câu nói ấy, nếu mấy vị không làm thì ta sẽ làm một mình, chỉ có điều ta làm một mình thì e là không thể khiến thanh chủ kinh hãi, rồi chẳng may chọc vào làm cho thanh chủ nhúng tay vào thì sẽ mang lại nhiều phiền phức cho các vị hơn, mà thôi. Câu nói tổng kết thực sự là Miêu Nghị đã chọc giận Y, đặc biệt là chuyện đưa con gái tới bị từ chối, đối với Y mà nói, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng nhục nhã. Y có thể không dẫm lên vết xe đổ của Doanh Cửu Quang, muốn diệt tận gốc Miêu Nghị cho nên vô cùng tích cực thúc đẩy chuyện này. Khấu Lăng hư hừ lạnh đáp: người chẳng cần phải lấy con gái nuôi hay không phải con gái nuôi ra mà kích ta, người muốn ra tay thì phải có lý do ra tay, gắng sức không để thanh chủ can thiệp vào nếu không thì danh không chính ngôn không thuận cho dù thanh chủ không muốn bị liên can cũng sẽ bị ép phải can thiệp nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha quảng lệnh công nhàn nhạt nói lý do ra tay để ta lo nhân mã thì mọi người cùng điều động mấy người im lặng suy nghĩ thấy thế cuộc thiên hạ ổn định miêu nghị đặt hết tâm sức vào nhân mã dưới trướng cùng với đó là mở rộng tài lực ví dụ như chuyện chính khí môn mở cửa hàng dù sao thì chuyện tiêu pha của một đám nhân mã cũng không phải là chuyện nhỏ tuy rằng đã được thiên đình nói rằng nhân mã sẽ được nuôi bằng bổng lộc do thiên đình cấp nhưng miêu nghị muốn thu phục lòng người nên tiền thưởng nhất định phải có nói sao thì không thể đến ngay cả chút xíu tiền đó cũng không bỏ ra được đúng không mà mọi chuyện không cần hắn đích thân xử lý chỉ cần quan sát tiến độ là được tiến độ quan tâm quan trọng trong ất nguyệt tinh vẫn là vấn đề chỗ ở của mấy chục triệu người dù sao thì cũng không thể để mọi người ngủ ngoài trời thể được hơn nữa còn có cả gia quyến của bọn họ nữa nếu kéo dài thời gian sẽ khiến mọi người sinh ra oán hận có thể nói là cứ cách một hai ngày miêu nghị lại tới công trường kiểm tra tiến độ công trình hôm nay hắn đang cùng hoành vô đạo kiểm tra các nơi thì thanh nguyệt bỗng nhiên tìm tới đáp từ trên trời xuống đỉnh núi rồi chào miêu nghị có chuyện gì miêu nghị hỏi thanh nguyệt đáp đại nhân nhân thủ bên thiên nhai điều đến có chút sai sai miêu nghị cau mày có người gây sự sao thanh nguyệt đáp đại nhân hiểu lầm rồi không phải có người gây sự gần đây thuộc hạ phát hiện số người tới báo danh có hơi không đúng Mấy ngày trước vẫn còn rất nhiều người tới, thế nhưng hôm qua lại chẳng có một ai. Từ hôm qua tới hôm nay chẳng có mống nào tới báo danh, điều này rất bất thường, nhân số tới đây mới chỉ bằng một nửa số dự tính. Nàng đang tạm thời quản lý việc này nên rất rõ ràng. Có chuyện như vậy ư? Ừ. Miêu Nghị cũng nhận ra có gì đó không bình thường. Hắn đang muốn liên lạc với Văn Trạch ở bên kia thì Văn Trạch đã tới trước, y chắp tay thi lễ rồi trầm giọng nói: "Đại nhân, phiền phức rồi." Mọi người lập tức nhìn y với vẻ chăm chú. Miêu Nghị hỏi, có chuyện gì? Sắc mặt Văn Trạch nghiêm trọng, nói, có một nhóm người bên thiên nhai sau khi nhận được lệnh điều đi thì không tới đây nữa, mà tập trung trong tứ quân cảnh, khống cáo với liên minh các nơi, chỉ trích U Minh Tổng Đốc Phủ không có quyền hạn quản lý đối với thiên nhai, nên không có quyền điều động bọn họ, bọn họ yêu cầu triều đình điều tra rõ việc này. Mấy người thanh nguyện, hoành vô đạo nhìn nhau, có chút kinh ngạc, đồng thời cũng ý thức được có ẩn tình. Miêu Nghị hít hai mắt lại, cười lạnh, nói, Ý chỉ của thiên hậu nương nương chẳng lẽ không phải là ý, ý chỉ sao? Điều lệnh trên đỉnh thiên nhai chẳng lẽ không phải là điều lệnh ư? Văn Trạch nói, cho nên bọn họ mới tách khỏi đỉnh thiên nhai, chuyển tới các thế lực khác, xin bọn họ trình bẩm lên trên rằng, bọn họ yêu cầu xác nhận ý chỉ của nương nương. Miêu Nghị nói với vẻ khinh thường, làm thế chẳng phải quá thừa thãi sao? Xem ra đều là một đám thiếu đánh. Rồi hắn đang nghĩ xem nên thu thập đám người này như thế nào? Văn Trạch nói, e là không phải làm điều thừa thải đâu ta thấy bọn họ đang kéo dài thời gian thì đúng hơn. Đại đô đốc, buổi chiều trên thiên đình vừa kết thúc, tin tức ta nghe ngóng được e là bất lợi với chúng ta. Nhiều nghị hỏi, bất lợi gì? Văn Trạch đáp, quần thần làm khó dễ trên buổi chiều, yêu cầu bệ hạ rút cận vệ quân đang khống chế các nơi ở thiên nhai về. Dưới áp lực của quần thần, bệ hạ đã đồng ý sẽ rút cận vệ quân đi. Đồng thời giao ra quyền khống chế một cách tạm thời. Một khi bên trên giao quyền, thì nhân thủ mà hắn sắp xếp trên đỉnh thiên nhai chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức. Miêu Nghị cao mày nói. Sao bệ hạ có thể chịu thua dễ dàng như vậy? Sắc mặt văn trạch nghiêm trọng, lắc đầu đáp. E là không chịu thua không được tin tức ta thăm dò được từ trên thiên đình rằng, tứ quân cảnh đang tuyên chỉ khắp nơi, nói muốn mở cửa một điểm giao thương khác, đây mới là áp lực chủ yếu khiến bệ hạ phải chịu thua. Thanh Nguyệt là người đầu tiên có phản ứng, trầm giọng nói. Đám người này ra tay quả thật tàn nhân mà rõ là muốn khống chế thiên nhai đó. Nếu bệ hạ không đồng ý, bọn họ sẽ khiến địa bàn của mình trở thành một thiên nhai khác tới lúc đó thì việc giao thương buôn bán ở những nơi đó sẽ do chính thế lực nơi đó khống chế thiên đình có muốn nhúng tay vào cũng sẽ rất khó khăn hoành vô đạo cũng gật đầu nói có thể hiểu tại sao bệ hạ lại nhượng bộ thiên nhai vốn là địa bàn của thế lực địa phương nếu như bọn họ thật sự làm như vậy thì những hộ kinh doanh ở thiên nhai làm sao dám đối nghịch với bọn chúng nhất định phải tìm tới bọn họ để xây dựng mối buôn bán mới chỉ e chẳng qua mấy ngày là có thể biến thiên nhai trở thành một tòa thành chống khống ảnh hưởng nghiêm trọng đến thuế má của thiên đình cũng sẽ khiến bệ hạ hoàn toàn mất khống chế với thiên nhai. Gò má miêu nghị hơi giật giật, chuyện rõ người mươi, đằng phi và thành thái trạch của đông quân cảnh nội e là đã được quyết rồi, mấy vị kia đã bắt đầu liên thủ phản công rồi, uy lực phản kích này đến thanh chủ cũng không chịu nổi thì miêu nghị hắn làm sao được đây? Sợ là sợ đây mới chỉ là bắt đầu, một khi cắt đứt sự khống chế của thiên hậu đối với thiên nhai, thì bước tiếp theo chính là diệt trừ tay chân mà hắn đã xếp vào thiên nhai, hậu quả chẳng cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra một khi mất đi quyền khống chế với thiên nhai, thì ý định muốn lợi dụng chính khí môn khai thác tài nguyên, ở thiên nhai chắc hẳn sẽ không thành. Thảo nào mà bọn họ không tới báo danh, hóa ra là vì không sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Miêu Nghị nói một câu với vẻ oán hận. Văn Trạch trầm chậm, chậm nói. Đại đô đốc, có người bảo ta chuyên lời cho ngài, ở trên kia cũng chẳng giữ được bao lâu nữa. Đại đô đốc nên sớm có tính toán để tránh khỏi tổn thất, Miêu Nghị liếc y một cái, mấy người khác cũng thế, bọn họ đều biết rõ hắn từ thiên cung tới, cái gọi là có người, kia chắc hẳn là thiên cung rồi. Ngay vào lúc Miêu Nghị im lặng cân nhắc, lại có người tới góc vui. Vệ su gửi tin tới. Miêu Nghị lấy tinh linh ra, trả lời. Vệ tiên sinh có gì dặn dò sao? Vệ su cũng không phí lời. Vẫn nên giao chính khí môn ra đây đi, ngươi không độ lượng chút nào, miếng thịt mỡ béo bở ấy ngươi không nuốt nổi đâu. Ngoài ra, cũng nhắc người một câu, chuyện thiên nhai chỉ là khởi đầu mà thôi, tiếp đó e là những người kia muốn nhổ tận gốc U Minh Tổng Đốc Phủ, người thích liều mạng thì cũng đừng lôi chính khí môn vào. Nghe thấy vậy, trong lòng miêu nghị mạnh mẽ co rút, quay lưng lại với người đó, cầm tinh linh đang run lên trên tay. Ta không hiểu lời này của vệ tiên sinh có ý gì. Mấy người thanh nguyệt thấy bóng lưng đứng trên vách núi của hắn, cũng không biết hắn có quan hệ gì với người kia. Vệ su, đắc tội với quá nhiều người chắc chắn sẽ có ngày gặp báo ứng. Nếu như đại đô đốc nhất định phải giả bộ hồ đồ thì ta cũng hết cách. Ta chỉ nhắc nhở thiện ý rằng, nếu như ngươi thật sự có giao tình với chính khí môn thì đừng hại bọn họ, để bọn họ tiếp tục kinh doanh cửa hàng. Chẳng ai vượt qua được đồng tiền, bọn họ ắt sẽ bình an vô sự thôi. Tội gì phải để bọn họ bị chôn cùng đại đô đốc chứ? Miêu nghị, nếu như ta không giao ra thì sao? Vệ su, hoặc là chính khí môn sẽ bị chôn cùng ngươi, tới lúc đó thì ta cũng có cái để ăn nói với mấy vị cổ đông của cửa hàng bên này chính khí môn bị bọn họ giết chết không thể trách chúng ta được hoặc là bọn họ ra tay sai người đoạt lại chính khí môn ngươi cảm thấy việc ngươi giao ra hay không giao ra sẽ có ảnh hưởng gì đối với ta bên này sao ta chỉ không muốn để chính khí môn phải chịu đau khổ mà thôi không nói mấy lời thừa thãi nữa bọn ta không muốn phải gây phiền phức ngươi tự giác một chút đi miêu nghị ý tốt của vệ tiên sinh ta xin chân thành khắc ghi vệ xu vậy ngươi bảo trọng nhé cùng lúc này trong thư phòng phủ mão lộ nguyên soái bàng quán lặng yên không nói chắp tay đi tới đi lui trong phòng trần hoài cửu dùng ánh mắt dõi theo y một lát sau trần hoài cửu lên tiếng đại soái muốn người hay là muốn tài đã đến lúc phải quyết định rồi bàng quán dừng bước ngẩng đầu thở dài chỉ có thể chọn một trong hai thôi ư trần hoài cửu cười khổ nói đại soái ngài cảm thấy ngưu hữu đức có thể thoát khỏi nạn này ư nếu như ngài cảm thấy hắn có thể thoát được thì ngài có thể cần người nếu như ngài cảm thấy không tránh khỏi thì cớ sao phải lãng phí của cải chứ?" Bàng Quán cúi đầu suy nghĩ một lát, nghiêng đầu hỏi, "Nếu như xin tài mà không được thì sao? Sau đó khi mọi chuyện vỡ lở thì chẳng phải là hắn sẽ lập tức biết được ý đồ của ta sao?" Trần Hoài Cửu nói, "Chuyện này không khó, nếu hắn không chịu thì chúng ta thuật lại sự thật cho hắn, vậy thì không hề đắc tội chút nào. Nếu như hắn chịu thì đồ vừa đến tay ta, diệt khẩu. Cho dù hắn có thủ hạ, không tiện diệt khẩu thì cũng không qua được một ải này." Bàng Quang suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm chậm gật đầu, vắt tay ra lệnh. Dạ. Trần Hoài Cửu lập tức lấy tinh linh ra liên lạc với Miêu Nghị. Bên này, Miêu Nghị vừa nghẹn một bụng tức giận khi nói chuyện với vệ su xong, thì Trần Hoài Cửu liên hệ tới. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ, hắn mở tinh linh ra, hỏi. Trần Quản gia có gì dặn dò? Trần Hoài Cửu nói. Dặn dò thì không dám. Đại Đô Đốc, Lão Nô xin thông báo cho ngài một tin tốt. Vùng đất hoang cổ tử bên kia đã sắp xếp xong cả rồi, ngài có thể lập tức tiến vào lấy đồ. Miêu Nghị ngẩn ra, cứ tưởng liên hệ để thông báo nhắc nhở gì đó, ai ngờ lại nói tới chuyện này. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, trả lời. Trần quản gia cũng phải biết rằng, ta vừa tiếp nhận 10 triệu nhân mã ở chỗ này, thật sự quá nhiều việc phải làm, không thể đi được, hay là đợi một khoảng thời gian ngắn nữa đi. Trần Hoài Cửu lập tức khuyên bảo. Đại Đô Đốc, ngài cũng biết, đi vào trong vùng đất hoang cổ từ đâu phải dễ dàng. Bao nhiêu năm nay, đại soái vất vả mãi mới tìm được một cơ hội, nếu như bỏ qua lần này, thì không biết còn phải đợi tới khi nào mới có cơ hội tiếp theo. Vừa nghe xong câu này, lửa giận trong lòng miêu nghị phừng phừng cả lên, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, bàng quán muốn mưu tài đoạt mệnh, giết hắn diệt khẩu. Thật sự là thời cơ hẹn hẳn tiến vào vùng đất hoang cổ tử quá khéo, hắn vừa biết chuyện có người muốn giết chết mình, thì bàng quán bên kia lại hẹn hắn tiến vào vùng đất hoang cổ tử. Hắn có muốn không nghi ngờ cũng khó vì vậy hắn bèn giả bộ nói không có thời gian để thăm dò thử xem sao, quả nhiên đối phương muốn ra tay lắm rồi. Nếu không phải vừa rồi được vệ su báo trước thì e là hắn sẽ bị lừa. Bàng quán muốn ra tay trước những người khác để lấy đồ về tay. Hẳn là bàng quan đã biết chuyện có người muốn ra tay với hắn. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt miêu nghị lập tức lạnh hẳn đi, hắn trả lời. Trần quản gia. Bàng đại soái muốn giết người diệt khẩu sao. Sắc mặt Trần hoài cửu hơi đổi, nhưng vẫn trả lời với vẻ chắc nịch sao đại đô đốc lại nói thế sao đại soái lại có thể ra tay với đại đô đốc được chứ đại đô đốc chỉ cần có chút biện pháp dự phòng nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải chuyện tìm bảo vật của đại soái sẽ lộ ra cả sao miêu nghị trong số nhân mã chuẩn bị tấn công u minh tổng đốc phủ hắn là có phần của đại soái nữa nhỉ lần này thì sắc mặt trần hoài Cửu hoàn toàn thay đổi lão nhìn về phía bàn quán cười khổ rồi nói hắn đã biết tin có người muốn ra tay với tổng đốc phủ e là lần này chúng ta đã chữa lợn lành thành lợn què rồi. Bàng quán kinh ngạc hỏi, sao có chuyện đó được? Phía trên chỉ thông báo bên này chuẩn bị điều động nhân thủ trong âm thầm, phía dưới đã có ai biết chuyện này đâu. Làm sao mà hắn biết được chứ? Trần Hoài Cửu cười khổ. Chắc chắn hắn đã biết rồi, hắn còn hỏi bên trong nhân mã tấn công tổng đốc phụ có người của đại soái hay không nữa. Nói vậy thì bên cạnh mấy vị vương gia nhất định đã có kẻ để lộ tin tức. Chẳng phải hắn là thế lực mà Thanh Nguyên Tôn nâng đỡ cho Thanh Chủ sao? có tin tức của thanh chủ thì biết được chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Miêu Nghị lại gửi tin tới. Trần quản gia không lên tiếng, chẳng lẽ là vì có tật giật mình. Hắn hỏi có phải ta có tật giật mình hay không? Trần Hoài Cửu cầm tinh linh lên, lại cười khổ với bàng quán. Bàng quán cũng cười khổ, quả thật là chữa lợn lành thành lợn què rồi, hơi hạ cầm. Vậy thì giải thích mọi chuyện với hắn đi, hắn có thể chấp nhận hay không thì tùy hắn. Dù sao chuyện năm đó đã qua lâu như vậy rồi, có thêm một nhược điểm này nữa cũng chẳng uy hiếp được ta. Doanh Cửu Quang cũng đã chết rồi, năm đó ngự viên báo với hắn chuyện đã giết chết cháu của Doanh Chính Quang. Doanh gia cũng đã chẳng còn ai có thể truy cứu trách nhiệm của ta nữa. Trần Hoài Cửu gật gật đầu, trả lời: "Nếu Đại Đô đốc đã biết thì ta sẽ nói thẳng vậy. Chuyện lần này, đến ngay cả Đại Soái cũng không giúp được ngài, vì thế làm như này cũng là bởi cực chẳng đã mà thôi. Nếu đổi lại là ngài thì ngài sẽ làm gì chứ?" Miêu Nghị: "Nói hay lắm." ta cũng chẳng phải kẻ không biết đạo lý, ta muốn biết tại sao lần này lại phải tấn công ta. Trần Hoài Cửu, chuyện tường tận cụ thể thì đại soái cũng không rõ, chỉ biết là ban đầu thì mấy nhà không hề nghĩ sẽ hành động đồng loạt như vậy, là do Quảng Thiên Vương dốc sức khuyên nhủ mà ra Quảng lệnh công. Trong nháy mắt, Miêu Nghị đã rõ cả. Theo lý mà nói thì không đến mức hành động tập thể thế này, mấy đại thiên vương liên thủ điều động đại quân, thì làm gì có chuyện chỉ để đối phó với hắn chứ? Tốt xấu gì thanh chủ cũng vẫn rất có ảnh hưởng, quan trọng là quảng lệnh công dở trò phía sau lưng. Bây giờ nghĩ lạ, phát hiện ra quảng lệnh công có làm vậy cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Sau khi giết chết Cao Nham, quảng lệnh công có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy để xử hắn, là có thể thấy y chẳng phải là người hiền lành bao dung gì cho cam. Chuyện từ chối hôn sự lần trước e là đã khiến vị kia thẹn quá hóa giận, muốn dằn mặt hắn một lần cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Tóm lại có thể hiểu đây là một mối thù mượn việc công trả thù riêng nói đi cũng phải nói lại suy cho cùng thì nếu hắn là quảng lệnh công có thể có được cơ hội thuyết phục những người khác cùng liên thủ diệt trừ hắn thì cũng sẽ không bỏ qua nếu chỉ có một mình nhà quảng lệnh công phải hứng chịu hậu quả thì e là quảng lệnh công sẽ không làm như thế có điều hắn cũng biết kế hoạch mà dương khánh bên kia đã chuẩn bị kỹ càng lại bị hắn làm hỏng mấy vị kia hẳn là sẽ không cam lòng chuyện thiên nhai bên kia chuẩn bị chu toàn mọi chuyện hiện giờ lại khiến mọi chuyện thành ra như này đối mặt với áp lực của vũ lực thì kế hoạch gì cũng tan nát cả Hắn suy nghĩ một lát rồi lại hỏi, bọn họ chuẩn bị điều động bao nhiêu người để đối phó với ta? Trần Hoài Cửu, 400 triệu nhân mã. Miêu nghĩ hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ bọn họ điều động nhiều nhân mã đến vậy. Thế mà Tứ Đại Thiên Vương lại dùng số nhân mã gấp 8 lần của hắn để đối phó với hắn, quả thật quá coi trọng hắn rồi. Lúc trước hắn còn có ý nghĩa liều một lần xem sao, giờ thì hoàn toàn chẳng còn suy nghĩ này nữa rồi, chỉ cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề mà thôi. Chẳng trách chẳng trách Bàng Quán vội vàng muốn lấy bảo vật từ vùng đất hoang cổ tử đến vậy. Miêu Nghị, Bàng Soái có thể giúp ta được không? Trần Hoài Cửu, Đại đô đốc, ngài đang nói đùa ư? Làm sao mà giúp được? U minh lớn như vậy, lại chẳng có điểm phòng thủ, nhiều nhân mã xông vào như vậy, chỗ nào cũng là người, ta thấy đến ngay cả tiết lộ quân tình cũng chẳng cần nữa luôn ấy chứ. Ngài cũng không thể bảo đại soái chĩa ngược mũi nhọn về quân mình, để giúp ngài liều mạng được phải không nào? Miêu Nghị, thật có lỗi về đồ ở vùng đất hoang cổ tử, hiện giờ ta không thể cho bằng soái được qua được cửa ải trước mắt này rồi tính. Trần Hoài Cửu, được, chờ tin tốt từ đại đô đốc. Cuộc liên lạc dừng lại ở đây, Miêu Nghị chắp tay vòng tới vòng lui trên đỉnh núi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ba chữ Quảng Lệnh Công, hận đến nghiến răng ken két. Đám người văn trạch thấy hắn cứ vòng tới vòng lui trên vách núi như vậy, cũng biết hắn đang nghĩ cách đối phó với chuyện thiên nhai nên không tiện lên quấy giày. May mà mấy người kia còn chưa biết chuyện sắp có 400 triệu đại quân tấn công tới, không thì nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng lên, e là văn trạch người chạy, tới đảm nhiệm chức phó tổng đốc sẽ là người đầu tiên trợn tròn mắt. Lẩm nhầm quảng lệnh công trong miệng mấy lần, miêu nghị cũng bực cả mình, quyết tâm không để quảng lệnh công được ngon ăn. Hắn lấy tinh linh ra, liên lạc với đại quản gia câu Việt của quảng gia. Đám người văn trạch cũng chẳng biết hắn lấy tinh linh ra liên hệ với ai. Sau khi liên lạc được với câu Việt, y trực tiếp hỏi hắn, Sao đại đô đốc lại rãnh rỗi liên hệ với lão nô thế này? Trong câu nói lộ ra ý chế diễu, nhiều nghị nói cho lão với vẻ rất nghiêm túc. Câu tiên sinh, chuyện lần trước tiên sinh nói ta đã nghiêm túc nghĩ kỹ rồi, bóng hình của mị nhi tiểu thư vẫn luôn thường trực trong tâm trí ta. Ta quyết định rồi, có thể làm con rể của vương gia là vinh hạnh của ta. Tiên sinh xem lúc nào thì mị nhi tiểu thư có thể qua đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazi Audio. Câu Việt đang ở đỉnh thai lâu bỗng ngẩn ra ý châm chọc trên mặt cứng đờ lại, nhất thời chẳng biết đáp lại Miêu Nghị làm sao, mắt mũi cứ trợn tròn. Ngẩn ra một hồi, Lào cũng chỉ có thể ngơ ngác đáp một câu. Ta không thể làm chủ việc này được, ngài đợi ta bẩm báo cho vương ra rồi sẽ trả lời ngài. Miêu Nghị. Được. Làm phiền câu tiên sinh rồi. Sau khi dứt liên lạc, Miêu Nghị cười gần thầm nghĩ, quảng lệnh công ngươi có bản lĩnh thì cứ đưa con gái tới thử xem, xem ta có dám làm nàng ta không. Làm nàng ta xong rồi lão tử sẽ chủ động bẩm báo chuyện này với thanh chủ hắn không cho rằng quảng lệnh công sẽ đồng ý chuyện này chẳng qua chỉ muốn khiến quảng lệnh công thấy chán ghét miễn để quảng lệnh công cười trên nỗi đau khổ của người khác lát sau hắn lại lấy tinh linh ra liên hệ với hạ hầu thừa vũ báo sắp gặp phải nguy hiểm xin hạ hầu thừa vũ cầu cứu thanh chủ dùm cho dù có hiệu quả hay không thì cũng vẫn phải thử xem sao bên trong quảng thiên vương phủ câu việt sững sờ cất tinh linh đi rồi quay đầu liếc nhìn quảng lệnh công đang nghe đàn trên lầu quảng mị nhi đang gảy đàn mẹ nàng ta thì đang ở bên chỉ giáo câu việt đưa hai tay xoa xoa mặt chẳng biết nên mở miệng với quảng lệnh công ra làm sao nếu vương gia biết ngư hữu đức sẽ đồng ý việc này thì có hối hận vì mình đã ra tay sớm quá không có một số việc lào không thể quyết định ngẫm lại thì vẫn nhắm mắt cho qua tiến vào trong cát nhẹ nhàng bước tới bên cạnh quảng lệnh công cúi đầu nói thầm bên tai quảng lệnh công đang ngồi nghe đàn mấy câu quảng lệnh công nâng chén trà lên ừng một tiếng rồi liên tục ho khan mấy tiếng suýt chút nữa là bị sặc chết quảng lệnh công vội vàng quay đầu lại thốt lên theo bản năng hắn đồng ý rồi. Tiếng đàn dừng lại, hai mẹ con kia nhìn lại, không biết chuyện gì khiến vương gia phản ứng lớn như vậy. Quảng lệnh công cũng ý thức được mình vừa thất thố, nhìn hai mẹ con nàng kia một cái. Câu Việt cũng thế, đương nhiên lão không thể trực tiếp nói việc này, ra trước mặt hai mẹ con vương phi như vương gia được. Lão tiếp tục truyền âm, kể với vương gia chuyện miêu nghị vừa liên lạc lúc này. Quảng lệnh công cũng chuyển sang truyền âm, hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này là thật hay giả? có phải vì hắn biết mình sắp gặp tai họa nên mới chịu nhượng bộ không? Câu Việt, cũng có khả năng này, có điều vương gia đã nói tin tức này còn chưa được truyền ra ngoài sao? Vừa nghe xong câu này, quảng lệnh công nhất thời buồn giàu, nếu như không phải vì đã biết tin gì mà nhượng bộ, thì chuyện này quá thật có chút quá gấp gáp rồi, tấn công đương nhiên có thể diệt ngưu hữu đức, giải quyết chút hậu quả sau này, có điều mình lại chẳng chiếm được tí lợi lộc nào, lợi ích của việc chiêu ngưu hữu đức dưới trưởng đã quá nhiều rồi. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, đã rất khó để quay đầu rồi nếu lão đổi ý thì trái lại sẽ khiến ý đồ của mình dễ dàng bại lộ ý đồ của bản thân làm người ta nghi ngờ thì dù có chiêu mộ được ngư hữu đức cũng chẳng còn ý nghĩa huống hồ đã dấy lên động tĩnh lớn như vậy cũng chẳng dễ dàng bỏ qua chút nào trời mới biết ngư hữu đức có tâm tư gì hơn nữa tẩy trừ thế lực nơi u minh cũng có lý do của nó quan trọng nhất là chuyện thiên nhai đã ra tay rồi nếu giờ ngư hữu đức cầu xin lão ém mọi chuyện xuống thì cũng đã muộn rồi ngần ngừ chốc lát quảng lệnh công khẽ lắc đầu Muộn rồi. Câu Việt đã hiểu ý của lão, lấy tinh linh ra từ chối Miêu Nghị, sau đó chuyển lại câu trả lời của Miêu Nghị cho Quảng Lệnh Công. Ngưu Hữu Đức nói, ý của vương gia hắn đã biết, có điều hắn vẫn hy vọng vương gia hãy suy nghĩ thật kỹ, hắn vẫn sẽ chờ tin tức từ vương gia. Muộn rồi. Quảng Lệnh Công nhẹ nhàng lắc đầu nói chẳng biết Miêu Nghị thật lòng hay giả dối, chẳng may là thật thì sao nhỉ? Lão có chút hối hận vì ban đầu quá coi trọng mặt mũi, tại sao không có xác định thêm vài lần nữa cơ chứ? có thể lúc đó ngư hữu đức cũng giữ mặt mũi, lo rằng nếu đồng ý quá nhanh thì sẽ sao, sau đó thì sao. Phàm là chuyện phiền lòng thì càng nghĩ sẽ càng phiền, nói chúng là lò thật sự bị miêu nghị làm cho phiền lòng, chẳng còn tâm trạng nghe đàn nữa. Thanh chủ trốn hạ hầu thừa vũ là vì vừa nhìn thấy mặt nhau là, hạ hầu thừa vũ sẽ rông dài chuyện của chiến như ý, hơn nữa vẫn luôn là hạ hầu thừa vũ có lý. Vì vậy, trừ việc nổi nóng ra thì căn bản không nói lý lẽ nổi, bảo sao thanh chủ còn muốn gặp nàng ta chứ. Nhưng dù sao cũng phải xem rõ là chuyện gì đã, Thượng quan Thanh vừa nghe nói là chính sự thì không dám ngăn cản nữa, sau khi báo cho thanh chủ xong, thì dẫn theo Hạ hầu thừa Vũ đi gặp thanh chủ đang giả vờ tu luyện. Hạ hầu thừa Vũ lần nào nhìn thấy thanh chủ là Bốc Hỏa lần đấy, cho dù chuyện Miêu Nghị có quan trọng tới đâu, thì vừa nói xong nàng lại không kiềm nổi mà bùng cháy, lại nhắc đến chuyện Chiến Như Ý. Bệ hạ, nơi giam cầm Chiến Như Ý có non có nước, chẳng biết có bao nhiêu tỉ muội trong cung yêu thích, đến thần thiếp cũng động lòng hay là nô tỳ tặng thiên tẫn cung cho chiến, như ý rồi để thần thiếp tới chỗ nàng ta ở được không? À, cô nàng này lại tới nữa rồi. Thượng quan thanh nhanh chóng cúi đầu, tỏ vẻ chẳng nghe thấy gì hết. Trong lòng buồn bực, cô nàng này sao lại không thức thời đến vậy chứ? Cứ léo nhéo hoài. Thanh chủ trầm mặt nói. Chẳng bằng tặng luôn vị trí thiên hậu của nàng cho nàng ta luôn đi. Trong nháy mắt, hạ hầu thừa vũ cứ như là cọp cái đang tức giận, ngừng đầu ưỡn ngực trợn mắt nhìn thẳng, nói với vẻ mạnh mẽ. Được, xin bệ hạ hãy hạ chỉ, thần thiếp sẽ chẳng chút oán hận. Thanh chủ vỗ bàn đứng dậy. Nàng nghĩ chẫm không dám. Hạ hầu thừa vũ lập tức nhanh chóng vọt tới trước mặt y, tức giận nói. Bệ hạ là chủ nhân của thiên hạ, chẳng có chuyện gì mà bệ hạ không dám làm cả, xin bệ hạ hãy lập tức hạ chỉ. Thượng quan thanh có cảm giác dịn ra cả đám mồ hôi lạnh, từ sau khi xảy ra chuyện chiến như ý, vị thiên hậu nương nương này cứ như ăn phải thuốc nổ luôn. Sự rụt rè e thẹn trước đây khi ở cùng bệ hạ hoàn toàn biến mất, vừa thấy bệ hạ là nổi sung lên, cả hậu cung thật sự chẳng ai dám chọc vào vị này, nói đúng hơn là cả thiên cung cứ thấy nàng ta là chuồn mất. Thanh chủ bị nàng làm cho tức giận tới mức run rẩy, chỉ thẳng vào nàng ta. Nàng! Nàng! Được, đây là nàng tự chuốc lấy. Hạ hầu thử vũ tức giận đáp. Đúng, là thần thiếp mặt dày tự chuốc lấy. Xin bệ hạ hạ. Chỉ! Hai chữ mặt dày chẳng biết là xì si ai. Thượng quan thanh nhanh xong đứng giữa hai người, khuyên. Nương nương, hiện giờ không phải lúc để cãi nhau ngư hữu đức sắp gặp phải tai họa hiện giờ quan trọng nhất là phải xử lý việc này ạ à. vừa nghe thấy chuyện này hạ hầu thừa vũ mới coi như bớt được chút giận dữ phất tay áo bước nhanh đi nhưng vẫn phải chêm thêm một câu thần thiếp sẽ đợi ý chỉ của bệ hạ nếu bệ hạ không hạ ý chỉ này thì không phải nam nhân thượng quan thanh lại dịn ra cả đám mồ hôi lạnh thanh chủ nhất thời tức giận sôi máu chỉ vào bóng lưng đang khuất dần của hạ hầu thừa vũ tức giận quát được trẫm sẽ thỏa lòng mong muốn của nàng trong lòng thượng quan thanh cực kỳ bất đắc dĩ phát hiện thanh chủ cũng nổ quá sao có chuyện sẽ vì một tôn nữ của phản tặc mà phế thiên hậu cơ chứ nếu như thật sự làm chuyện này thì chuyện vui sẽ càng lớn hơn chẳng biết thiên hậu có bị phế hay không cơ mà chắc chắn là chiến như ý sẽ không giữ nổi mạng nếu như thanh chủ muốn bảo vệ chiến như ý thì căn bản trong chuyện này không dám động tới thiên hậu chưa nói tới việc mấy người phá quân không chấp nhận được mà người nhà mẹ đẻ thiên hậu cũng sẽ không để yên điều khiến người ta bất đắc dĩ nhất chính là chuyện gì thiên hậu cũng có thể đổ cả lên đầu chiến như ý được cho dù bệ hạ chỉ trích thiên hậu hay mắng thiên hậu thiên hậu đều cho rằng bệ hạ làm thế vì chiến như ý cho dù bệ hạ có tươi cười vui vẻ thiên hậu cũng có thể ném ra một câu xem ra tiện nhân ở lãnh cung kia hầu hạ bệ hạ tốt lắm nhỉ bảo bệ hạ làm sao chịu nổi có điều đối với thượng quan thanh mà nói cũng chẳng biết có phải lỗi rác hay không mà trái lại ông lại cảm thấy trước đây hai người này không giống phu thê quá xa lạ quá xa cách, bây giờ mới thật sự có vài phần giống phu thê. Ai ngờ thanh chủ vừa quay đầu đã đổ hết lửa giận lên người ông, chỉ vào thượng quan thanh, nổi giận mắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 400 triệu đại quân sắp bao vây tấn công U Minh Tổng Đốc Phủ, chuyện lớn như thế mà trầm lại không biết. Sao ngưu hữu đức lại biết trước chuyện này? Lẽ nào cả đường tin tức của trẫm còn không bằng một ngư hữu đức ư? Các ngươi ăn gì để sống vậy hả? Thượng quanh thanh lập tức cúi đầu khom lưng nói. Lão mỗ sẽ đi thăm dò còn nữa, thanh chủ gần như nói sát bên lỗ tai ông. Sau này, nếu chưa có sự cho phép của trẫm, thì không được để người đàn bà tranh chua kia vào đây. Vâng, vâng, vâng ạ. Thượng quan thanh gật đầu liên tục, thầm nghĩ, lần này rõ ràng người đồng ý nên lão nô mới để nàng vào mà. Miêu nghị trên vách núi vẫn còn đang do dự bồi hồi, muốn liên lạc với Dương Khánh, rồi lại có chút xấu hổ. Dù sao ban đầu, khi Dương Khánh khuyên hắn, hắn đã không nghe sau khi do dự hồi lâu hắn vẫn lấy tinh linh ra liên lạc với dương khánh kể lại mọi chuyện hy vọng dương khánh có thể có biện pháp giải quyết nào đó mọi chuyện đã đến nước này xấu hổ lúng túng gì cũng chẳng còn quan trọng nữa vì để dương khánh có thể nắm bắt rõ tình hình để phán đoán chính xác ngay cả chuyện từ chối quảng mỹ nhi hắn cũng không giấu dương khánh trong quán cư cách nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cười khổ bảo y nói gì mới được đây bảo miêu nghị đừng có gây rắc rối thêm nữa Miêu Nghị đã chuẩn bị kỹ càng như vậy mà còn gặp phải chuyện chính khí môn, vì Bảo Liên có đáng giá không? Bây giờ mọi chuyện khiến ngươi đau đầu, chính khí môn cũng khó chịu, không biết rốt cuộc ngươi và Bảo Liên có quan hệ gì, muốn không hiểu lầm mối quan hệ giữa ngươi và Bảo Liên cũng khó. Ngươi bảo sau này người ta làm sao gả cho người khác được nữa đây? Cho dù là vì Bảo Liên, ngươi sẽ phải giết Cao Nham vào lúc đó sao? Chuyện này cũng chẳng long tín được, ngươi không hạ lệnh giết thì long tím cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, kết quả chọc phải quảng lệnh công, khiến lão ra tay rồi chứ gì. Không có chuyện chọc giận quảng lệnh công lúc trước, thì chưa chắc sau này quảng lệnh công đã chầm chầm không tha, chưa chắc sẽ nhân cơ hội muốn gả con gái tới. Dù gì thì hiện giờ, nếu như không phải trải qua cả đám chuyện ấy, thì chưa chắc quảng lệnh công đã muốn gây phiền toái. Vốn là có thể khiến chuyện xấu chuyển biến thành chuyện tốt, người bằng lòng với quảng lệnh công sẽ lấy con gái của lão thì có sao đâu. Người có cả đám nữ nhân, cưới thêm một người thì đã thế nào? Trước tiên cứ ổn định trước mắt đã rồi nói chuyện này sau cũng được mà, tội gì phải liên tục chọc giận người ta chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy làm chi còn thật sự coi người ta là nắm bùn nữa chứ cho dù là ai thì chỉ cần có cơ hội cũng sẽ đạp ngươi thôi chuyện thay đổi kế hoạch sau đó thì chưa nói hiện giờ thì hay rồi đừng nghĩ tới chuyện xung đột với hạ hầu gia để rời áp lực đi hạ hầu gia chẳng thèm để ý tới ngươi thì đương nhiên sẽ có người tới thu phục ngươi ý định nhân cơ hội nắm chắc thiên nhai trong tay cũng tan nát luôn rồi đã vậy còn muốn mượn chính khí môn để mở đường tiền tài khác ấy hả giờ ta xem ngươi mở thế nào nào. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Khánh lắc tinh linh, hỏi. Đại nhân tính thế nào? Miêu nghị. Nếu thật sự không được thì ta dẫn người thủ giữ ưu tuyền, dựa vào chỗ hiểm mà thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện giờ bảo hắn chạy trốn thì đã không thể được nữa. Dương Khánh. Cũng coi như là một cách, có điều trong đám nhân mã này, không biết có bao nhiêu tai mắt của các thế lực khác nhau. Một khi chuyện xảy ra, đối mặt với áp lực như vậy thì e là nhằm nơi hiểm mà thủ, cũng chưa chắc đã thủ được. Không phải cực chẳng đã thì không nên dùng vẫn hơn. Miêu nghị. Ngươi có cách nào ổn ổn không? Dương Khánh. Cách của ta chưa chắc đã hữu dụng, muốn cực một ván. Miêu nghị. Rửa tay nghe cao kiến. Dương Khánh. Hoặc là đại rút người ở thiên nhai về rồi tùy cơ ưng biến. Hoặc là cứ dứt khoát nên làm gì thì tiếp tục làm cái đó. Làm như không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hai cách này đều là im lặng quan sát động tĩnh, trước là có thể giảm thiểu tổn thất tới mức thấp nhất sau là có thể giữ được lợi ích hiện hay ta cảm giác sau đó rất có thể sẽ xuất hiện thay đổi có lợi cho chúng ta miêu nghị lập tức hỏi thay đổi gì dương khánh hiện giờ ta chưa thể nói rõ được chỉ là phỏng đoán mà thôi cho nên mới nói muốn cược một ván phải xem đại nhân có muôn cược hay không rồi miêu nghị ngươi cảm thấy thanh chủ sẽ ra tay dương khánh hy vọng là vậy một khi mấy nhà kia hạ quyết tâm liên thủ thì chỉ e là thanh chủ cũng phải kiêng kỵ ba phần, chỉ cần có cái cớ thích hợp thì chưa chắc thanh chủ sẽ ra tay. Miêu Nghị, phần thắng khi đánh cược thế nào? Dương Khánh, 50, 50, đại nhân vẫn phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần chẳng may sẽ phải lui về địa ngục. Sau khi hai người thương nghị một lát, Dương Khánh khẽ thở dài một tiếng, xoay người ngồi một bên trên ghế nằm, cả gương mặt đều ngập vẻ sầu lo. Thanh Cúc thấy vậy bèn tới gần, hỏi: "Sao vậy?" dương khánh cười khổ một tiếng kể lại mọi chuyện một lượt thanh cúc tò mò hỏi đại nhân muốn cược gì ạ dương khánh cau mày nói với vẻ trầm ngâm ta cược một người sẽ ra tay thanh cúc ai dương khánh nói người đang trốn phía sau miêu nghị kia ấy nếu miêu nghị đã đến nông nỗi này ta đánh cược người kia sẽ không trơ mắt nhìn miêu nghị rớt đài đâu rất có khả năng người kia sẽ ra tay hạ hầu thừa vũ vừa nghe đã biết đây là ý của thanh chủ đập bàn rầm một tiếng rồi đứng dậy tí nữa là dọa thượng quan thanh nhảy dựng lên lui người nhận lệnh của bổn cung tại sao lại phải lui nghĩ bổn cung dễ bắt nạt lắm sao hạ hầu thừa vũ cười lạnh một tiếng người ở thiên nhai rút thì những người kia sẽ dừng tay sao nếu rụt đầu thò đầu đều bị chém một đao thì có còn gì đáng sợ đâu chẳng lẽ còn muốn bổn cung quỳ xuống van xin bọn họ hay sao bổn cung không phải bệ hạ không giống nam nhân đó bị dọa một cái là phải nhượng bộ ý bổn cung đã quyết mấy chục triệu nhân mã trong tay bổn cung chẳng sợ ai hết nếu như bệ hạ không quản được mấy người kia thì bổn cung sẽ thay người quản lý ai dám đánh người của bổn cung bổn cung sẽ đánh kẻ đó ngư khí vô cùng mạnh mẽ cực kỳ thô bạo ý này đương nhiên là do miêu nghị bẩm tấu lên mà hiện giờ nàng cũng có chút tự tin đến mù quáng vào năng lực cảo miêu nghị hồ nửa chân có thể đánh bại trăm vạn quân tinh nhuệ mười vạn đại quân u minh có thể đánh bại năm trăm vạn quân tinh nhuệ của đông quân nếu ngư hữu đức đã nói đánh nàng cảm thấy có lẽ năm chục triệu quân của ngư hữu đức đấu với 400 triệu quân địch cũng không thành vấn đề có nhiều quân hơn nữa cũng không sợ cho nên lời nói của nàng mới khi khai đến vậy tóm lại lời miêu nghị dùng để chống chế nàng lại coi đó là thật không biết miêu nghị đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ của chạy lấy người từ lâu rồi thượng quan thanh không nói được gì ngẩn ra nhìn nàng sau khi trở về cung ngự viên ly thượng quan thanh chuyển lại ý của hạ hầu thừa vũ cho thanh chủ đương nhiên mấy lời hạ hầu thừa vũ mắng thanh chủ đã bị ông lược bỏ nếu không thì chỉ tự rước họa vào thân thôi thanh chủ cũng sửng sốt hồi lâu rồi mới hỏi thật sự là ý này chứ không phải tức giận nên mới nói ra thế ư thượng quan thanh thở dài lão nô đã xác nhận nhiều lần nhưng ý của nương nương và ngư hữu đức đều là đánh đặc biệt là thái độ của nương nương vô cùng kiên quyết thanh chủ cũng im lặng ngần ra hồi lâu cuối cùng cười lạnh khà khà nói ai dám đánh nàng ta nàng ta sẽ đánh kẻ đó ai muốn đánh nàng ta nàng ta cũng đánh luôn kẻ đó từ lúc nào mà nàng ta trở nên tự tin thế nhỉ? Nàng điên này với con khỉ nhãi kia ở với nhau đúng là ăn gan hùm mật báo, người này còn ngốc hơn người kia mà. Nếu đã như vậy thì trầm chẳng cần phải bận tâm, trái lại có chút mỏi mắt mong chờ. Nếu thật sự đánh nhau thật thì trẫm cũng không ngại góp một tay. Chân mày y cao lại, có chút chờ mong, nếu thật sự có cơ hội, y chẳng ngại nhân cơ hội xuất binh tách đám bè phái đó ra. Dưới gốc cây kình thiên, cấm viên, phủ thiên ông hạ hầu lệnh nghe xong bẩm báo có chút khó lòng tin nổi hỏi rõ thiên hậu đã nói như thế thật à vệ xu gật đầu nói nga mi ở bên cạnh và chính tay nghe được điều đó mà quan sát động tĩnh của thiên nhai ngư hữu đức vẫn không có ý dừng tay vẫn cứ làm theo ý mình e rằng đó là sự thật hạ hầu lệnh cũng cạn lời luôn cũng có thể nói rằng rất phiền lòng đến nước ấy rồi mà vẫn không uy hiếp được ngư hữu đức cũng không thể khiến ngư hữu đức chịu thua xem ra chuyện ép chính khí môn trở về cửa hàng không phải là trò đùa rồi việc này không thể giải quyết một cách nhanh chóng thì những cổ đông kia vẫn sẽ thúc giục vẫn khiến mình phải phiền lòng rồi quảng thiên vương phủ quảng lệnh công ngồi trong thư phòng cao mày thật sự không có ý buông tha thiên nhai câu việt đáp không có không những không rút người đi người trưởng quản thiên nhai còn đang tìm kiếm cửa hàng khắp nơi e là chính khí môn thật sự muốn nhóm bếp rồi còn nữa hạ hầu thừa vũ đã hạ chỉ cho các nơi ở khắp các nơi trong thiên nhai đều cho rán công khai ý chỉ của nàng ta lệnh cho những người cáo trạng rồi từ chối việc tới U Minh Tổng Đốc Phủ phải tới báo danh đúng hạn, nếu không sẽ bị xử như tội kháng chỉ. Nàng ta công khai ra tay một cách cứng rắn chẳng thèm để ý tới hậu quả, như thế thật sự đã khiến những người từ chối kia tiến không được, mà lùi cũng chẳng xong. Đi báo danh thì chỉ sợ ngư hữu đức giết chết mà không đi thì bọn họ cũng chẳng gánh nổi tội kháng chỉ. Nói cho cùng, nguyên nhân những người kia không đi báo danh đều là vì bị người khác xúi dục sau lưng, được ai xúi dục thì trong lòng mọi người đều biết. Đối với Quảng lệnh công mà nói, thì chuyện của mấy người kia chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc tới đám đó cũng chẳng phải là người nhà lão quảng lệnh công cũng chẳng để ý chuyện đó chuyện khiến lão buồn phiền là một chuyện khác cơ xem ra ngư hữu đức thật sự không biết có người muốn giết mình lão không nhịn được mà buông tiếng thở dài từ góc độ nào đó mà nói thì rất có thể chuyện ngư hữu đức bằng lòng cưới nữ nhi của lão là sự thật điều khiển lão càng phiền lòng hơn là vì mình đã ra tay quá sớm dẫn đến tình huống leo lên lưng hổ rồi thì chẳng dễ xuống chuyện hôn sự kia tốt biết bao cơ chứ thế nhưng nó đã bị lão chính tay phá hỏng rồi mà miêu nghị cũng rất phiền lòng hắn nhận được một tin vui bên tiểu thế giới yêu như tiên chấp trưởng linh lung tông truyền tới tin tức tốt đã vượt qua cửa ải khó trong việc luyện chế tinh linh luyện chế ra được loại tinh linh mới cái gọi là loại mới nghĩa là sao sau này không cần phải mang theo cả đông tinh linh bên người nữa rồi một tinh linh cũng có thể cùng lúc liên lạc với nhiều người loại hàng mẫu hiện giờ luyện chế ra có ba loại cùng lúc liên lạc với trăm người ngàn người và vạn người nhiều hơn nữa thì không cần thiết ngoài ra yêu như tiên còn thông báo luyện chế phá pháp cung cũng có bước tiến lớn nhưng hiện giờ vẫn còn chút vấn đề phải khắc phục đây đương nhiên là chuyện tốt vì nghiên cứu của yêu như tiên miêu nghị đã tiêu tốn rất nhiều tài lực hiện giờ cuối cùng cũng có tác dụng rồi còn có thể luyện chế ra phá pháp cung hay không thì miêu nghị cũng không quá quan tâm dù cho có thể luyện ra nếu thật sự phải có quy mô luyện chế thật lớn thì hắn thật sự không cung cấp được nhiều tài nguyên đến vậy phí tiêu hao thật sự quá nhiều có khả năng thanh cúc ướm hỏi đại nhân không thể chắc chắn dương khánh lắc đầu đáp tình huống hiện tại rất khó mấy thế lực lớn liên thủ sẽ càng mạnh hơn chỉ dựa vào bài trên tay chúng ta thì khó mà gây ra động tĩnh lớn gì chỉ có người biết rõ mọi chuyện kia ra tay thì mới đủ đô nhưng mấy đại thiên vương liên thủ thì đến cả thanh chủ cũng phải kiêng kỵ người đó có ra tay hay không vẫn chưa thể chắc được dễ dàng bại lộ thấy dương khánh nhắc tới người đó nhưng từ đầu tới cuối chẳng nói là ai y không muốn nói thanh cúc cũng không tiện hỏi hiểu có điều lần này thật sự có chút tò mò rốt cuộc không kiềm được mà mở miệng hỏi đại nhân người mà đại nhân nói kia rốt cuộc là ai dương khánh nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú cuối cùng phun ra hai chữ bạch chủ trong nháy mắt thanh cúc trợn ngược mắt há hốc miệng cả mặt đầy kinh hãi trong mắt ngập vẻ không thể tin được mà miêu nghị cũng chẳng còn tâm trạng tới nơi quan sát gì nữa hắn dặn dò người dưới bảo mọi người vẫn cứ làm mọi chuyện như cũ rồi trở về tổng đốc phủ. Về việc đại quân sắp kéo tới, Miêu Nghị không nói cho bọn họ biết, tránh để trong lòng bọn họ lo lắng, rồi nhốt mình trong phòng suy nghĩ. Màn đêm buông xuống, sau khi Vân Chi Thu trở lại, nhận ra Miêu Nghị có gì đó khác thường, hỏi dò hắn. Miêu Nghị không hề giấu nàng, kể lại mọi chuyện với nàng. Vân Chi Thu ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng lặng thinh, sau hồi lâu suy tư mới hỏi. Ngưu nhị, có thể ra tay từ khấu lăng hư bên kia không? Miêu nghị hỏi. Ngươi đang chỉ chuyện khấu lăng hư âm thầm nâng đỡ người của chúng ta, trong cận vệ quân ư. Vân Chi Thu gật đầu. Hẳn là có thể uy hiếp tới y. Miêu nghị. Chắc gì đã đủ, quảng lệnh công quyết tâm muốn hại ta, thì ép khấu lăng hư lui bức có ích lợi gì chứ. Mấy nhà còn lại cũng đủ để săn bằng chỗ này rồi. Vấn đề quan trọng là khấu lăng hư sẽ không vì thế mà khuyên mấy nhà khác lui binh đâu. Một khi chúng ta dựa vào chuyện này để ép buộc, thì chuyện chúng ta đã biết mọi chuyện sẽ bại lộ rằng chúng ta đã sớm biết chuyện này, nhưng không báo lên thanh chủ khấu lăng hư hoàn toàn có thể uy hiếp ngược lại chúng ta y lo chúng ta cá chết lưới rách có thể lui binh để ổn định chúng ta nhưng chắc chắn sẽ không ngăn cản những người khác đụng tới chúng ta huống hồ hiện tại khiến mấy người kia bị lộ cũng rất đáng tiếc có vài người tiền đồ rất không tồi nói không chừng lần này sẽ có người thăng chức cũng nên giữ lại thì tương lai mới có tác dụng phát huy càng lớn hơn không phải cực chẳng đã thì đừng để những người ấy bị lộ đối với tình cảnh của những người kia vân chi thu là người rõ ràng nhất bình thường nàng là người đảm nhận việc liên hệ với những người đó cận vệ quân chiến một trận với doanh cửu quang trong những người đó đã có hơn trăm người lập công thăng chức có những người đã lên tới chức phó đô thống ở đây đang nói chuyện cận vệ quân thì vân chi thu đã nhận được tin tức của cận vệ quân bên kia nàng lấy một tinh linh ra liên hệ với bọn họ sau khi nói chuyện xong vân chi thu nhìn miêu nghị nói là liêu ứng đồng liêu ứng đồng miêu nghị ngạc nhiên hỏi là người quản thanh nguyên tôn vân trị thu gật đầu nói Liêu Ứng Đồng nói y bị điều đi rồi. Cận vệ quân điều người khác tới tiếp quản vị trí của y tên là Vương Định Triều. Vương Định Triều? Miêu Nghị nghi ngờ hỏi, sao ta lại thấy cái tên này quen quen nhỉ? Vân Chi Thu nói. Liêu Ứng Đồng nói hẳn là đại nhân quen người này, nói người này đã cùng đại thân tham gia đợt sát hạch luyện ngục, lúc sát hạch đã lấy được ngự phong đệ nhất của thanh chủ. À. Miêu Nghị liên tục gật đầu, nhớ ra rồi, quả thật có chuyện như vậy, chỉ là không khỏi nói với vẻ kỳ lạ. Người này hẳn là làm tổng trấn ở thiên nhai chứ, sao lại chạy tới cận vệ quân rồi, đặc biệt còn trực tiếp tiếp quản thanh nguyên tôn nữa chứ, hẳn là không phải trùng hợp hả. Vân Chi Thu, chuyện khác thì Liêu ứng đồng cũng không biết. Điều này không quan trọng, quan trọng là ngài tính chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm trước mắt sau đây. Miêu Nghị im lặng hồi lâu, cuối cùng mặt mũi giữ tợn nói. Nên làm gì thì làm cái đấy, có phải chúng ta không còn đường lui đâu. Nếu như thanh chủ mặc kệ, thì cùng lắm bỏ cơ nghiệp ở đây đi, Cùng lắm ta mang người trốn vào tinh vực chưa biết tên, sau đó triệu tập nhân mã ở luyện ngục ra, giúp ta khống chế mấy triệu nhân mã này. Sau đó không có chuyện gì xuất binh quấy rầy bọn họ, tìm cơ hội thì ra tay cướp sạch. Không làm quan thì làm cướp. Có gần 2 triệu nhân mã trong tay, vua cũng thua thằng Liều, cướp được gì thì cướp tất luôn, mọi người đừng nghĩ sẽ được sống sung sướng, cứ quyết định thể đi. Rồi hắn vỗ bàn đứng dậy, quyết định thế luôn. Xác định đường lui xong, hắn cũng chẳng còn gì phải sợ hãi cho dù trên đỉnh thiên nhai có đổi người hay không thì hắn vẫn tiếp tục thúc giục tay chân bên thiên nhai kia chứng thực cửa hàng ngoài thiên tần cung thượng quan thanh đến cửa cung hơi do dự một lát không biết có nên đi vào hay không sau khi nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định nhắm mắt đi vào thấy hạ hầu thừa vũ thượng quan thanh nở nụ cười hành lễ bái kiến nương nương hạ hầu thừa vũ đang ngồi ngay ngắn ở bên trên hử lạnh một tiếng nói đại tổng quản không đi hầu hạ vị trong lãnh cung kia đi sao lại chạy tới nơi này của ta rồi bổn cung chịu không thấu đâu thượng quan thanh cười khổ đã biết đến là sẽ bị châm chọc rồi vị thiên hậu này đến cả thiên đế cũng dám mắng thì chế nhạo ông cũng có là cái gì to tát đâu ông chỉ đành coi như không nghe thấy chắp tay nói nương nương u minh tổng đốc phủ sắp phải đối mặt với nguy hiểm người hẳn cũng đã biết nhưng xem xét động tác của ngư hữu đức ở bên thiên nhai kia thì hình như không có ý rút lui người của cận vệ quân ở thiên nhai sắp lập tức rút rồi ạ ông đang nhắc nhở mau bào người của ngư hữu đức ở thiên nhai nhanh chóng rút thôi giảm thiểu tổn thất không cần thiết xét từ một mức độ nào đó thì việc nắm giữ cách luyện chế phá pháp cũng cũng hơi vô ích huống hồ không phải hắn nắm giữ thật sự bằng không thì đã có thể suy xét tới việc hợp tác với mấy vị thiên vương chống lại thanh chủ rồi loại tinh linh mới hẳn là có thể giúp hắn kiếm được lượng tài lực lớn nhưng nếu không qua được cửa ải trước mắt này thì e là đến cả việc mở cửa hàng mới cũng không thành chứ đừng nói tới việc ảnh hưởng trái chiều khi bán ra loại tinh linh mới, gây uy hiếp tới những thế lực đang kinh doanh tinh linh đời cũ. Sở Dĩ Miêu Nghị phiền lòng chính là, bởi vì rõ là hắn nắm trong tay thứ có thể kiếm tiền được, nhưng lại chẳng cách nào phát huy tác dụng của nó, hiện giờ mà dám lấy ra bán thì e là người muốn đánh chết hắn sẽ càng nhiều hơn, mà thôi. Mấy vị thiên vương kia cũng chiếm cổ phần trong mấy cửa hàng tinh linh, đối với người ta mà nói, thì việc nhận được lợi ích khác biệt từ việc bán đồ mới khiến đồ cũ bị chịu thiệt cũng chẳng có gì to tát, khó có thể dựa vào việc này mà ngăn cản người ta ra tay với hắn. Hơn nữa nếu thông tin kia vào lúc này thì hắn quá thiệt rồi. Đương nhiên mấy chuyện như người ta muốn nhân cơ hội chèn ép lợi ích của hắn, nhân cơ hội cướp đoạt lợi ích của hắn một cách trắng trợn đều có thể xảy ra. Suy cho cùng thì vẫn là vì năng lực của hắn không đủ mạnh, lại tung ra đồ vật quá thu hút người ta như vậy thì chính là rước phiền phức vào người. Mấy ngày sau, Thanh chủ chính thức rút nhân mã khỏi vùng Thiên Nhai, khi phần lớn nhân mã khống chế đều đã rút khỏi áp lực thiên nhai gây cho miêu nghị bỗng nhiên gia tăng trên đỉnh thiên nhai bắt đầu tìm cớ miêu nghị nhiều lần nhận được tin tức xin chỉ thị miêu nghị vừa vừng vàng trước áp lực của mọi người vừa bẩm lên thiên đỉnh mạnh mẽ yêu cầu nghiêm trị những quan viên thiên nhai không tới báo danh mà một tin tức cũng chuyển ra với tốc độ gần như không thể che giấu nổi năm vị thiên vương đang âm thầm tập kết nhân mã dưới trướng tuy nói là âm thầm nhưng số lượng nhân mã tập kết quá nhiều khó tránh khỏi việc tin tức bị lộ ra có điều phần lớn mọi người còn chưa biết lý do những nhân mã này được tập kết làm gì, mà thôi. Nhưng Miêu Nghị đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, bắt đầu mạnh mẽ trói buộc nhân mã dưới trướng. Chém, ất nguyệt tinh, bên cạnh bờ biển, gần vạn đầu người rơi xuống đất, sau tiếng ra lệnh toàn bộ đều là nhân mã điều động được từ thiên nhai, những âm thanh khóc lóc xin tha. Miêu Nghị lấy lý do kháng mệnh để xử lý phần lớn những người này. Đại chiến sắp tới, đã không cần phải lưu lại những hậu họa này nữa rồi, biến mất theo tiếng đao chém nhìn một đám thi thể ngôn ngang hoàng đài nhìn về phía long tín có chút không hiểu hỏi ý của đại đô đốc là gì vậy long tính lắc đầu lào hoàng chúng ta đừng quan tâm nhiều như vậy làm gì nghe theo là được rồi bên ngoài thành quỷ chục triệu nhân mà bỗng nhiên xuất hiện hoàn toàn bao vây thành quỷ cả thành quỷ loạn cào cào cả lên ngư hữu đức muốn làm gì trong tín nghĩa cát sắc mặt tảo mãn vô cùng khó coi tức giận quát thanh nguyệt đang đứng trước mặt thanh nguyệt nói ông chủ tàu đừng hiểu lầm, không có ý gì cả, tạm thời đại đô đốc phải di chuyển tất cả những nhân viên tạp vụ, trong thành quỷ ra khỏi U Minh, để tiện cho đại nhân thao luyện, sẽ không làm tổn thương bất cứ ai cả. Tào mãn xanh cả mặt, lấy tinh linh ra, trực tiếp liên lạc với Miêu Nghị. Cũng chẳng biết Miêu Nghị đã nói gì mà sắc mặt Tào mãn dần dần trở nên nghiêm túc, sau khi cất tinh linh đi, thì chẳng chút hoài khi mà nói với thất tuyệt đang đứng bên cạnh. Thông báo xuống phía dưới, bảo bọn họ phối hợp, tạm thời rời khỏi U Minh trước không đi không được ấy chứ sắp khai chiến rồi ở lại nơi này mới thật sự nguy hiểm thế lực của y có lớn hơn nữa cũng không chịu được trận chiến có quy mô lớn như vậy cho dù y đã biết mấy đại thiên vương có ý đồ tập kết nhân mã từ lâu nhưng thực sự không ngờ miêu nghị chuẩn bị liều mạng thật dạ thất tuyệt đáp có sự phối hợp của tín nghĩa các nên chẳng có chút rắc rối nào xảy ra nhân viên trong thành quỷ nhanh chóng sạch bóng dưới sự áp giải của đại quân toàn bộ đều được đưa ra khỏi vùng đất u minh một cách nhanh chóng những người tới u tuyển đi săn sau khi bị phát hiện cũng lập tức rời khỏi u minh sau khi thành quỷ được dọn sạch miêu nghị lập tức hạ lệnh cho trọng binh phong tỏa những cửa ra vào của vùng u minh đồng thời bí mật điều một nhóm nhân mã ẩn núp quan sát ở phía ngoài những cửa ra vào ấy đến lúc này thì hắn không thể để bất cứ người nào tùy ý ra vào u minh được nữa chẳng may có người âm thầm mang theo một nhóm nhân mà đi vào thì phiền phức to hắn cũng không biết bên thành quỷ kia chịu sự khống chế của bao nhiêu thế lực bên ngoài cho nên cứ đưa người ra khỏi thành là tốt hơn cả. Hắn rất rõ, tới bây giờ, đối phương chỉ còn thiếu một lý do tấn công nữa mà thôi, hắn không thể đợi mọi chuyện xảy ra rồi mới đi chuẩn bị được. Gây ra chuyện lớn đến vậy, thêm việc nhân mã của tứ quân cảnh nội được âm thầm điều động rất nhiều, khiến người ta muôn không tưởng tượng cũng khó. Tốc độ xây dựng phòng ốc của mấy người trong tu hành rất nhanh, đại quân và gia quyến bên này, vừa có chỗ ở thì ngay lập tức đã cảm nhận được áp lực cực lớn đến lúc này miêu nghị biết nếu còn tiếp tục giấu giếm sẽ dẫn đến náo loạn nên hắn triệu tập các vị tướng lĩnh và hơn vạn quân tới tổng đốc phủ để chuẩn bị công tác tư tưởng trước chiến tranh trên sân lớn ngoài điện có hơn vạn người tập hợp miêu nghị mặc chiến giáp uy nghi đứng trên bậc thang trước điện đứng đối diện với mọi người ta biết gần đây có nhiều lời ra tiếng vào suy đoán kiểu gì cũng có chẳng có gì phải đoán cả chuyện được đọc bởi kênh haley audio hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây là để thẳng thắn công bố có người đồn rằng năm vị thiên vương âm thầm triệu tập nhân mã có liên quan tới chúng ta. Không sai, ta đã nghe ngóng được chút tin tức, năm vị thiên vương kia muốn triệu tập đại quân kiếm cớ tiêu diệt chúng ta, bây giờ chỉ còn thiếu một cái cớ để ra tay mà thôi. Lý do muốn tiêu diệt chúng ta, từ mấy vị từ chối không lên chiều là có thể đoán ra được. Bọn họ đã vô pháp vô thiên, cho rằng thiên hạ là của bọn họ, không cho những thế lực khác mạnh lên. Ngư mỗ nào có đặt chân lên địa phận bọn họ quản hạt, nhưng chỗ chết người là gần đây ta lại có nhiều hơn 50 triệu nhân mã. Vì vậy ta đã trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Cho dù chúng ta không phạm bất kỳ sai lầm nào thì bọn họ vẫn sẽ không tha thứ cho chúng ta, nhất định muốn tiêu diệt chúng ta. Có thể sẽ có người cảm thấy thực lực cách biệt quá mức thế này, chỉ chăng bằng đầu hàng cho xong. Trước tiên nói tới bản thân ta vậy, ta chính là U Minh tổng đốc do Thiên Đình ban lệnh, nếu ta đầu hàng trước bọn họ thì còn ra thể thống gì? Chẳng phải sẽ thành kẻ phản bội Thiên Đình ư? huống hô hẳn là mọi người đều rõ trong lòng e là nếu ta hàng thì cũng sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi còn các ngươi thì sao trên sân lớn miêu nghị đang nói năng hùng hồn vang vọng bỗng nhiên chỉ về phía toàn bộ mọi người trên sân lẽ nào các ngươi đầu hàng thì có thể sống sao những người dưới chúng ta là những người như thế nào phần lớn đều là những người không được thế lực bên ngoài chào đón nhân mã vốn có của u minh đô thống phủ đều là những người phải chịu sự ghẻ lạnh đến mức không còn con đường nào để đi mới tụ lại cùng với nhau, đầu hàng rồi thì có thể sống những ngày tháng tốt đẹp sao? Năm chục triệu nhân mã mới tới vì cớ gì lại tới nơi này của ta? Còn chẳng phải vì bọn họ, biết rõ nếu đầu quân vào thế lực của bọn họ bên kia, thì chắc chắn sẽ bị ghẻ lạnh sao? Lẽ nào giờ quay sang dựa hơi bọn họ thì có thể sống tốt hơn ư? Ừ. Không sai. Có thể gần đây ta chỉnh đốn đại quân nên đã đắc tội với mấy người khác, có thể khiến mấy người đó không vui, nhưng làm gì có chuyện không chỉnh đốn được chứ? ngay trong chúng ta đây có bao nhiêu người là nội gián của những thế lực bên ngoài nếu không chỉnh đốn thì khi gặp phải chuyện sắp xảy ra các ngươi bảo ta phải làm sao đây vì lẽ đó ta nhất định phải chỉnh đốn cũng mặc kệ ai vui ai buồn ít ra thì ở nơi này của ta cơ hội của tất cả mọi người đều bình đẳng không cần phải lo sau khi nương nhờ vào những người bên ngoài kia sẽ gặp phải nhục nhã sống không bằng chết trong số các ngươi không ít người còn có cả gia quyến các ngươi có thể chịu đựng được những nhục nhã ấy nhưng các ngươi có thể chịu được việc trơ mắt nhìn người nhà các ngươi phải gánh chịu nhục nhã ư. Ta chẳng cần đoán cũng biết được hậu quả sau khi các ngươi nương tựa vào bọn họ. Thấy đồng đội không để các ngươi yên thân, thậm chí còn dọa dẫm cướp bóc, trắng trợn đùa giỡn thê tử, con gái của các ngươi, các ngươi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt đứng nhìn. Có thể có người sẽ cho rằng, nếu không hàng, bọn họ thế mạnh, chúng ta căn bản không có hy vọng giành phần thắng. Quả thật là như vậy, nhưng các ngươi biết tại sao khi ta giao chiến với bọn họ, mà nhiều lần có thể lấy ít thắng nhiều không? bởi vì những người có rất nhiều cấp dưới của bọn họ có quan hệ thân thiết với bọn họ quan hệ dây mơ rể má rất phức tạp cũng có rất nhiều kẻ vô dụng mục nát đến chẳng thể tả nhìn thì khổng lồ to lớn thực ra còn chẳng đỡ nổi một đòn nếu không thì tại sao năm đó bốn quân lại phải chính đốn chỉnh đốn có hiệu quả ư không hề bọn họ chỉ hơi hơi nặn cái bọc mủ chút xíu mà thôi hoặc là nhân cơ hội loại trừ thế lực khác chẳng làm tráng sĩ chặt tay mình được nếu thật sự làm như vậy thì đồng nghĩa với việc đòi mạng mình bởi vì những thứ rắc rối ấy đều do người nhà mình gây ra, nếu sờ đến gáy người nhà mình, thì chứng minh chính mình cũng không phải hạng sạch sẽ gì cho cam. Ta không hạ thấp bọn họ, thật lòng thì bọn họ thế mạnh, nếu chỉ dựa vào từng này người chúng ta mà muốn đánh bại bọn họ, thì vô cùng khó khăn. Ta nghe nói bọn họ sẽ điều tới 400 triệu đại quân vây quét chúng ta, bọn họ cảm thấy nhất định sẽ thắng, e là chưa chắc đâu. Ta đã tính đến tình cảnh xấu nhất, hy sinh hai, ba chục triệu nhân mã chỉ e là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng ta có năng lực, cũng có tự tin, dựa vào hai ba mươi triệu nhân mã là, có thể giết chết hai ba trăm triệu nhân mã của bọn họ. Nếu thực sự không ổn thì chúng ta sẽ nấp vào tinh vực vị chi, rằng có lâu dài với bọn họ, không dưng có thể xông ra giết bọn họ, chẳng có gì cũng xông ra cướp bóc của bọn họ. Chúng ta không dễ chịu thì bọn họ cũng đừng mong được yên thân, mấy chục triệu nhân mã đánh lén trường kỳ, thiên hạ lớn đến vậy, ta xem bọn họ phòng ngừa kiểu gì. Nghe nói đã sẵn sàng phải hy sinh đến gần nửa số nhân mã, tất cả mọi người đều xôn xao tiếng bàn luận không ngừng vang lên. Miêu Nghị không quan tâm tới điều đó, tiếp tục lớn tiếng nói. Một khi bọn họ thật sự dám tới xâm phạm, gia quyến của chu vị trước tiên phải chuẩn bị xong xuôi việc rời đi trước. Ngoài ra, hiện giờ muốn đầu hàng bọn họ thì vẫn còn kịp, đừng đợi tới lúc chiến thật mới suy tính tới việc này. Những ai muốn đi thì bây giờ có thể đi. Ngư mỗ tuyệt đối không ngăn cản cũng sẽ không làm khó dễ. Những người ở lại phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần sẽ liều mạng với bọn họ ta nhất định sẽ không hàng có chết cũng phải khiến bọn họ đại thương nguyên khí lần nói chuyện này hoàn toàn công khai không hề giữ bí mật hơn nữa miêu nghị cố tình phát tán tin tức này ra bên ngoài cùng ngày đó tin tức vừa truyền ra hầu như khiến cả thiên hạ áo hạ hầu lệnh đang ngồi ngay ngắn dưới cây trong cấm viên ở phủ thiên ông đứng bật dậy chắp tay đi đi lại lại hỏi tên nhóc này thật sự muốn liều mạng à vệ xu gật đầu đáp dựa vào tình huống hiện tại thì quả thật là như vậy về cơ bản thì vùng đất U Minh đã bị hắn dọn sạch rồi, chuẩn bị cho cuộc chiến. Hạ Hầu Lệnh lắc đầu. Cái tên điên này. Quảng Thiên Vương phủ, Quảng Lệnh công ngồi trong lâm viên bóp chặt giấy ngọc trong tay, sắc mặt khá khó coi, phát hiện mình bị chơi xỏ rồi, hóa ra tên nhóc kia đã biết mấy người bên này muốn động vào hắn. Quảng Mị Nhi chạy vào phòng mẫu thân, nói thầm bên tai mẫu thân một lát rồi hỏi, "Mẹ là thật ư?" Mị nương lắc đầu than, "Thật hay giả thì mẹ không biết." chỉ biết rằng đây không phải chuyện mẹ và con có thể can thiệp vào hiểu không quảng mỹ nhi cúi đầu không đáp khấu thiên vương phủ tam bản đường khấu lăng hư dựa vào ghế sau thư án xem xong giấy ngọc thì tiện tay vất luôn lên bàn cười lạnh một tiếng hắn cho rằng làm thế này thì có thể ngăn cản chúng ta ra tay với hắn ư cung ngự viên ly thanh chủ ngồi giữa đình nghiền giấy ngọc nát thành bột mịn sắc mặt rất khó coi miêu nghị làm thế khiến y có chút khó xử nếu sau đó mấy nhà kia thật sự tấn công thì chẳng phải y không thể ngăn cản sao. Trong vô lượng tinh các, luyện ngục, Dương Khánh đứng bên cửa sổ. Sau khi đọc xong giấy ngọc trong tay thì quay lưng lại nhìn về phương xa, nhàn nhạt hỏi. Ngoại giới không có động tĩnh gì khác à? Kim Mạn đứng bên cạnh đáp. Chẳng có chút khác thường nào, rốt cuộc ngài muốn thấy động tình gì. Dương Khánh khẽ lắc đầu, lẩm bẩm tự nói với mình. Lẽ nào y thật sự sẽ ngồi yên không quan tâm ư? Viện nhỏ thanh nhã, Ngọ Ninh dựa vào đình trụ, khoanh tay trước ngực, vẫn là dáng vẻ lười nhác, có điều ánh mắt nhìn về phía thê tử Hoàng Phủ Đoan Dung có chút nghi ngờ. Hoàng Phủ Đoan Dung nằm trên sạp hương phi, miệng đang bô lô ba la chuyện bên ngoài, chính là chuyện có liên quan tới ngư hữu đức đang sôi sùng sục mấy ngày nay. Nhưng dù gì cũng là phu thê nhiều năm, Ngọ Ninh nhận ra hình như Hoàng Phủ Đoan Dung đang muốn giấu nổi phiền muộn bất an đi. Số lần nhắc tới ngư hữu đức hơi nhiều. Ngọ Ninh thầm nói trong lòng, lông mày hơi nhăn lại, bắt đầu trải vuốt suy nghĩ, trải quất tình hình của ngưu hữu đức mỗi khi thê tử nhắc tới hắn. Chẳng biết có phải mình nhớ nhầm hay không mà hình như mỗi lần nhắc tới ngưu hữu đức, thê tử của mình đều có chút khác thường, vừa nghĩ tới đây, hình như con gái cũng có dấu hiệu này thì phải. Ngọ ninh thong rong bỏ trường bò xuống, đi tới bên sạp, từ từ ngồi xuống, ngồi chưa bao lâu thì đã mon men tới bên người thê tử, bàn tay đặt trên vòng eo mềm mại của nàng, khẽ cười nói. Ngư hữu đức gặp kiếp nạn này chẳng có gì lạ, tham gia đảo doanh, hợp nhất 50 triệu đại quân, đoạt quyền thiên nhai, còn muốn chính khí môn bắt đầu lại từ số 0, làm ra nhiều chuyện lớn chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nào có phải chỉ là một chuyện nhỏ chứ? Ăn một miếng rồi chưa đợi tiêu hóa xong đã lại mở miệng tiếp, thực sự quá tham lam rồi, quả thực muốn ăn thành kẻ mập luôn ấy chứ, người ta không xử lý hắn thì xử lý ai đây? Hoàng phủ Đoan Dung nhìn y, chàng cảm thấy lần này hắn có thể tránh thoát kiếp nạn này không? Có lẽ bản thân nàng cũng không ý thức được mình đã tỏ ra quá quan tâm ngưu hữu đức. Ngọ Ninh nhìn sâu vào mắt nàng một lát rồi hờ hững nhìn ra phía ngoài đình, đáp. Không biết nữa, có điều hắn cũng là người không ít lần làm ra những chuyện khác người, không thể phỏng đoán theo lẽ thường được. Thêm nữa, nếu không phải vì nguyên nhân bối cảnh thân phận, thì ta cảm thấy hắn rất hợp với Mai Mai. Lúc y nói lời này, bàn tay đang đặt trên eo thê tử của hắn cảm thấy nàng hơi run rẩy, thế là ánh mắt nhìn về phương xa của y đượm vẻ sầu lo. Nói mưa gì vậy? Sao bọn họ lại hợp nhau được chứ? Miệng thì Hoàng Phủ Đoan Dung nói như vậy, ánh mắt hơi khép hờ lại lăng lẳng chú ý phản ứng của chồng. Vợ chồng hai người cũng chẳng biết là ai đang thăm dò ai. Lâu nhỏ lại có mưa, cơ mỹ lệ dựa thân hình thướt tha. Thon dài bên khuôn cửa, một tay khoát lên eo, tay kia thì cầm chén trà đặt bên môi, cứ dựa vào một cách tùy ý như vậy. Ngoài lâu mưa phùn giả dích, lá cây trong sân được tẩy rửa xanh ngắt một màu. Đây là một hành tinh mưa nhiều, mùa mưa chiếm hơn nửa thời gian trong năm, cũng có thể điều này khiến người ta chán trường nhưng nàng lại yêu thích cảm giác được tẩy rửa sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào như này ở trong lầu nhỏ vừa có thể thưởng thức đất trời mờ mịt vừa có thể không quan tâm tới nó bên ngoài mưa gió lất phất chuyện liên quan đến miêu nghị thì lại đang cực gấp gáp nàng nghĩ tới thân phận của mình nàng là tiểu thiếp của miêu nghị một trong những tiểu thiếp của miêu nghị hai người từng có thời âu yếm triền miên mặc dù số lần không nhiều lắm nhưng nội tâm nàng lại không thể không thừa nhận rằng nàng thích cảm giác sung sướng khi buông thả thiên tính ấy nó tựa như là một phần linh hồn nàng vậy. Có những lúc bừng tỉnh từ trong cơn mơ bên gối lẻ bóng, thậm chí nàng có chút mất mát, lặng lặng nghĩ nếu hiện giờ có người ấy bên cạnh thì tốt biết mấy. Nhưng nàng lại không muốn nhìn thấy hắn, nàng cũng không biết mình có thích Miêu Nghị không nữa. Không gặp thì đôi khi sẽ nhớ nhung, nhưng gặp rồi thì lại bài xích, Miêu Nghị khiến tâm trạng của nàng rất phức tạp. Xuất thân của nàng ở đại thế có lẽ không có gì nổi bật, nhưng thực cũng chẳng hề tầm thường từ nhỏ nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành tiểu thiếp của người khác nàng từng ước mơ sẽ có tình yêu đẹp đẽ mơ sẽ có một lang quân như ý chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ trở thành tiểu thiếp của người khác miêu nghị giết chết người thân của nàng còn người thân thích lại buộc nàng trở thành tiểu thiếp của miêu nghị kết quả miêu nghị lại giam cầm thân thích của nàng tại địa ngục người thân lại dặn nàng phải lấy lòng miêu nghị lấy lòng kiểu quan hệ cực kỳ không bình thường này thật sự khiến nàng không biết phải lấy lòng hắn ra sao ngày biết được Gia Cát Thanh bị Miêu Nghị ban cho cái chết, đêm ấy nàng bừng tỉnh từ trong ác mộng, khi bật dậy khỏi giường, mồ hôi tuôn như mưa, thở hồng hộc, sấm sét rền rĩ ngoài cửa sổ, ánh mắt nàng đượm vẻ sợ hãi, nàng trợn trừng mắt, vội rúc tới góc tường, cứ như sợ sẽ có thứ gì bò từ cửa sổ vào vậy. Mãi đến sáng hôm sau nàng vẫn không dám bước tới đóng cánh cửa sổ chẳng biết bị gió thổi tung, từ lúc nào, nàng chỉ là một tiểu thiếp của Miêu Nghị, thân phận chẳng cao quý hơn so với Gia Cát Thanh là bao sắc đẹp của Gia Cát Thanh còn hơn cả nàng, nàng đã từng gặp nàng ta rồi. Nàng không biết liệu rằng có khi nào cơn ác mộng miêu nghị mặt mày dữ tợn, giết chết nàng sẽ trở thành hiện thực không? Nàng không biết mình có vị trí gì trong lòng miêu nghị, thật ra nàng rất muốn biết, nhưng thứ cảm xúc này không thể đong đếm được. Chẳng biết trong lòng miêu nghị, vị trí của nàng có đáng giá hay không, nhưng miêu nghị đối với nàng không tệ, nàng không thiếu tiền tiêu, cũng không thiểu tài nguyên tu luyện, những thứ cần cung cấp vẫn cung cấp đầy đủ, chưa bao giờ ngừng, cũng chưa từng ít thiếu, thứ hắn cho nàng ngày một nhiều hơn. Đây là cuộc sống mà rất nhiều nữ tu sĩ khát vọng. Có điều hai người rất ít gặp mặt. Nàng chỉ là một tiểu thiếp. Luận về danh phận hay xét trên thực tế thì cho dù nàng có muốn hay không, cả đời này nàng đều là nữ nhân của hắn. Về mặt quan hệ đạo đức nam nữ thì nàng không hề hai lòng với Miêu nghị. đã là nữ nhân của hắn thì chính là nữ nhân của hắn. Nàng cũng không thể phủ nhận điều này. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé cho nên nàng vẫn rất quan tâm tới động tĩnh của Miêu Nghị. Tuy rằng nàng biết chưa chắc hắn đã nhớ tới nàng, nhưng nàng không thể không quan tâm tới hắn, lặng lặng nghe ngóng tất cả những tin đồn về hắn, quan tâm quảng đường sớm nắng chiều của người ấy, có căng thẳng, có lo lắng, có kinh ngạc, có chấn động, nàng biết lần này Miêu Nghị phải đối mặt với áp lực cực lớn. Nhưng nàng cũng biết, tất cả những quan tâm nàng dành cho hắn đều là dư thừa. Cho nên nàng thích cảm giác trước mắt, tránh trong lầu nhỏ giữa màn mưa mịt mùng vừa có thể cảm nhận lại vừa có thể thưởng thức, có lẽ có hơi cô độc, chỉ có thể bưng chén trà để trông bản thân có vẻ nhàn nhã hơn một chút. Sư tỷ, tỷ còn muốn chờ bao lâu vậy? Hay là chúng ta đi trước đi? Sư phụ có định thời gian mà muội còn muốn đi dạo ở Thiên Nhai nhiều hơn chút. Trên một ngọn núi, một nữ tử mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt đứng bên vách núi, một trong hai cô nàng đứng dưới tán cây cách đó, không xa lớn giọng nói với người đang đứng trên vách núi. Nữ tử đứng bên vách núi quay đầu lại, cười nhạt đáp, "Chờ chút nữa đi." sư huynh nói sắp tới rồi hai cô gái khác che miệng cười trộm chẳng biết thầm thì với nhau gì đó cô gái đứng bên vách núi cười khổ chắc chắn đang nói nàng rồi nàng tên là trác tương liên đệ của của thiên cốc môn tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng coi là mỹ nhân ngũ quan tinh xảo tư thái yểu điệu tính cách dịu dàng tu vi của nàng ở thiên cốc môn không được coi là thấp nàng chuyên tâm tu luyện không màng chuyện nam nữ đương nhiên cũng không bài xích mang thái độ thuận theo tự nhiên mãi cho tới một ngày sư phụ đứng ra tác hợp nàng và đại sư huynh tống đạt nàng cũng rất có thiện cảm với đại sư huynh vì vậy không phản đối hai người thử qua lại một khoảng thời gian mọi thứ đều rất tuyệt chỉ chờ ngày sư phụ chọn ngày tháng thành thân mà thôi hai nữ tử khác bên cạnh màng là sư tỷ và sư muội của nàng sư tỷ tên là thường hồng mai sư muội là đoạn ái nhi ở sư môn chuyện trác tương liên và đại sư huynh là chuyện được công khai rộng rãi chẳng ai không nhận ra cả có điều tỉ muội đồng môn bọn họ rất thích lấy chuyện này ra trêu chọc Trác Tương Liên. Trác Tương Liên cũng rất bất đắc dĩ, nhưng đã quen rồi. Đúng lúc này, có mấy bóng người lướt tới từ phía chân trời, lúc ngang qua bầu trời, một nam tử nhảy xuống, thân hình lực lưỡng, khuôn mặt đôn hậu, có mấy phần khí khái, y nhìn Trác Tương Liên rồi nở nụ cười với nàng. Đại sư huynh đến rồi. Đoạn Ái Nhi hô lên, cùng đi với Thường Hồng Mai đi qua lễ phép chào hỏi. Tống Đạt Đáp lễ xong cười nói: "Các muội tính đi đâu vậy?" Trác Tương Liên dịu dàng đáp, sư phụ bỏ bọn muội tới thiên nhai mua chút đồ. Đoạn Ái Nhi lập tức xem miệng vào, nói, đại sư huynh, vì chờ huynh nên bọn muội đã lỡ mất chút thời gian du ngoạn thiên nhai rồi đó, huynh phải bồi thường cho bọn muội, trả tiền. Ái Nhi, Trác Tương Liên quay đầu lại lườm nàng một chút. Đoạn Ái Nhi lập tức cười hi hi rồi nói, sư tỷ tỷ, còn chưa gả cho đại sư huynh mà đã bắt đầu bênh người ta rồi. Trác Tương Liên dở khóc dở cười, Tống Đạt cười sảng khoái, nháy mắt tung ra một chiếc nhẫn chứa đồ rồi nói cầm lấy sau khi đoạn ái nhi bắt lấy kiểm tra kỹ càng thì gương mặt đầy vẻ hài lòng hớn hở nói đa tạ đại sư huynh rồi nhanh chóng cất đi thường hồng mai ở bên cạnh lắc đầu với vẻ đầy bất đắc dĩ ánh mắt chắc tương liên rơi lên người tống đạt hỏi lân huynh ra ngoài rèn luyện này vẫn thuận lợi chứ có chút khó khăn suýt chút nữa là lạc đường ở vị chi tinh không có điều cũng coi như là chuyện mà một chuyến rèn luyện nên có tóm lại thì cũng được coi là thuận lợi sau khi giản lược khái quát mọi chuyện thì lấy ra một chiếc châm gài tóc nói nhìn thấy một chiếc cây rất lạ nên ta lấy một cành làm châm gài tóc cho muội muội xem có thích không ánh mắt của mấy người rơi tập trung vào chiếc châm gài tóc kia toàn thân trắng như ngọc bên trong chiếc châm hơi trong suốt như ẩn như hiện từng tia đỏ sẫm như máu ngoài ra còn mấy chiếc lá trắng bóc dung dinh cực đáng yêu quả thật là một cành cây chỉ được chỉnh sửa đôi chút vẫn giữ được phần lớn đường nét vốn cỏ lại có mỹ cảm khác lạ tuy rằng chỉ chỉnh sửa đôi chút nhưng vẫn có thể nhìn thấy Tống Đạt đã bỏ ra rất nhiều công sức. Chiếc châm gài tóc đẹp quá. Đoạn Ái Nhi đưa tay tính đoạt lấy. Thường Hồng Mai đứng cạnh tóm lấy cổ tay của nàng, trừng mắt mắng. Đừng nghịch. Trách Tương Liên cầm châm gài tóc trong tay, ánh mắt cũng lộ ra vẻ yêu thích, gật đầu nói. Rất thích, cảm ơn sư huynh. Để ta giúp muội gài lên. Tống Đạt lại cầm châm trong tay, gài chiếc châm lên búi tóc của Trác Tương Liên một cách rất cẩn thận, rồi lui về sau một bước, gật đầu với vẻ thưởng thức. Đẹp lắm bên cạnh vẫn còn cả người khác nên chắc tương liên hơi ngượng. Nhưng đoạn ái nhi hít hít một hơi rồi ngạc nhiên hỏi. Mùi hương dễ chịu quá, là mùi hương trên chiếc châm gài tóc ư. Trác Tương Liên và Thường Hồng Mai cũng ngửi thấy một hương thơm phẳng phất như, có như không quẩn quanh chóp mũi, tuy thanh đạm, nhưng hơi hít vào thôi cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tống Đạt gật đầu cười đáp. Không sai, đây chính là mùi hương thanh nhà tự nhiên tỏa ra từ cái cây đó. Ta cảm thấy rất hợp với sư muội, lại chẳng biết sư muội có thích hay không dù sao cũng chỉ là đồ ta tiện tay hái là thứ không đáng giá trác tương liên ngượng ngùng nói thích ạ à? thường hồng mai nói sư huynh bọn muội được sư phụ dặn dò còn phải đi thiên nhai nữa hay là bao giờ về rồi hai người lại trò chuyện nhé tống đạt cười nói được ta đây cũng phải về phục mệnh sư phụ bọn muội đi đường cẩn thận chút nhé vậy bọn muội đi trước đây sau khi trác tương liên cáo từ thì ba sư tỷ sư muội đều bay vút lên trời Tống Đạt đứng trên vách núi nhìn theo, phất vất tay, mãi tới khi người khuất bóng, y mới nhún người bay về dãy núi trùng điệp phía xa xa. Thiên Nhai, Phỉ Hoa Tinh, Nam Quân Cảnh Nội là một trong những nơi đông quân ở Thiên Nhai, không có chỗ đặc thù nào cả. Có điều đối với ba sư tỷ sư muội thường Hồng Mai mà nói, thì vừa tới cổng thành bọn họ vẫn rất cẩn thận, những thiên binh thiên tướng dõi mắt khắp nơi ở cổng thành kia trong mắt một vài nhân vật, thì chẳng là gì, nhưng không phải là kẻ, mà những đệ tử trong môn phái bình thường như các màng có thể chọc vào, chỉ cần hơi chọc vào bọn họ thôi thì những thiên binh thiên tướng này chắc chắn có cách làm khó dễ bọn họ. Được thông qua cửa thành một cách thuận lợi, trước mắt các nàng hiện lên một thiên nhai đầy phồn hoa. Quay đầu liếc nhìn thủ vệ ở cổng thành, đoạn ái nhi truyền âm với hai vị sư tỷ. Sư tỷ, nghe nói sắp đánh nhau rồi. Thường hông mai, cũng chẳng biết là thật hay giả. Mọi người đều truyền tay nhau năm vị thiên vương đang âm thầm điều động nhân mã, muốn tiêu diệt U Minh Tổng Đốc Phủ. Nếu thật sự đánh nhau thì người chết cũng phải trăm vạn ngàn vạn tí tẹo người của thiên cốc môn chúng ta chẳng đủ để nhét kẽ răng đâu trái lại có đánh hay không cũng chẳng phải do chúng ta quyết định cũng không phải chuyện chúng ta cần quan tâm trác tương liên buông tiếng thở dài cũng chẳng biết mấy người đó nghĩ gì chỉ một ý nghĩ của bọn họ thôi mà bao người lâm vào cảnh nhà tan cửa nát đoạn ái nhi hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia nghe nói mấy u minh tổng đốc phủ mà mấy vị thiên vương muốn đối phó đã khống chế tất cả thiên nhai của trong thiên hạ hiện giờ chúng ta đang ở trong địa bàn của người ta vị ngư hữu đức kia thật thật kỳ thật là lợi hại nghe nói cũng chỉ xem xem tuổi chúng ta thật sự là xuất sắc hơn người mà năm đó khi chúng ta đi du lịch thiên nhai thiên nguyên tinh thì hắn vẫn chỉ là một thống lĩnh chỉ chớp mắt đã thành nhân vật cấp bậc đại đô đốc khống chế thiên nhai trong thiên hạ đã có thể đối mặt với mấy vị thiên vương quyền thế lớn đến mức nào chứ đáng tiếc năm đó ở thiên nguyên tinh không có cơ hội gặp mặt nhân vật anh hùng như vậy mà không gặp mặt được một lần thì đúng là đáng tiếng mà thường hồng mai lườm nàng nhà đầu chết tiệt, xem cái kiểu của muội kìa, dáng vẻ chảy nước miếng nữa chứ, gặp được thì sao hả? Chẳng lẽ người ta có thể nhìn chúng muội chắc? Đoạn ái nhi nhất thời mặt mày hớn hở. Ai mà nói rõ được duyên phận chứ? Nếu thật sự gặp được, nói không chừng hắn sẽ nhất kiến trung tình với muội, khóc lóc van nài quỳ xuống van xin kiểu như không phải muội thì nhất định không cưới. Tới lúc đó muội sẽ trừng mắt lườm hắn, quát lớn, nam nhân muốn lấy bổn cô nương xếp thành hàng dài chẳng thấy điểm dừng, muốn lấy ta thì phải thể hiện chút thành ý. Phụt, Thường Hồng Mai và Trác Tương Liên không kiềm được mà cười phụt, đến cả Trác Tương Liên cũng kìm lòng không đậu mà bấm lên cánh tay nàng một cái, phát hiện cô nàng này ảo tưởng hơi quá rồi. Thường Hồng Mai vừa bực mình vừa buồn cười nói, Nha đầu, muội nghĩ gì vậy? Tư Xuân tới điên rồi hả? Người ta là nhân vật tầm cỡ thế nào cơ chứ? Có loại mỹ nhân nào mà chưa từng gặp? Có dạng mỹ nhân nào mà không có? Nữ nhân muốn gả cho người ta mới được gọi là xếp thành hàng không thấy điểm dừng, còn cả thể loại khóc lóc van nài muội lấy hắn, giấc tư xuân này của muội cũng quá bất hợp lý rồi đó chẳng lẽ muội chưa nghe nói sao người ta đã có phu nhân từ lâu rồi mau tỉnh lại đi không gả được cho người ta thì không được tưởng tượng chắc có phu nhân thì sao chứ đó là vì trước kia chưa từng gặp muội nếu gặp muội từ sớm thì đã không có chuyện phu nhân gì gì rồi đoạn ái nhi không phục hứ một tiếng rồi lại chợt suy tư nói có điều nói thật lòng cái cô nương tên vân chi thu sao lại may mắn đến vậy chứ ngưu hữu đức vì nàng ta mà dẫn đầu ban chi hồ kỳ và chục triệu quân tinh nhuệ chém giết liều mạng đó. Xương trắng chất thành đống, máu chảy thành sông chỉ vì một nụ cười của giai nhân. Nếu thật sự có nam nhâm làm thế vì muội thì muội sẽ hạnh phúc chết mất, có chết cũng cam lòng. Thật muốn gặp Vân Chi Thu, để xem màng ta rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào mà lại có thể khiến nam nhân điên cuồng. Vì nàng ta như vậy, đáng tiếc thật. Mấy năm trước chúng ta nghe nói đồ trang sức trong cửa hàng kia rất đẹp, cũng có tới xem nhưng giá đắt quá, đáng tiếc, là không biết bà chủ cửa hàng sau này sẽ trở thành phu nhân của Ngưu Hữu Đức. Nếu sớm biết thì chúng ta đã tới đó, đợi nàng lộ mặt xem rốt cuộc mỹ nhân nàng xinh đẹp nhường nào, xem có đẹp bằng bổn cô nương không, dựa vào gì mà dám cướp nam nhân của bổn cô nương. Hai vị sư tỷ lại cười ra tiếng, thường hồng mai trêu, không phải muội thật sự muốn gả cho người ta đó chứ. Đoạn ái nhi cười hi hi đáp, muốn chứ, nhưng muộn không quen người ta mà, đến ngay cả tư cách gặp mặt người ta một lần cũng chẳng có, chỉ e là đứng cách xa mười vạn tám ngàn dặm đã bị tóm lên chém đầu ấy chứ nếu ai có cách giới thiệu muội với người ta muội sẽ gả cho người ta có phu nhân thì đã sao chứ muội làm tiểu thiếp cũng có sao đâu đừng nói tới nhưng cái khác người ta cũng là địa chủ đó hơi động đầu ngón tay thôi là đã đủ tiền để muội hưởng thụ sung sướng rồi chẳng cần phải tiếp tục lo lắng về tài nguyên tu luyện nữa trác tương liên cũng không nhịn được mà lắc đầu nói nhà đầu này điên thật rồi đừng có nghĩ vớ vẩn nữa người như thế căn bản không cùng đẳng cấp với chúng ta cũng sẽ không giống như cuộc sống của chúng ta cho chủ muội muốn làm thiếp của người ta cũng phải xếp hàng mười vạn tám ngàn dặm nhé đoạn ái nhi lập tức ôm cánh tay nàng ta nói sư tỷ nếu ngư hữu đức băng lòng cưới tỷ để tỷ chọn hắn hoặc tống sư huynh thì tỷ sẽ đồng ý gà cho ai nhà đầu chết tiệt chắc tương liên vừa thẹn vừa giận mạnh mẽ bẩm nàng một cái trường hồng mai cũng nhéo lỗ tai đoạn ái nhi nàng cũng cảm thấy nhà đầu này đùa hơi quá bị hai sư tỷ dạy dỗ một lúc, cuối cùng đoạn ái nhi cũng thành thật hơn, cuối cùng tâm tư ba người cũng đặt vào thiên nhai phồn hoa. Tuy ngoài mặt chắc tương liên có vẻ bình tĩnh, nhưng thật sư trong lòng lại như, mặt hồ yên à bị người ta thả xuống một viên đá nhỏ, gợn lên làn sóng lăn tăn, không kiềm được mà suy nghĩ tới câu hỏi kia của đoạn ái nhi. Nếu như thật sự như sư muội nói thì mình sẽ gả cho ai? Nàng lớn lên ở sư môn từ nhỏ, cuộc sống bình lặng, cũng không gặp phải biến cố lớn gì, thuận buồm xuôi gió, bình an vô sự, Đối với chuyện tình cảm, nàng cũng có quan điểm thuận theo tự nhiên, sư phụ tác hợp, nàng cũng nhận, tình ý của sư huynh nàng cũng không bài xích, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Nhưng như thế không có nghĩa là nàng không mơ mộng, không ngóng trông. Nàng cũng là nữ nhân, cũng âm thầm ước ao được như Vân Chi Thu, nàng cũng khát vọng có một tình yêu rực rỡ như của Vân Chi Thu, cũng khát vọng gặp được một nam nhân có năng lực phi phàm, nàng cũng tò mò không biết Ngưu Hữu Đức trông thế nào. Nhưng nàng cũng biết nhân vật nhỏ bé như nàng e là khó mà chịu đựng được sự oanh liệt đến thế chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua cũng đã có thể khiến nàng gục ngã tới mức không thể gượng dậy nổi thậm chí là mang tới tai ương cho sư môn chỉ có thể ước ao thậm chí nàng còn nghĩ rằng cô nàng vân chi thu kia hẳn là có một bối cảnh không tầm thường không thì làm sao có thể chịu đựng được sức ép lớn đến vậy nhất định phải là một nữ nhân không tầm thường mới có thể sánh với nam nhân như ngư hữu đức muốn đeo vương miện thì phải chịu đựng được sức nặng của nó nhưng nếu thật sự được phép lựa chọn giữa Ngưu Hữu Đức và Sư Huynh thì Sư Huynh cũng chỉ bình thường như nàng thôi. Tuy rằng nàng chưa từng gặp Ngưu Hữu Đức, nhưng có lẽ nàng sẽ nghiêng về phía Ngưu Hữu Đức hơn. Vừa nghĩ tới đây, hai tai nàng đột nhiên đỏ bừng, thầm mắng mình một tiếng, mau thức tỉnh bản thân khỏi những ý nghĩ vớ vẩn kia. Sư tỷ sư mỗi ba người đi dạo một vòng ở thiên nhai, chọn mua đồ sư môn cần mua, đi dạo cũng rất vui vẻ, nữ nhân đều thích đi dạo phố mà. Tuy rằng vẫn chưa đi dạo đẫy chân, nhưng thời gian sự môn quy định lại có hạn, không thể ở luôn không về. Nếu về muộn sẽ bị phạt, các nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc trở về. Dạo thiên nhai đương nhiên phải mua đồ ăn ngon, nếu không thì chuyến đi dạo này không trọn vẹn. Ba người tới một tử lâu, món tủ của nơi này là một món thịt thú rừng rất khó bắt được, bình thường đều không được ăn, giá tiền cũng rất đắt. Đoạn ái nhi đã muốn nếm thử từ rất lâu, nhưng bởi vì túi tiền mà luôn phải nhẫn nhịn, lần này nàng quyết định xa xỉ một phen, mời khách lần này sư huynh cho nàng không ít tiền, chắc là lần ra ngoài rèn luyện này khá có thu hoạch. Đoạn ái nhi cười trộm, được hưởng ké lộc của sư tỷ đúng là không uổng mà. Ba nữ nhân chọn vị trí góc sát cửa sổ, món tủ của tử lâu được mang lên, uống chút rượu, dùng truyền âm trò chuyện. Thưởng thức nhai cảnh, hưởng thụ mỹ vị, tâm trạng ba cô nàng khá tốt. Khách đến tử lâu khá nhiều, có một phụ nhân ngồi trên bàn bên cạnh. Vừa gọi thức ăn và rượu xong thì đột nhiên hít hít mũi, ngửi xung quanh một chút rồi nói. Tiểu nhị, trong tử lâu này đốt hương gì vậy mùi hương rất thơm giới thiệu chút đi lát nữa ta cũng đi mua tiểu nhị bị gọi vò vò đầu đáp đại tỷ không đốt thêm hương gì đâu ạ à, đều là hương vị của rượu và thức ăn cả đó phụ thân hít hít một lát rồi lắc đầu nói không đúng không phải hương vị của thức ăn và rượu dù rằng mùi hương này phẳng phất như có như không nhưng mùi của thức ăn và rượu cũng không át được nó là mùi hương mà ta chưa ngửi thấy bao giờ tiểu nhị cũng ngửi ngửi bỗng nhiên vỗ chán một cái, rồi chỉ đám người thường hồng mai, nói. Mùi hương đại tỷ nói chắc là hương liệu trên người mấy vị kia đó, vừa nãy, khi ta mang thức ăn lên cho bọn họ cũng ngửi thấy. Phụ nhân kia đứng dậy, lần theo mùi hương, cuối cùng tới bên cạnh Trác tương liên. Ba người Trác tương liên nhìn nàng với vẻ đầy cảnh giác. Phụ nhân nhìn chằm chằm châm gài tóc trên đầu Trác tương liên, ánh mắt sáng lên, nói. Vị muội muội này, mùi hương này phát ra từ chiếc châm gài tóc của muội hà. Trác tương liên nở nụ cười đáp chắc là vậy phụ nhân lại hỏi ta rất thích mùi hương này ngửi một cái là đã thấy sảng khoái tinh thần từng chút mùi hương thấm ruột thấm gan nó làm bằng gì mua ở đâu đó lát nữa ta cũng đi mua một cây người xa lạ không biết điều chắc tương liên không muốn để ý nhưng cũng không muốn gây chuyện nên khách khí đáp ta cũng không biết nữa người khác tặng phụ nhân thật là một chiếc châm gài tóc đặc biệt không biết có thể cho ta xem một chút không đoạn ái nhi lập tức sầm mặt nói vị tỷ tỷ này chúng ta không thân đến mức ấy ý là xin người ta hãy tự trọng đây là quà tình nhân của sư huynh tặng cho sư tỷ sao có thể tùy tiện để người xa lạ cầm vào được vậy ta thất lễ rồi phụ nhân cười nhạt xin lỗi rồi trở về bàn của mình nàng không kiềm được mà cứ ba bước lại quay đầu lại nhìn nguyên liệu của chiếc châm gài tóc này nhìn thế nào cũng rất giống bất hủ mộc trong truyền thuyết dáng vẻ của nàng cũng chỉ kiểu nói chơi chơi nhưng chỉ ba chữ bất hủ mộc được thốt ra tất cả khách khứa trong tửu lâu đều ngẩng đầu lên, lũ lượt quay lại nhìn, ánh mắt gần như khóa chặt lên châm gài đầu trên búi tóc của Trác Tương Liên. Không ít người hút hút mũi, người người hương vị mà phụ nhân kia vừa nói, lúc ban đầu mọi người vẫn chưa chú ý tới nó. Có người lặng lẽ lấy một con rắn nhỏ màu xám thả trên bàn, chỉ thấy con rắn nhỏ le le lưỡi ngẩng đầu nhìn chung quanh, uốn éo rơi khỏi bàn rồi bò về phía bàn của Trác Tương Liên. Có người lật cổ tay lấy ra một con chim trả, kết quả con chim nhỏ kia đập đập cánh rồi, cũng bay tới bàn của Trác Tương Liên kêu líu lo liên tục, có vẻ rất sung sướng. Một tiếng bất hủ mộc khiến bầu không khí trong tửu lâu có vẻ hơi kỳ dị, đột nhiên yên tĩnh đến kinh dị, ai ai cũng quan sát Trác Tương Liên với đủ vẻ mặt, đến ngay cả tiểu nhị chạy bàn cũng vậy luôn. Ánh mắt mọi người đặc biệt chú ý tới phản ứng của con chim trả và rắn nhỏ màu xám. Có thể nói những người đang ngồi đây chưa có ai nhìn thấy hình dạng của bất hủ mộc, nghi nghe truyền thuyết về nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio mà chẳng mấy ai để ý tới chiếc châm gài tóc trên đầu Trác Tương Liên, nhưng sau khi quan sát thì phát hiện hình dáng khá giống bất hủ mộc trong truyền thuyết, đặc biệt là hình dạng của nó, rõ ràng là lấy ra từ một cành cây. Đương nhiên, là có người căn cứ vào dấu hiệu nhận biết đặc thù của bất hủ mộc trong truyền thuyết, nên mới thả chim trả và rắn sám ra. Trong đám người tu hành, thì việc mang động vật nhỏ bên người cũng chẳng phải là chuyện lạ lùng gì. Mấy người mang theo cả mấy con to đùng như hổ báo còn có nữa là, có người để làm đồ chơi có người nuôi làm đồ ăn hoặc là làm đồ ăn cho thú cưng. Phản ứng của chim chả khiến lòng người run lên, tốc độ bò của rắn sám hơi chậm, là một con rắn rất bình thường, có lẽ chưa được thuần hóa bao giờ, đột nhiên được thả ra trong hoàn cảnh này nó không rụt rè, cũng không chạy trốn mà trực tiếp bò về phía bàn của Trác Tương Liên. Hình dạng của châm gái tóc phù hợp, mùi hương phù hợp, phản ứng của động vật nhỏ cũng phù hợp, tình trạng này khiến mi mắt không ít người giật giật. Đoạn Ái Nhi phất tay thi pháp đuổi chim chả bay lòng vòng trên đầu đi, nhưng nó không đi đuổi nó ra nó lại vòng trở về hình như muốn nhào tới chiếc châm gài tóc trên đầu trác tương liên nàng cũng không tiện giết chết động vật của người khác thiên cốc môn không phải môn phái lớn gì cho cam không thể gây chuyện phiền toái được sắc mặt ba người trác tương liên hơi khó coi các nàng không cho rằng cây châm trên đầu trác tương liên là bất hủ mộc trong truyền thuyết đại sư huynh làm sao có khả năng có được vật chỉ có trong truyền thuyết thế được nhưng ánh mắt mọi người nhìn các nàng thật sự rất quái lạ cứ như là chó sói vậy ba người ý thức được phiền phức liếc nhau đầy ăn ý, nơi này không ở lâu được. Ba người đứng dậy cùng lúc, Thường Hồng Mai vung tay lên, thi pháp bắn rắn xám đã tiến sát trước mặt sang một bên. "Tiểu Nhị, tính tiền." Thường Hồng Mai lớn tiếng nói tiến nhanh về phía trước. Tiểu Nhị nở nụ cười cứng nhắc, gật gật đầu, giơ tay mời các nàng xuống lầu, chỉ có điều ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc chiếc châm trên đầu Trác Tương Liên. Thường Hồng Mai truyền âm thì thầm một tiếng. Trác Tương Liên lập tức lấy chiếc châm cài đầu xuống, cất đi mà con rắn xám bị đẩy ra kia lại đổi hướng bò, bò về phía người con chim trả cũng lưu díu đuổi theo. Để ý tới phản ứng của chim và rắn, khách khứa trong tửu lâu hầu như đều lần lượt đứng dậy rời đi, có người lấy tinh linh trong tay áo ra, chẳng biết liên lạc với ai. Lúc tính tiền dưới quầy, thường hồng mai nhận ra tiểu nhị truyền âm với trưởng quỹ, trưởng quỹ bỗng ngẩng đầu nhìn ba người với ánh mắt đầy kinh ngạc, chợt phát hiện cả đám khách khứa trên lầu cũng lũ lượt kéo xuống, mà ánh mắt của những người này cũng rất chú ý tới ba nữ nhân trước quầy sau khi ra khỏi tử lâu, ba người nhanh chóng rời đi. Sau đó, khách khứa trong tử lâu ra tay cũng rất hào phóng, chẳng cần thối lại tiền, ném tiền lên quầy rồi đi luôn. Ba người thường hồng mai cảm thấy phiền phức rơi xuống đầu rồi, rõ ràng phía sau có cả đám người bám theo các nàng. Ở thiên nhai, có lẽ bọn họ không dám ra tay, chỉ cần ra khỏi thiên nhai thì phiền phức rồi. Trên thực thế, ở lại thiên nhai cũng chẳng biết đi đâu mới an toàn. Ba người truyền âm với nhau, lấy tinh linh ra liên lạc với sư môn. Lúc tới cổng thành, thường hồng mai đột nhiên bước tới công thành, vươn tay kêu một thiên tướng đang đi qua đi lại, nói thầm vài câu, không biết đã nói gì. Thiên tướng kia quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện ở cách đó không xa có một đám người đang lén lút bám theo, chân mày y cao lại, vùng tay lên, nhân mã canh giữ ở cửa lập tức giàn ngang trước cổng thành, đồng thời dẫn theo một đội người áp sát mấy người kia. Những người bám theo tên tỏ nhìn nhau, chẳng biết quan hệ của ba nữ nhân kia và tướng thủ nơi này là gì còn chưa kịp phản ứng đám người đã bị bao vây thiên tướng hờ hững hỏi làm gì đấy vừa rồi thường hồng mai tố giác những người này nói là trông giống đào phạm thiên đình truy nã mà thiên tướng này phát hiện những người này quả nhiên cứ lén lén lút lút mà sau khi bị chú ý thì bọn họ cũng không dám tới gần lại càng thấy khả nghi đương nhiên phải lập tức dẫn người bao vây kiểm tra vậy là ba sư tỷ muội thường hồng mai nhanh chóng nhân cơ hội ra khỏi thành nhanh chóng vút lên không mà đi bất hủ mộc U Minh tổng đốc phủ, Miêu Nghị ở sau án đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi. Dương Triệu Thanh nói: "Không thể chắc chắn, dù sao cũng chưa ai nhìn thấy, có điều vô cùng giống trong lời đồn." Đôi mắt Miêu Nghị tỏa sáng, vội vàng hỏi: "Thông báo cho bên Thiên Nhai, trước tiên cứ giữ người lại để xác nhận, bảo Hoàng Đài lập tức mang 10 triệu nhân mã tới tiếp ứng." Nói với Tiếu Hạo Đức: "Không được bẩm báo việc này lên trên cứ nói đợi chúng ta làm rõ mọi chuyện rồi tính, ngoài ra cũng không được để văn trạch biết, thứ này xuất hiện trên địa bàn của hắn." làm sao hắn có thể không làm rõ cho được. Có thể lấy được vật về tay là tốt nhất, nếu không phải tình hình hiện giờ nhạy cảm thì hắn muốn tự mình xuất mã, thứ khiến người trường sinh bất tử, có ai mà không muốn chứ. Nếu như không có thế lực gì thì cũng chẳng cướp làm chi, cướp xong cũng chẳng giữ được, nhưng quan trọng là hiện giờ thực lực của hắn đủ để tranh giành. Dạ, Dương Triệu Thanh lập tức làm theo. Thiên nhai, phỉ hoa tinh, thiên tướng ở cổng thành vẫn đang kiểm tra lai lịch của đám người kia, phía trước bỗng nhiên loạn cả lên, gà bay chó sủa. Thiên tướng cao mày nhìn qua, rất nhanh cạn lời, chỉ thấy có vài nhân mã vọt tới, chẳng khác gì bay tới luôn, nếu không phải vì thiên nhai ra lệnh cấm. Không phải người của thiên đình thì không được phi hành, e là những người này sẽ trực tiếp bay từ trên trời xuống luôn. Những người tới đều không phải dạng vừa, đều là đại trưởng quỹ trên thiên nhai, thế lực sau lưng đều là hàng quan lớn trên thiên đình. Hơn nữa bọn họ đều mang theo cả đám người tới, dáng vẻ gấp gáp vội vàng kia thật dọa người. Đàm tướng quân, có chuyện gì vậy? một trưởng quỹ hỏi không thể không nề mặt những người này được thiên tướng tóm tắt lại tình huống kể cho mấy vị này lập tức có một vị trưởng quỹ khác đi tới trực tiếp nhét một chiếc vòng tay vào trong lòng bàn tay của thiên tướng cười nói hiểu lầm rồi là tiểu nhị trong cửa tiệm của ta sao lại là đào phạm được chứ ta đảm bảo bọn họ không phải là đào phạm nếu là đào phạm thì cứ bắt ta lại tra khảo kính xin đàm tướng quân nới mới cho trong nháy mắt mấy trưởng quỹ đồng thời xông lên mỗi người cầm một chiếc vòng ngọc trừ vật nhét vào tay thiên tướng thiên tướng kia còn chưa hiểu mô tê gì thì thuộc hạ của cả đám trưởng quỹ kia đã ra tay trực tiếp đứng trước làm thế thủ cho đám người bị bao vây quả thực hệt như chuẩn bị cướp người vậy đám người bám theo ba tỷ muội kia ngạc nhiên đến há hốc mồm thậm chí có người còn bị bốn năm người trực tiếp túm lên mấy vị trưởng quỹ nhìn chằm chằm thiên tướng với vẻ đằng đằng sát khí rất có vẻ sẽ liều mạng cuối cùng một vị trưởng quỹ trong số đó truyền âm nhân mã của thủ thành cung sắp tới rồi mọi người tiếp tục rằng co thì chăng ai được lợi chia kiểu gì đây quả thật là như vậy thế là đám người bị bao vây kia bị một đám trưởng quỹ nhanh chóng chia nhau ra mang đi sạch đồng thời để thuận tiện hơn cho thiên tướng đám người ra ngoài kia đi tìm ba tỷ muội nọ mà đám người bị chia ra kia thấp thỏm bất an có người muốn dãy dụa nói này kia kết quả một thanh thủy chủ đặt trên eo bên tai truyền tới tiếng cảnh cáo lạnh lùng ta là người của hạo thiên vương không muốn chết thì thành thật chút đi chỉ như vậy cả đám người đến nhanh đi cũng nhanh nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng thiên tướng kia buồn bực chuyện gì vậy có điều y cũng chẳng sợ cả đám người chứng kiến cảnh những trưởng quỹ kia bảo đảm nếu thật sự là đào phạm thì y cũng chẳng phải gánh nhiều trách nhiệm cho lắm thi pháp nhìn một đống vòng trừ vật trong tay tí nữa là vui đến phát ngất ra tay hào phóng quá nhiều đồ quá đi mà đúng lúc này thiên tướng đột nhiên lấy tinh linh ra sắc mặt nghiêm túc nhanh chóng xoay người hô lập tức phong tỏa cổng thành cửa thành ầm ầm khép kín lại thiên tướng kia rốt cuộc bắt đầu lo lắng Động tĩnh lớn thế, không phải vừa rồi y chọc phải phiền phức chứ. Gần như cùng y bốn cửa thành đóng kín, đại thống lĩnh Tiếu Hạo Đức dẫn đầu một đám người nhanh chóng ra khỏi thủ thành cung. Đồng thời cũng có một đám người nhanh chóng khống chế tử lâu, khống chế toàn bộ người trong tử lâu, nghiêm mật tra hỏi, đặc biệt là tướng mạo của ba nữ nhân kia. Trưởng quỹ tử lâu âm thầm kêu khổ, ông cũng chẳng biết cây châm trên đầu nữ nhân kia có phải bất hủ mộc không, có điều ông biết mình chẳng chọc được vào phiến phức này, cũng không có chuyện giành giật được gì cả quan trọng là nhìn thấy cảnh tượng ấy có quá nhiều người không giấu nổi cái tội danh biết chuyện mà không báo này sau đó chắc chắn có người muốn trừng trị ông ta vì lẽ đó ông ta chẳng những báo lên thủ thành cung báo lên các thế lực liên quan nếu không báo thì ông ta chết chắc chẳng chọc được vào nhà nào cả ai muốn chứ từ lâu này của ông ta vẫn phải hứng chịu hậu quả bỗng nhiên cửa thành bị phong tỏa người trong thành ồn ào hẳn lên chẳng biết đã xảy ra chuyện gì trong thành sôi sụp lại có người tới góc vui trước mặt cửa tiệm bỗng nhiên có những người đội mũ và áo khoác ngoài màu đen nạm vàng nhanh chóng chạy tới ngoài cửa tiệm đang bị phong tỏa thủ lĩnh trực tiếp lấy một tấm lệnh bài ra đối với tướng thủ đang ngăn cản quát giám sát hữu bộ phụng chỉ bệ hạ tra án kẻ nào ngăn cản giết không tha xoẹt xoẹt thủ hạ sau lưng nhanh chóng rút đao ra cắt đứt động mạch cổ của thủ vệ mạnh mẽ tách đám người ra rồi trực tiếp mang người vọt vào vừa thấy thủ lĩnh phụ trách nơi này thì lập tức lấy lệnh bài ra lần nữa hách phó đại thống lĩnh nơi này sẽ do người của giám sát hữu bộ tiếp nhận gương mặt hách phó đại thống lĩnh vẫn rất bình tĩnh không mở miệng cũng không ngăn cản có điều khi này vừa nghe động tĩnh bên ngoài thì đã lập tức giấu một tên tiểu nhị đi không phải y có lòng tham gì y cũng biết có những thứ y không thể nuốt xuống chỉ là nếu không động tay động chân thì y không thể báo cáo kết quả với tổng đốc đại nhân được những lúc thế này thì mình đều phải vì chủ nhân các nơi thôi y vốn là người cũ của u minh đô thống phủ bệ hạ cách y quá xa nên y hướng về ai thì khỏi cần bàn nữa đại thống lĩnh cổng thành thiên tướng thủ thành vừa thấy đại thống lĩnh tiếu hạo đức đằng đằng sát khí đích thân mang người tới trong lòng biết phiền phức rồi e là thật sự có chuyện lớn rồi bọn họ nhanh chóng hành lễ với đại thống lĩnh tiếu hạo đức nhìn xung quanh quát lên người đâu mồ hôi của thiên tướng thủ thành trong nháy mắt túa ra như mưa lắp ba lắp bắp chẳng biết nói gì cho phải ánh mắt của một gã tiểu tướng hơi chuyển, lập tức đứng dậy, nhanh chóng thuật lại chuyện vừa rồi. Gương mặt Tiếu Hạo Đức lóe ra sát ý, đột nhiên rút kiếm đâm thủng trái tim thiên tướng, máu tươi tuôn ra như suối. Đồ đáng chết! Tiếu Hạo Đức quát lớn một tiếng, dầm một tiếng tung cước đá cho tên thiên tướng đã bị đâm thủng tim kia bay ra xa, kiếm trong tay chỉ thẳng vào tiểu tướng vừa báo cáo lúc này. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi tiếp nhận vị trí của y. Dạ. Tiểu tướng kia ôm quyền nhận mệnh. Ba nữ nhân kia đi về hướng nào, Tiếu Hạo Đức trầm giọng hỏi. Đại thống lĩnh chờ một chút. Tên tiểu tướng kia nhanh chóng bay về thành, hỏi han mấy tướng tốt. Đúng lúc này, có ba người nhanh chóng đi tới, cũng chính là người của giám sát hữu bộ. Thủ lĩnh lại lấy lệnh bài một mặt ra nói. Tiểu đại thống lĩnh, phụng chỉ của bệ hạ, từ giờ khắc này trở đi, chuyện ở nơi này đều cho giám sát hữu bộ tạm thời tiếp nhận, ai trái lệnh, chém không tha. Hiện giờ thanh chủ hoàn toàn chưa biết gì, giám sát hữu bộ hoàn bộ đều đang giả truyền thiên chỉ nhưng giả truyền thiên chỉ cũng được phân ra từng cấp độ có một số chuyện thanh chủ không những không phản đối mà trái lại còn tán thành nữa có thể nói chuyện giả truyền thiên chỉ này là biểu hiện của hiếu tình hình lập công nếu thật sự có thu hoạch thì không những chẳng sao trái lại còn là đại công trên thực tế mấy trưởng quỹ cửa tiệm cướp người lúc trước cũng đều chưa được bên trên đồng ý đã tự ý ra tay đầu tiên cứ phải làm hết những việc nên làm đã nếu không thì lúc trước chẳng tóm được một người nào có mặt ở từ lâu lúc đó được ra tay trước rồi bẩm báo bởi vậy có thể thấy được tuy rằng nghiêu nghị có được tin tức trước tiên nhưng so với người của trưởng quỹ mấy cửa tiệm kia và người của giám sát hữu bộ thì thuộc hạ của hắn vẫn có chút khiếm khuyết chẳng phải tranh lệch về vấn đề năng lực mà là không làm được như thuộc hạ của những thế lực kia dám tiền trảm hậu tấu hoặc có thể nói là khiếm khuyến kinh nghiệm từng trải trên phương diện này thủ thành cung là nơi trưởng quỹ Tửu lâu kia thông báo đầu tiên kết quả người bám theo ba cô nương kia tới cửa thành thì bị những trưởng quỹ cửa tiệm kia mang đi mất nhưng phàm là thiếu hạo đức chỉ cần suy đoán một chút thôi thì mấy trưởng quỹ cửa tiệm kia đừng mong đạt được gì nhưng hiện giờ ngươi có đi yêu cầu này kia thì người ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi cũng chẳng biết ai bị mang đi luôn thử hỏi tiếu hạo đức sao có thể không tức giận y cũng chẳng biết phải ăn nói sao với tổng đốc đại nhân cũng tại thiên tướng kia số đen được của hối lộ nhưng lại vướng vào việc này đương nhiên bị tiếu hạo đức xiên cho một kiếm chết luôn dưới cơn phẫn nộ của y tình hình nhanh chóng truyền tới tay miêu nghị miêu nghị đi qua đi lại trong phòng trầm giọng nói Tiếu Hạo Đức làm ăn kiểu gì vậy hả? Người tới tay rồi còn bị người ta đoạt mất. Dương Triệu Thanh nói đỡ giúp y, cũng chẳng thể trách y được, tình hình hiện tại khiến y không tiện làm bừa, xin chỉ thị từ bên trên cũng không sai, y còn biết tách văn trạch ra, trực tiếp bẩm tấu lên đây. Huống hồ trưởng quỹ tửu lâu kia không chỉ thông báo cho riêng chúng ta, mà còn thông báo cho vài nhà khác nữa nên mới gây ra tình cảnh này. Một đám con cháu khốn kiếp, phản ứng nhanh quá đấy. Miêu Nghị nghiến răng mắng, đương nhiên Dương Triệu Thanh biết hắn đang mắng ai. Cũng đâu phải chúng ta không thu hoạch được gì, phản ứng của Tiếu Hạo Đức vẫn rất nhanh, phát hiện hữu bộ nhúng tay, lập tức âm thầm giấu một tên tiểu nhị biết chuyện đi. Có điều e là đã kinh động tới thế lực khắp nơi, muốn đưa tới đây e rằng có chút khó khăn, cũng khó giấu nổi việc từ lâu thiếu mất một tiểu nhị. Sớm muộn cũng bị hữu bộ phát hiện, ra đã lệnh cho bọn họ âm thầm thẩm vấn, tìm cách biết mọi chuyện nhanh hết mức có thể. Miêu nghị gật gật đầu, lại buông tiếng thở dài, tin tức không thể phong tỏa kịp thời người của chúng ta nhanh chóng tới đó cũng vô dụng nam quân nhất định sẽ điều động nhiều người thông báo cho mấy người hoàng đãi thì cũng thôi đi huống hồ mấy người hoàng đãi ra tay chưa chắc đáng tin có đạt được đồ vật cũng chưa chắc sẽ nộp lên có khi còn biển thủ luôn không muốn mạo hiểm như vậy nữa lúc này có thể nói là đã tỉnh táo lại từ tham lam lúc trước xúc động quá mức hiện giờ biết không thể làm chuyện này nhưng trong giọng nói vẫn có vài phần tiếc nuối đồ vật trường sinh bất tử đó sống có lâu hay không đều là thứ yếu hắn vẫn còn năm dài tháng rộng để sống mà khát vọng với trường sinh cũng không lớn nhưng hắn nhớ bất hủ mộc có thể khiến dung nhan trẻ mãi không già vân chi thu thường vì những nếp nhăn kia mà luôn lo lắng khôn nguôi thấp thỏm bởi tuổi tác hai người tranh lệch quá lớn hắn thực sự muốn giúp vân chi thu giải quyết nổi ưu phiền này cho dù hắn có bao nhiêu nữ nhân cho dù vân chi thu có ngang tàng hay dũng mãnh ra sao thì trong lòng hắn nàng vĩnh viễn là nữ nhân quan trọng nhất với hắn còn vượt qua cả nguyệt giao Đương nhiên, hắn thể hiện ra là mình yêu thương Nguyệt Giao hơn, nhưng tình cảm không giống với tình cảm dành cho Vân Chi Thu. Khi hắn cô đơn muốn trở nên mạnh hơn, thì nàng là nữ nhân đầu tiên bước vào trái tim hắn. Không ai biết vẻ ngoài dũng cảm kiên cường mà ẩn sâu trong, là một cô nhi cô độc liều mạng tiến về phía trước đau khổ đến mức nào, vào lúc hắn nhẫn nhục chịu đựng thì Vân Chi Thu đã xuất hiện. Sự kinh diễm vào cảnh tượng lần đầu gặp gỡ, sự ngạc nhiên khi gặp lại ở khách sạn Phong Vân, váy áo tung bay trong màn lưu vân xa hải. Uống rượu trên nóc nhà, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, dưới ánh tà dương, Vân Chi Thu ngoái đầu lại nhìn về phía hắn, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức in sâu trong tâm trí hắn. Rõ ràng hai người đã ở cùng nhau từ lâu, cũng vô cùng hiểu rõ đối phương, nhưng mỗi khi hai người lặng mắt nhìn nhau, thì vẫn luôn cảm nhận được một thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời, khiến trái tim hai người loạn nhịp, xấu hổ không dám nhìn thẳng đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, Miêu Nghị sẽ nhớ tới cảnh tượng hai người nhìn nhau khi Vân Chi Thu váy áo tung bay tiện tay ném cho hắn một vò rượu trong ánh trời chiều. Cảnh tượng ấy, Vân Chi Thu tiêu sái xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ. Miêu Nghị không cảm nhận được cảm giác ấy với những nữ nhân khác, hắn hy vọng dung nhan nàng mãi mãi thanh xuân, để lại một sự đẹp đẽ vĩnh hằng trong trái tim hoang vu lạc lõng của mình, để người xinh đẹp nhất trong lòng hắn vĩnh viễn là Vân Chi Thu. Cho dù có nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn nữa, thì trong lòng hắn, Vân Chi Thu vẫn là người đẹp nhất không ai có thể so sánh được. Bất hủ mộc, thanh chủ đang lăng quăng trong đình viện của ly cung ngự viên đang cầm tinh linh liên lạc với ai đó thì bỗng nhiên bật thốt lên ánh mắt sáng loè như sao thượng quan thanh theo hầu ngẩn ra còn tưởng mình nghe lầm hỏi đầy nghi ngờ bất hủ mộc thanh chủ chẳng có tâm trạng quan tâm tới ông y nhận được bẩm báo khẩn cấp của cao quan lần này cao quan trực tiếp liên lạc với y xin điều cận vệ quân và quần anh hội trợ giúp mà cao thanh cũng đang trên đường tới ly cung không tới kịp thì bẩm báo trước tình hình khẩn cấp trước tiên báo cáo với thanh chủ đã truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé cho dù là thật hay giả thanh chủ lập tức lấy tinh linh ra liên hệ với phá quân và vũ khúc lệnh hai người nhanh chóng điều động cận vệ quân chạy tới phối hợp với người của giám sát hữu bộ còn thượng quan thanh cũng nhận được bẩm báo của quần anh hiểu đã xảy ra chuyện gì thanh chủ cất tinh linh lập tức lệnh cho thượng quan thanh điều động người của quần anh hội tới cùng phối hợp đồng thời lệnh cho thượng quan thanh đi thông báo với hạ hầu thừa vũ bảo nàng lệnh cho nhân mã Thiên Nhai dốc sức phối hợp, không nhanh chóng tập trung sức mạnh không được, nếu thật sự xuất hiện bất hủ mộc thì mấy vị phía dưới kia cũng sẽ chẳng thèm khách khí. Chuyện xảy ra ở địa bàn của người ta, đặc biệt là Hạo Đức Phương cực kỳ có lợi, người ta có thể điều động một lượng lớn nhân mã, đạt được mục đích rồi im ỉm thì ngươi có thể làm gì chứ? Bất hủ mộc. Hạo Đức Phương đang lặng ngồi tu luyện cũng bật thốt lên, chẳng thèm để ý tới việc Tô Vận đột nhiên xông vào, lập tức trầm giọng nói: lập tức ra lệnh cho đại quân phong tỏa tất cả tinh môn xung quanh, cấm những thế lực khác phái thêm người tham dự vào, điều động tất cả nhân mã hiện có, phát hiện người nào khả nghi thì cứ bắt lại, cho dù phải lật tung tinh không ấy lên thì cũng phải tìm bằng được người cho bản vương. Dạ, tôi vận nhanh chóng làm theo. Hạo Đức Phương nhảy xuống khỏi giường ngọc thạch cũng chẳng còn tâm trạng tu luyện, tay vuốt tròm dâu, trầm ngâm không nói. Khấu Thiên Vương phủ, Khấu Lăng Hư trong đỉnh cũng đứng bật dậy báo cho người bên kia, không tiếc bất cứ giá nào, tìm bằng được người cho ta. Trong tư thục tiếng đọc sách đều đều vang lên, khi nhận được tin tức, hạ hầu thác đang đối mặt với cả đám trẻ con cũng khó có thể bình tĩnh, chẳng thèm chống gậy mà bước nhanh ra khỏi tư thục nhanh chóng lấy tinh linh ra, hỏi. Chắc chắn là bất hủ mộc. Vệ su trả lời. Chưa thể chắc hắn, nhưng từ lời kể của những người tận mắt chứng kiến, thì có khả năng rất lớn là bất hủ mộc. Y thuật lại lời của người tận mắt chứng kiến kia một cách cẩn thận, cả lông mày của hạ hầu thác cũng dựng hết cả lên, nhanh chóng lắc tinh linh trên tay. Lập tức phái người đi tìm ba nữ nhân kia. Mấy đứa nhỏ trong phòng thấy lão tiên sinh ra ngoài thì lập tức cùng nhau chơi đùa. Vệ su, nhị ra đã lệnh xuống dưới, nhưng lão nô sợ mấy vị khác sẽ không phối hợp. Hạ hầu thác, người tự liên lạc với bọn họ, bảo bọn họ dốc sức phối hợp. Lúc cần thiết thì có thể dùng thân phận cá nhân của ngươi để cảnh cáo bọn họ. Vệ su, lão gia có sợ bẫy dập gì không? Hạ hầu thác, là thật hay giả thì cứ tìm được người rồi tính, nếu như chắc chắn là bất hủ mộc thì lập tức liên lạc với ta. Đùa á, nếu thật sự tìm được bất hủ mộc, thì lão chẳng cần phải đau đầu về vấn đề người thừa kế nữa rồi. Nhất thời, thế lực khắp thiên đình nghe được tin tức đều hành động. Miêu Nghị cũng nhận được mệnh lệnh của hạ hầu thừa vũ, có điều sau khi hạ hầu thừa vũ chuyển giúp ý chỉ của thanh chủ thì lại hỏi. Ngư khanh ra, bổn cung đối với khanh thế nào? Miêu Nghị hơi sửng sốt, còn tưởng ý nàng là muốn hắn dốc toàn lực. Hắn trả lời, nương nương đối với thuộc hạ ân trọng như núi, thuộc hạ nhất định sẽ lệnh cho phía dưới hết sức phối hợp. Ai biết hóa ra hạ hầu thừa vũ có ý hoàn toàn khác. Hết sức thì được, nhưng không phải là dốc sức giúp bệ hạ tìm được đồ, ta muốn khanh nghĩ cách dốc sức ngăn cản bệ hạ có được bất hủ mộc. Miêu nghị chưa kịp phản ứng, chả hiểu câu này có ý gì, hỏi. Sao lại thế ạ? Hạ hầu thừa vũ hỏi ngược lại. Nếu bệ hạ câu được trường sinh, thì làm gì còn chuyện thiên tử nữa, không còn ra thì sao còn lông? miêu nghị lập tức hiểu rõ tâm tư của nữ nhân này nếu thanh chủ có được trường sinh thì chuyện kế vị sẽ không còn nữa vậy thì tình cảnh của thanh nguyên tôn cũng sẽ rất khó xử không làm tốt thì mất mạng như chơi miêu nghị âm thầm dị một tầng mồ hôi xem ra nữ nhân này chỉ mong thanh chủ chết sớm một chút ngay cả chuyện sau khi thanh chủ có bất hủ mộc nàng cũng sẽ có lợi cũng chẳng cần rõ ràng là đã chịu quá đủ cuộc sống hiện giờ rồi không muốn nhẫn nhịn mãi nữa miêu nghị đã biết chuyện này ngoài tầm với của mình đều ém nhân mã chuẩn bị điều động xuống, dựa vào những thuộc hạ kia ở thiên nhai, thì căn bản không có chuyện đoạt được miếng ăn trước miệng hổ, có điều hắn cũng biết không thể từ chối. Nữ nhân này thà rằng không trường sinh cũng muốn thoát khỏi tình trạng hiện giờ, hắn cứ từ chối mãi thì chẳng phải sẽ đắc tội chết với nữ nhân này sao? Nữ nhân này không phải loại người rộng rãi lương thiện gì cho cam, lúc nên nghe theo ý của nàng ta thì tuyệt đối không được làm ngược lại. Có thể làm được việc hay không là một chuyện, có đồng ý hay không lại là một chuyện khác hắn trả lời với vẻ vô cùng nghiêm túc nương nương yên tâm điện hạ có thể kế vị hay không cũng có liên quan tới tiền đồ thậm chí là mạng sống của ti chức ti chức đương nhiên sẽ dốc hết sức lực nhanh chóng tìm bất hủ mộc dâng lên cho nương nương hạ hầu thừa vũ rất hài lòng với câu trả lời này vì cổ vũ miêu nghị thậm chí còn báo cho hắn bổn cung không có hứng thú với thứ đó nếu ngươi có thể tìm được bất hủ mộc thì bản cung sẽ để ngươi giữ lại dùng tóm lại là không thể để bệ hạ có được nó cái gọi là vĩnh viễn xinh đẹp, nàng cũng chẳng động lòng, nàng biết trong cung thì nhan sắc của mình chẳng thấm vào đâu, chỉ thuộc dạng dưới đáy, cho dù có giữ mãi tuổi trẻ cũng chẳng sánh được với đám tiện nhân kia, không có được quyền lợi thì cứ tiếp tục sống như vậy cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chẳng bằng hứa đưa cho Miêu Nghị để khiến hắn có động lực dốc hết sức lực tìm kiếm, trên tay nàng cũng chỉ có nhân mã của Miêu Nghị này là có thể dùng. Đương nhiên, nếu như Miêu Nghị thật sự có thể tìm được đồ rồi dâng lên cho nàng thì nàng cũng sẽ không từ chối. Sau khi hai người kết thúc liên lạc, Miêu Nghị thổn thức lắc đầu một tiếng, sau đó truyền lệnh cho người bên Thiên Nhai dốc sức phối hợp với người của giám sát hữu bộ, gọi là có cái để ăn nói là được rồi. Trong tinh không, ba tỷ muội đã rời khỏi Thiên Nhai không dám dừng chân dốc sức quay về sư môn. Thường Hồng Mai tưởng rằng chút khôn vật của nàng là có thể thoát khỏi sự bám đuôi của đám người trong tửu lâu kia. Thấy không còn người đuổi theo, hơn nữa cũng đã chạy xa cả quãng nên cảm thấy hẳn là đã thoát khỏi nguy hiểm, cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào chẳng biết rằng mình đã đánh giá thấp mấy thế lực của thiên đình, đặc biệt là khi tất cả các thế lực đều hành động, năng lượng ấy căn bản không phải thứ các nàng có thể tưởng tượng được. Điều khiến ba tỷ muội thật sự khủng hoảng là, bỗng nhiên mất liên lạc với sư môn. Không chỉ mất đi liên lạc với từng huynh muội một, mà là mất liên lạc với toàn bộ đồng môn trong sư môn. Trong lòng ba tỷ muội cực kỳ sốt ruột, thay đổi dung mạo, nhanh chóng về sư môn, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tới tận bây giờ, ba người không hề cho rằng chiếc châm gài tóc đó của Trác Tương Liên thật sự là bất hủ mộc, nhưng không ý thức được rằng cây châm này sẽ gây ra phong ba bão táp lớn. Ai? Đại quân phong tỏa tinh môn ngăn nhân mã thiên đình bay từ phía xa tới. Cận vệ quân phụng chỉ làm việc. Mấy người bay tới lớn tiếng đáp lại, mấy người nhanh chóng biến thành hơn 10 vạn nhân mã. Tướng thủ đẩy tay quát lên. Đại quân trong khu canh ngọ đang thao diễn, dù là ai cũng không được xông vào quấy giày. Tướng lĩnh cận vệ quân hét lớn. Hỗn xược. Chúng ta phụng bệ hạ ý chi, ai dám ngăn cản. Nếu là ý chỉ của bệ hạ thì vẫn xin lấy ý chỉ ra đối chứng, nếu không lấy ý chỉ ra được thì kính xin quay về lấy ý chỉ tới rồi nói, nói miệng không có bằng chứng thì xin thứ, ta không gánh nổi trách nhiệm ấy." Tướng thủ cười lạnh một tiếng, dường như đã quen với chuyện ngăn cản này, cũng là ý của bên trên, biết cận vệ quân gần đây cùng lắm cũng chỉ nhận được khẩu dụ, không thể lấy ý chỉ ra được. Nhưng mà y đã đánh giá thấp quyết tâm xông vào của cận vệ quân. "Bệ hạ hạ chỉ, kẻ nào dám ngăn cản, giết không tha!" tướng lĩnh cận vệ quân rút kiếm chỉ tay người vạn đại quân phá pháp nâng tay kéo căng dây cung đi theo từng nhóm xông về phía tinh môn nhân mã phong tỏa tinh môn bên này cùng lắm thì có mấy vạn nhân mã canh giữ đối đầu với người vạn cận vệ quân tinh nhuệ dám ra tay chính là tự tìm cái chết cứ trơ mắt nhìn người ta xông tới mở phong tỏa trơ mắt nhìn người vạn cận vệ quân xông vào phía trong tinh môn tướng thủ còn đang buồn bực thì lại thêm mấy chục người bay từ phía xa tới tốc độ cực kỳ nhanh chóng xông thẳng qua tinh môn đứng lại tướng thủ gầm lên lần thứ hai phụng mệnh hạo thiên vương làm việc người vừa tới ném lại một câu rồi lại vọt thẳng qua nhân mã chưa kịp chỉnh đốn lại đội hình cứ thế mà xông vào căn bản chẳng cho người ta cơ hội nghiệm chứng thân phận tướng thủ không nói gì chú ý tới mấy chục pháp tướng lĩnh đài kia bọn họ toàn bộ đều là cao thủ cảnh giới pháp lực vô biên với khả năng của đám tướng thủ thì không thể ngăn được một tướng bên cạnh bẩm đại nhân ta đã từng gặp vị thủ lĩnh vừa này rồi là gia nô của quảng thiên vương phủ làm gì có chuyện phụng chỉ Hạo Thiên Vương làm việc chứ?" Tướng thủ có cảm giác dị, cả đá mồ hôi lạnh, hôm nay làm sao vậy, điên hết rồi sao? Cứ xông thẳng vào kiểu vậy, cận vệ quân thì thôi đi, thậm chí còn có người trắng trợn giả mạo là người của Hạo Thiên Vương, nói dối mà chẳng chút sợ hãi. Nơi này còn chưa biết chuyện liên quan tới bất hủ mộc, chỉ nhận được lệnh nhanh chóng phong tỏa tinh môn. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở các tinh môn ở ngoài khu vực canh ngọ, thậm chí còn xuất hiện cả tình cảnh tấn công quyết liệt chống trả mạnh mẽ luôn thanh chủ ra lệnh một tiếng, mọi người trong giám sát tả bộ ẩn náu trong các nơi cũng nhanh chóng hành động, thám thính tất cả tin tức có thể thám thính, người của quần anh hội, ở thiên nhai nhanh chóng tập trung nghe theo sự điều khiển của giám sát hữu bộ. Trong tử lâu ở thiên nhai, giám sát hữu bộ nhanh chóng phục chế chân dung của ba tỷ muội tổ chức nhân thủ đi từng cửa tiệm xác định, hỏi có biết hay không. Rồi thông qua số khách khứa ở tử lâu trong sổ sách tìm được gian phòng ba người ở, sai người lục soát toàn thành cho dù có tìm được hay không thì cũng phải nhanh chóng tìm được phòng mà bọn họ đã ở, không được bỏ qua chút dấu vết nào. Chuyện miêu nghị lén dâu một tiêu nhị cũng nhanh chóng bị tra ra, người của giám sát hữu bộ lập tức vọt vào thủ thành cung để đoạt lại tiểu nhị kia, thủ thành cung cũng không ngại phiền phức, cũng nói là vì điều tra. Trái lại giám sát hữu bộ cũng không trở mặt, hiện giờ vẫn cần nhân mã thiên nhai phối hợp điều tra. Mà lai lịch của ba tỷ muội thật sự bị người của giám sát hữu bộ tìm ra, đương nhiên giám sát hữu bộ có cách riêng của họ khi cầm chân dung tay, đầu tiên là tới những cửa tiệm nữ nhân thường thích đi tới quả nhiên, ở một cửa tiệm có người nhận ra, bởi vì thiên cốc môn cách thiên nhai gần nhất nên ba tỷ muội cũng coi như, tới nơi này khá thường xuyên, coi như quen biết với tiểu nhị trong cửa tiệm, đến cả tên của nhau cũng biết luôn, huống chi hôm nay bọn họ còn tới đó mua đồ hỏi han nhau. Vì để không làm lộ tin tức, giám sát hữu bộ hạ lệnh không chút do dự, bắt hết tất cả người trong cửa tiệm này lại, lập tức tránh để lộ tin tức cho những thế lực khác đồng thời nhanh chóng bẩm báo tình hình của ba tỷ muội lên trên. người của cửa tiệm này vừa được mang đi cửa tiệm bị đóng, lập tức có vài người âm thầm tới, dựa vào xung quanh để tìm hiểu lai lịch và tình hình của cửa hàng này. một cách cặn kẽ, thật sự là thế lực khắp nơi đều dính vào chuyện này. người của những cửa tiệm xung quanh đều bị dằn vặt đến đầu mồ hôi lạnh. ly cung ngự viện thanh chủ chắp tay đi tới đi lui ở hành lang đại điện, sắc mặt thay đổi liên tục. mất tâm phúc cũng sẵn sàng chạy tới bất cứ lúc nào để nghe lệnh. cao quan bộ tinh linh trên tay ra, bẩm báo bệ hạ có manh mối rồi thanh chủ đột nhiên quay đầu lại tìm thấy ba người kia rồi cao quan chưa tìm được người nhưng đã tìm ra lai lịch của ba nàng ta tên là thường hồng mai trác tương liên và đoạn ái nhi ba người bọn họ là sư tỷ muội đều đến từ thiên cốc môn tinh vực gần thiên nhai có khả năng bất hủ mộc được làm thành châm gài tóc rồi được gài lên trên đầu trác tương liên hiện giờ tin tức đang bị hữu bộ khống chế những thế lực khác còn chưa biết chuyện này chuyện đầu tiên bệ hạ cần làm là lập tức phái người khống chế thiên môn nhân thủ hữu bộ của y có hạn, có thể trả án, còn điều động cả một đám người để khống chế một môn phái thì hơi quá. Thượng quan thanh hầu hạ bên cạnh khen một tiếng. Năng suất làm việc của giám sát hữu bộ thật đáng kinh ngạc, nhanh thế đã tra ra lai lịch ba cô nương kia, trong tình trạng chẳng có chút đầu mối nào, ngay cả tên tuổi cũng đã tra luôn được. Tốt! Ánh mắt thanh chủ cũng lóe lên tia tán thưởng, gật gật đầu. Vào thời khắc mấu chốt, quả nhiên cao quan làm việc rất năng suất, không làm y thất vọng, y nhanh chóng nói với phá quân và vũ khúc, làm theo ý cao quan đi nhanh phá quân vũ khúc lập tức lấy tinh linh ra điều binh khiển tướng u minh tổng đốc phủ vợ chồng miêu nghị dạo bước trên sân mặc dù bất hủ mộc rất mê người nhưng sau khi quyết định không để ý tới nó nữa thì lại rất nhẹ nhõm có một số việc rất rõ thấy sự xuất hiện của bất hủ mộc vào lúc này thật sự quá đúng lúc bên thiên nhai đã cảm nhận được tất cả các thế lực đều tham gia vật này đủ để thế lực các nơi tranh cướp đến vỡ đầu chảy máu e là tạm thời không có ai có tâm trạng đối phó với hắn, dù sao ở đây hắn cũng có 10 triệu nhân mã, cũng không dễ dàng bắt hắn được đâu. Dương Triệu Thanh ở bên cạnh, bẩm báo tin tức tới từ thiên nhai, Thanh chủ nhanh chóng nắm giữ tin tức về thiên cốc môn, bên này cũng lập tức nắm giữ tin về thiên cốc môn. Hết cách rồi, nhân thủ của giám sát hữu bộ ẩn náu ở thiên nhai có hạn, đi theo bọn họ làm việc vẫn là nhân thủ thiên nhai, mọi tiến triển, trong việc điều tra của giám sát hữu bộ đều nắm trong lòng bàn tay của Miêu Nghị, không giấu được. Miêu Nghị chật chật một tiếng, nói. Mọi người đều nói giám sát hữu bộ dưới chứng cao quan am hiểu tra án, giờ được chứng kiến quả là danh bất hư truyền, hiệu suất cao thật, nhanh thế đã thăm dò được lai lịch của ba nữ nhân đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Chi Thu buông tiếng thở dài. Nếu quả thật là bất hủ mộc, thì xem ra rất có khả năng thanh chủ sẽ có được nó. Miêu Nghị nghe được ý tiếc nuối trong ngữ điệu của nàng, thoáng xin lỗi. Thu tỷ, lúc bắt đầu, ta vốn cũng muốn cướp nó về tay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dựa vào tình cảnh hiện giờ của chúng ta thì khó mà vươn tay dài đến thế được. Hắn đã từng hứa với nàng, nếu có cơ hội nhất định sẽ tìm vật khiến dung nhan nàng mãi mãi không đổi, nhưng gặp phải chuyện này thì có chút nuốt lười. Đương nhiên Vân Chi Thu biết chuyện lần này không thể thành, nhiều thế lực nhúng tay vào như vậy, chưa nói tới việc bị cuốn vào sẽ gặp nguy hiểm, cho dù bên nàng có cướp được vật vào tay cũng không nuốt xuống được, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, chắc chắn sẽ gặp họa sát thân. Nàng chớp mắt một cái, trêu chàng đang chê ta già hả? Miêu Nghị cười khổ đáp. Nào có, nàng trẻ trung thế này, ta thấy ta còn già hơn cả nàng ấy chứ. Lời này là thật lòng, hiện giờ tướng mạo hắn cũng đã hẳn lên dấu vết năm tháng. Hơn nữa hắn chưa bao giờ quan tâm tới việc bảo dưỡng dung nhan, nhìn thì đúng là vẫn không bằng Vân Chi Thu yêu kiều. Vân Chi Thu nghe vậy bật cười. Đồ ngốc, đùa chàng thôi. Chàng yên tâm, có dùng bất hủ mộc hay không, với thiếp thân mà nói thì không quan trọng, chẳng phải thiếp thân đã có băng nhan linh quả, của tiểu thế giới giúp bảo dưỡng dung nhan sao? Nếu chẳng sợ già thì cũng dùng đi." Miêu Nghị cười cười không nói, trong lòng hắn rõ, băng nhan chỉ có thể kéo dài thời gian già đi, hoàn toàn khác với bất hủ mộc vĩnh viễn giữ gìn nhan sắc, quay đầu lại hỏi nàng, "Tiểu nhị chúng ta giấu đi kia, sau khi biết chuyện, giám sát hữu bộ không nói gì chứ?" Dương Triệu thành đáp, "Không nói gì, tên tiểu nhị kia cũng chẳng cung cấp được mấy tin hữu dụng, nếu như cây châm gài tóc kia đúng là bất hủ mộc thì gã cũng chỉ hơn được ta ở chỗ đã tận mắt chứng kiến bất hủ mộc trông như nào mà thôi chuyện gã biết còn chẳng nhiều bằng chuyện giám sát hữu bộ cha được nữa miêu nghị nghe vậy cảm thấy hứng thú cứ nói bất hủ mộc bất hủ mộc nhưng hình như chưa có ai tận mắt chứng kiến nó rốt cuộc trông ra làm sao tên tiểu nhị kia có nói chưa dương triệu thanh cười đáp tiểu nhị kia cũng chỉ nhìn thấy một cây châm gài tóc mà thôi bất hủ mộc thật sự trông thế nào thì chắc chắn chưa thấy rồi y kể tình hình lạ kỳ khi phát hiện điều lạ lúc cha hỏi tên tiểu nhị kia ra, hết. Vân Chi Thu cũng nghe nghe, còn miêu nghị lại ngẩn ra, bỗng nhiên dừng bước, nhìn Dương Triệu Thanh, hỏi với vẻ nghi ngờ. Cành lá trắng trong như ngọc, bên trong có gân đỏ như thể tồn tại mạch máu trong cơ thể, mùi hương có thể hấp dẫn động vật nhỏ tới gần ư. Dương Triệu Thanh chẳng biết tại sao tự nhiên có thái độ nghiêm túc như vậy, gật đầu đáp. Dạ, chính vì chiếc châm gài tóc kia phù hợp với những đặc điểm này, nên mới khiến người ta nghi ngờ là bất hủ mộc tương truyền bất hủ mộc thường sinh trưởng ở bên trong những nơi cực kỳ giá lạnh nơi mà những sinh vật khác khó có thể sống sót sinh trưởng cực chậm có thể bất hủ thọ cùng trời đất thân cây cứng rắn đau thương khó mà chặt đứt được trời sinh có mùi hương toàn thân trắng như tuyết như ngọc cành lá cùng màu nhựa bên trong như mạch màu đỏ chất lỏng tựa như máu uống một chén nhựa đỏ của bất hủ mộc là có thể mãi mãi bất diệt như bất hủ mộc có thể trường sinh còn một thứ khác nữa nếu chết thành hương đốt hương cửu huân cũng có thể bảo dưỡng dung nhan trẻ mãi không già. Sau đó Vân Chi Thu nói tiếp, đây đều là truyền thuyết, là thật hay giả thì gần như chẳng có ai từng trải qua, cũng chẳng biết tại sao lại có lời đồn như vậy, có điều hình như lời đồn này, thì hình như đã có từ rất lâu rất lâu về trước rồi, ngọn nguồn cụ thể thì chẳng ai biết cả. Miêu nghị cao mày sờ cầm, thầm nói, thu tỷ, nàng thu thập tất cả những lời đồn có liên quan tới bất hũ mộc lại cho ta đi. Vân Chi Thu cười nói, thứ đồ này có thể thấy không thể có được, không phải chàng thật sự muốn đi tìm nó đây chứ? Miêu nghị lắc đầu, trầm ngâm nói, trước đây không để ý, nghe mấy người nói như vậy, hình như trước đây ta đã từng thấy thứ này rồi. Lời này vừa ra, Vân Chi Thu và Dương Triệu Thanh ngây ngốc tại chỗ nhìn hẳn, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn. Vân Chi Thu nuốt nước bọt hỏi, Ngưu Nhị, không phải là ngươi vừa nói đùa chứ? Phía trước nói không để ý là vì để phu quân an lòng. Nếu thật sự có, có cô gái nào không muốn chính mình dung nhan vĩnh cửu? Không có thì thôi, có đương nhiên là vui mừng." Miêu Nghị trầm ngâm suy tư nói, "Chẳng qua là cảm thấy khá giống, có chút hoài nghi, không dám xác định, cho nên muốn để ngươi thu thập lời đồn trong truyền thuyết để kiểm tra thử." Vân Chi Thu vội hỏi, "Gặp ở đâu?" Dương Triệu Thanh trầm mặc một chút, chắp tay nói, "Thuộc hạ còn có chút việc, xin cáo lui trước." Hắn biết chuyện liên quan tới Bất Hủ Mộc không phải chuyện nhỏ đây không phải bí mật tầm thường hắn ở cạnh nghe có chút không thích hợp muốn tránh đi tuy rằng hiện giờ hắn đã trở thành quản gia riêng cho miêu nghị có điều vân chi thu chủ trì việc nhà từ chối hắn tự xưng nô tài vân chi thu ánh mắt sáng lên lập tức đoán được ý của hắn lúc này giơ tay ngăn cản lại triệu thanh ngươi cả nghĩ quá rồi đều là người một nhà không ai coi ngươi là người ngoài không cần phải tránh đi ở lại đây nghe một chút giúp đại nhân nghĩ kế khi về đừng nói cho ai là được nếu như miêu nghị không nói ra những lời này trước mặt dương triệu thanh vân chi thu cũng không lắm miệng dù sao bất hủ mộc không phải bí mật bình thường nhưng vừa rồi hắn đã có mặt nàng sẽ không để dương triệu thanh trong lòng có ý rời đi thân là nữ chủ nhân cái nhà này đương nhiên nàng có phương pháp khống chế mọi chuyện trong nhà không thể xuất hiện nhiều loạn chính là điểm mấu chốt của nàng một câu này vượt qua thiên ngôn vạn ngữ nếu là bình thường nói ra dương triệu thanh coi đây là lời thu mua lòng người nhưng chuyện này liên quan tới bất hủ mộc nhưng Vân Chi Thu vẫn không coi hắn là người ngoài, chuyện này khiến hắn thấy cảm động. Hắn nhìn về phía Vân Chi Thu, trong lòng cảm thêm kính phục lòng dạ vị nữ chủ nhân này, ý thức được rằng trong ngôi nhà này, không ai có thể thay thế được địa vị của nữ chủ nhân, chí ít so sánh với những nữ nhân khác bên người Miêu Nghị, hắn ngày càng kiên định đứng bên phía Vân Chi Thu. Đương nhiên đây đều là suy nghĩ ở trong tiềm thức của hắn, chính bản thân hắn cũng không nhận ra được. Vân Chi Thu trong lòng sớm đã có ý định, bề ngoài nhìn như tùy ý nói ra. Xem phản ứng của Dương Triệu Thanh, nhìn trăm trăm Miêu Nghị chờ câu trả lời chắc chắn. Miêu Nghị trầm ngâm không nghĩ nhiều, vừa nghe lời này cũng phản ứng lại, nói với Dương Triệu Thanh, "Không có chuyện gì đâu." Vân Chi Thu đá bắp chân hắn một cái, "Gấp chết ta rồi chàng mau nói là gặp ở đâu đi." Dương Triệu Thanh âm thầm lưu tâm bốn phía, phòng ngừa có người tới gần đây nghe thay chuyện không nên nói, nói chung việc này hắn cố gắng chỉ nghe không nói. Thời gian có chút lâu, Miêu Nghị đang cố gắng hồi tưởng lại, cười khổ. Không phải là đang suy nghĩ sao? Nếu như nhớ không nhầm thì hình như là thấy trong tay Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần. Vân Chi Thu thật thanh cùng Dương Triệu Thanh đưa mắt nhìn nhau. Vân Chi Thu sau đó lại hỏi, trên tay Phong Bắc Trần sao lại có bất hủ mộc? Có phải là bất hủ mộc không ta cũng không thể xác nhận, ta cũng chưa từng thấy cây nguyên vẹn. Miêu Nghị dừng lại một chút, đột nhiên dở khóc dở cười nói, nếu như đúng là bất hủ mộc, bản thân Phong Bắc Trần rất có thể cũng không biết, cái cây kia đã bị Phong Bắc Trần chặt. Hả? Vân Chi Thu và Dương Triệu Thanh đều kêu lên thất thanh. Miêu Nghị gật đầu xác nhận, hẳn là đã bị phong bắc trần phá hủy. Vân Chi Thu sau đó nghĩ đến điều gì, nghi ngờ không thôi nói. Ngưu nhị, ý ngươi nói là tiểu thế giới có bất hủ mộc. Miêu Nghị, đã nói rồi, không biết có phải là bất hủ mộc hay không, chỉ có điều hình như cũng sinh trưởng trong băng thiên tuyết địa. Vân Chi Thu truy hỏi, vị trí nào? Miêu Nghị than thở nói, hẳn là ở vô lượng thiên lạc vân phong hắn nhớ mang máng năm đó khi tần tịch lộ bí mật này cho hắn nhắc tới phong bắc trần chặt một cây ngọc thụ toàn thân trắng như tuyết trên vô lượng thiên lạc vân phong để đối phó hắn hương vị của cái cây kia hình như có thể hấp dẫn động vật nhỏ hắn nhớ mang máng chính mình từng thử dường như là có huyết thống vân chi thu và dương triệu thanh câm nín không biết nói gì nếu như đúng là bất hủ mộc chỉ bảo cầu trường sinh mà người đời có thể gặp không thể cầu này chẳng phải ở ngay trước mí mắt của họ mà họ không biết sao chuyện này khiến người ta không biết nói gì cho phải Miêu Nghị cũng cảm thấy bất đắc dĩ, vạn nhất là thứ bảo bối kia. Vạn nhất đúng là bị phong bắc trần phá hủy, vậy chẳng phải khiến người ta thổ huyết sao. Đúng lúc này Miêu Nghị nhận được một tin khá là bất ngờ. Khấu tranh đã lâu chưa từng liên lạc giờ lại liên lạc với hắn. Miêu Nghị, đại ca có việc. Khấu tranh mở miệng liền hỏi, ngươi và thất muội vẫn tốt chứ. Miêu Nghị buồn cười, đều sắp bức tử chúng ta còn hỏi thăm tình hình. Người có thể hư tình giả ý tới mức này, nhưng sau khi thầm mắng trong lòng, chính hắn cũng giả vờ hỏi thăm. Vẫn tốt, nghĩa phụ vẫn khỏe chứ. Khấu tranh, vẫn là bị ngươi hỏi tới, phụ thân gặp phải chút phiên phức, có chút sầu lo, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Miêu nghị, chuyện của nghĩa phụ là chuyện của ta, chỉ cần ta giúp được, đại ca cứ nói. Khấu tranh đứng trong lòng thầm mắng, đồ ăn cây táo rào cây sung, nói thì nghe êm tai, khi chiếm cửa hàng khấu ra không thấy ngươi nương tay. Có điều gật đầu với khấu lăng hư đang ngồi ngay ngắn trong đình, biểu thị thái độ bên kia vẫn rất tốt, trả lời qua tinh linh vẫn rất ôn hòa. Nghe nói phỉ hoa tinh thiên nhai đang xảy ra chút chuyện, người của giám sát hữu bộ đang trắng trợn hành động, nhân mã của người đang phối hợp giám sát hữu bộ tra án. Miêu nghị biết trò vui tới rồi, khôi phục. Đúng là có việc này, dường như đang điều tra bất hủ mộc gì đó, cũng không biết là thật hay giả. Khấu tranh. Việc này phụ thân cũng đang chú ý tới, không biết tiến độ ra sao. Miêu nghị. Giám sát hữu bộ mang theo ý chỉ của bệ hạ, tạm thời tiếp quân số nhân mã kia, quản lý khống chế nghiêm mật, không cho tiết lộ tin tức ra ngoài. Tình hình cụ thể ta cũng không tiện hỏi thăm. Khấu tranh. Quản sự đều là nhân mà tâm phúc của ngươi, nếu ngươi mở miệng hỏi một tiếng, chỉ bằng vài tên của giám sát hữu bộ kia cũng không khống chế nổi. Muốn biết tình hình như nào còn không phải là một câu nói của ngươi sao? Miêu nghị. Có ý chỉ của bệ hạ ở đó, bảo người phía dưới kháng chỉ lộ bí mật, chuyện này cũng không thích hợp đi. Khấu tranh. Em rể, người sáng mắt không nói tiếng nóng, ý nghĩa của bất hủ mộc như nào ta với ngươi đều rõ, rất quan trọng với phụ thân, ta chỉ hỏi một câu, ngươi giúp hay là không giúp? Miêu nghị, đại ca, không phải là ta không muốn giúp, ta thực sự rất muốn giúp nghĩa phụ, nhưng phía thiên nhai hiện giờ lòng người bất ổn, người phái dưới của ta thường bị cấp trên làm khó dễ, đã có tâm ý phản bội, chỉ e ta mở miệng cũng vô dụng thôi. Khấu tranh nghe xong nổi giận, có điều vẫn chuyển ý của Miêu nghị cho khấu lăng hư. Đường hạc niên ở một bên lắc đầu nói, Rõ ràng tên này đang nhân cơ hội ra điều kiện, bên nào nặng bên nào nhẹ còn phải nói sao? Khấu Lăng hư gật đầu ra hiệu với Khấu Tranh một tiếng. Khấu Tranh lập tức trả lời, "Em rể, ta biết gần đây có những lời bóng gió, đó đều là lời đồn, chớ để trong lòng, trong nhà bên này luôn ủng hộ ngươi." Phụ thân bảo ta nói với ngươi một tiếng, quyền khống chế Bắc Quân Cảnh Nội Thiên Nhai đều là người một nhà, tất cả đều dễ thương lượng, khống chế ở trong tay ngươi cũng như vậy, nói vậy ngươi cũng sẽ không làm khó dễ người nhà buôn bán đi phụ thân đảm bảo cảnh nội đông quân không ai động tới người của ngươi trong thiên nhai. Miêu nghị, có lời này của địa ca thì ta an tâm rồi, hôm nào rãnh rỗi ta nhất định sẽ tới bái phỏng nghĩa phụ. Khấu tranh, ừm, ta sẽ chuyển lời cho phụ thân. Miêu nghị, đại ca muốn biết tin tức về phương diện nào. Khấu tranh, giám sát hữu bộ dường như đã tra ra nội tình ba nhân vật trọng yếu, thần muốn biết nhất định phải nhanh. Kỳ thực miêu nghị đã nắm giữ tình hình bên kia, có điều vẫn không vội vã nói ra, mà chỉ đảm bảo một câu được vậy ta sẽ hỏi một chút đại ca chờ tin tức của ta sau khi thu tinh linh lại miêu nghị kể tình hình đại khái cho vân chi thu và dương triệu thanh vân chi thu cao mày nói lời hứa hẹn miệng như vậy có thể tin tưởng sao lại nói vạn nhất phía bên kia quay đầu để lộ tin tức ngươi lộ chuyện cho thanh chủ biết thì sao bây giờ việc này liên quan tới bất hủ mộc liệu có thể chọc giận thanh chủ hay không miêu nghị bằng thế lực của ta hiện giờ chuyện không có chứng cứ ai cũng không vụ oan tới được đầu ta ta cũng không phải là ngồi không không xuất động vài trăm triệu nhân mà ai dám dễ dàng đụng tới ta thanh chủ cho dù muốn bắt ta muốn đánh cũng phải suy tính tổn thất tạo thành có đáng giá hay không vì lẽ đó nói cho hắn cũng không tạo thành tổn thất gì với ta cả khấu lăng hư không cần thiết tiết lộ bí mật không hề có lợi với hắn chút nào này trái lại còn ảnh hưởng tới danh dự nếu làm như vậy sau này còn ai dám tiết lộ bí mật cho hắn biết làm vậy chỉ là được không bù nổi mất mà thôi còn lời của hắn có thể tin hay không, đạt tới mức độ của ta, tranh đoạt thế lực và lợi ích đã không phải chuyện cá nhân, dùng ân tình có thể nói, lời của hắn căn bản không tồn tại chuyện tin được hay không, cần phải xem thế cuộc phát triển như nào, thế cuộc có lợi cho ta lời nói của hắn đương nhiên có thể tin, bất lợi cho ta, vậy lời này không thể tin. Nghĩ tới phía bên khấu lăng hư đang âm thầm điều động nhân mã tấn công bên này. Vân Chi Thu tức giận nói, tiện nghi cho lão tặc này. Miêu Nghị cười nói, phu nhân chớ giận, tin tức tiết lộ cho họ cũng không có gì, ngược lại chúng ta không tham dự, để chúng chó cắn chó, đánh nhau một mất một còn vậy chẳng phải, là ngày càng không có tinh lực tới đối phó ta sao. Vân Chi Thuyền lặng ngật đầu. Miêu Nghị sau khi giả bộ liên hệ liên lạc lại với khấu tranh. Đại ca đoán không sai. Giám sát hữu bộ đã tra ra ba nhân vật quan trọng là ba người phụ nữ, lần lượt gọi là Thường Hồng Mai, Trác Tương Liên, Đoạn Ái Nhi, là sư tỷ muội đồng môn, đều là đệ tử thiên cốc môn ở tinh vực gần đó khấu tranh lắng nghe tình linh truyền tin cầm giấy ngọc ghi chép những điều quan trọng sau khi liên hệ xong lập tức đưa dây ngọc cho khấu lăng hư khấu lăng hư sau khi nhận lấy xem xong đứng dậy đưa giấy ngọc cho đường hạc niên lập tức điều động nhân thủ cần phải giành quyền khống chế người thiên cốc môn chuyện được đọc bởi kênh haleji audio thiên ông phủ đệ cấm viên dưới đại thụ chọc trời vệ xu cũng đang cấp báo tình hình thiên cốc môn với hạ hầu lệnh tốc độ nhận được tin tức ở bên này không chậm hơn miêu nghị là bao từ giám sát hữu bộ thuyên chuyển sang bên quần anh hội, bởi vì hiện trường phối hợp giám sát hữu bộ chẳng những có nhân thủ thiên nhai, mà còn có cả nhân thủ quần anh hội, thậm chí người cận vệ quân được điều động cũng chuyển tin tới, tin tức từ mọi phương diện, rõ ràng, toàn diện, phong phú hơn tin tức miêu nghị nắm giữ. Hạ hầu lệnh kinh ngạc nói, quân cận vệ cũng có người của chúng ta. Đây là lần đầu hắn nắm giữ hướng đi của quân cận vệ rõ ràng như vậy. Vệ su, không rõ lắm, tin tức do bên cửu ra cung cấp, trùng khớp với tin tức bên quần anh hội cung cấp chính là thiên cốc môn hạ hầu lệnh vỗ tay hét một tiếng được lập tức tập trung người tới đó mặt khác nói cho lão cử biết thứ có thể cướp được dưới tình hình cần thiết không tiếc bại lộ người quân cận vệ hắn ý thức được người biết rõ ràng hướng đi bí mật của quân cận vệ cấp bậc trong quân hẳn là không thấp nguyên nhân rất đơn giản hành động này tất nhiên phải khống chế nghiêm khắc việc sử dụng tinh linh người phía dưới cũng không biết được mục đích cuối cùng nhưng biết chỗ cần đến quân cận vệ có thể dùng tinh linh cấp bậc chắc chắn sẽ không thấp. Hạ hầu lệnh có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng. Hưng phấn chính là lần này, hắn ra lệnh một tiếng những vị huynh đệ kia vận dụng những nguồn lực trước nay chưa từng lộ, ra giúp đỡ hắn, không biết có phải do mình lật đổ doanh cửu quang tạo thành uy tín không, lo lắng chính là những huynh đệ kia, sở dĩ làm vậy là vì muốn chiếm lấy bất hủ mộc cho riêng bản thân. Hạo thiên vương phủ, hạo đức phương bồi hồi ở trên đình đài lầu các có chút nổi nóng, phía bên canh ngọ vực, thế lực khắp nơi trắng trợn không kiêng rẻ xông vào tinh môn phong tỏa, binh lực có hạn không phong tỏa được, cần điều đại quân tới đó giúp đỡ. Một đám lão giả khốn kiếp cũng không coi địa bàn của hắn là chuyện to tát gì. Hắn không thể trở mặt được, hắn có thể ngăn cản quân cận vệ mang thiên chỉ của thanh chủ sao? Hắn có thể trở mặt với mấy nhà kia sao? Khiến mọi người tức giận liên thủ lại, hắn là người đầu tiên không chịu nổi. Tô vận buông tình linh xuống, cấp báo. Vương gia, có mấy đội nhân mã quân cận vệ có dị động, không đi canh ngọ vực mà xông vào quý thân vực ở gần canh ngọ vực, mục đích không rõ, rất là kỳ quái. Mọi chuyện xảy ra trên địa bàn Nam Quân, mở rộng tất cả tai mắt trên địa bàn của mình, lưới thông tin mở rộng khắp nơi, nhiều người như vậy có hành động gì căn bản không thể qua mắt được mọi người. Hạo Đức Phương dừng bước, trầm ngâm nói, cửa hàng kia bị giám sát hữu bộ phong tỏa. Giám sát hữu bộ tra được lai lịch ba nữ tử kia, mặc kệ có phải nguyên nhân này không, lập tức sai người đuổi theo đội nhân mã kia dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta, quản bất cứ chuyện gì cũng đều hợp tình hợp lý, nếu cần thì nói cho phía dưới, có thể trực tiếp ra tay với quân cận vệ. Vâng, Tô Vận đáp, đi chấp hành. Quảng Thiên Vương Phủ, trong một tòa đại điện có mấy trăm người tập trung, mười mấy chiếc la bàn tinh đồ đặt trước mọi người, phần lớn mọi người không ngừng dùng tinh linh liên lạc, đang tiếp thu đồng thời phân tích tình báo khắp mọi nơi, đồng thời truyền đạt chỉ thị bên này. Quảng lệnh công đứng trước một tấm tinh đồ la bàn, trầm mặc không nói, thống lĩnh phụ trách sắp xếp tình báo câu việt bước nhanh tới bẩm báo vương gia quân cận vệ có hành động lạ bắc quân có dị động nam quân có dị động không phải hướng tới canh ngọ vực mà là quý thân vực đùng quảng lệnh công đấm một quyền lên trên la bàn có phần nghiến răng nghiến lợi nói khẳng định là do tin tức của chúng ta chậm hơn những người khác bọn họ đã tra ra chuyện gì đó phái người đuổi theo vâng câu việt vội vã đi truyền lệnh ba người sư tỷ muội thường hồng mai nhìn về phía trước có chút kinh hoàng Sư môn không liên lạc được, mắt thấy nhân mã thiên đình bắt người khắp nơi, một đường trốn chui trốn lủi mới đến được đây, giờ lại phát hiện tinh môn về sư môn đã bị phong tỏa. Thiên đình bắt người khắp nơi trong tinh không? Chẳng lẽ thực sự là vì chúng ta? Chẳng lẽ châm gài tóc của Trác sư tỷ đúng là làm từ bất hủ mộc? Đoạn ái nhi có chút sợ sệt lên tiếng hỏi. Trác tương liên cắn môi không nói. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ba nữ nhân chúng ta rơi vào trong tay đám quan phi này không có chuyện gì tốt, hiện giờ không thích hợp manh động đi trước tiên tìm một nơi bí ẩn nào trốn đã đợi khi hiểu rõ tình hình rồi tính thường hồng mai quyết định ba người cấp tốc xoay người rời đi các nàng phát hiện ra nhân mã phong tỏa tinh môn phía bên kia cũng đã phát hiện các màng tách ra một đội hơn trăm người xông tới chỗ các nàng nói thực thì hành tung của các nàng rất đáng chú ý tuy đã dịch dung thành nam nhân nhưng lại đúng là ba người sao có thể không kiểm tra sư tỷ đuổi theo đoạn ái nhi quay đầu lại nhìn có chút khủng hoảng đi mau. Thường Hồng Mai kêu lên một tiếng. Ba người trốn gấp, nhưng đã quá trễ. Hơn trăm người đuổi theo phía sau đột nhiên thu lại làm một. Một cao thủ cảnh giới thải liên đột nhiên tăng nhanh tốc độ đuổi theo, rất nhanh đã đuổi theo các nàng. Trăm tên nhân mã một lần nữa tản ra, vây quanh ba người. Ba người sợ hãi quay lưng, Thường Hồng Mai bóp họng giả giọng đàn ông hô. Chúng ta không làm chuyện gì trái với thiên điều, vì sao đuổi theo chúng ta? Tên tướng lĩnh mi tâm thải liên di động trầm giọng nói. Bỏ mặt nạ ngụy trang xuống, đối phương căn bản không thèm giảng đạo lý, là mệnh lệnh, ba người cũng không dám đối kháng, lấy mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt thật. Tướng lĩnh thải liên ánh mắt sáng lên, trong lòng nóng lên, không phải coi trọng sắc đẹp của ba người mà đúng là ba người phụ nữ, phù hợp với đặc thù bên trên ra lệnh, bên trên nói bắt được chính là một công lớn, trọng thưởng tăng liền ba cấp, lúc này quát lên. Có phải là tới từ phỉ hoa tinh thiên nhai? Thường hồng mai vội la lên. Chúng ta chưa hề xúc phạm thiên điều. Đại nhân, có người tới. Một tên tiểu tướng bên cạnh đột nhiên nhắc nhở, tướng Lĩnh Thải liên quay đầu lại nhìn, phát hiện quả nhiên có mấy người đang nhanh chóng bay tới, lúc này phất tay lên quát, trước tiên mang người về. Quân tốt lập tức cùng tiến lên, chói ba người lại, ba nàng căn bản không dám phản kháng, gần như là bó tay chịu chói. Không có cách nào khác, bất kể là nhân số hay thực lực của đối phương đều vượt xa ba người. Nhưng mà không đợi người bên này kịp thu quân, năm tên nhân viên mặc thường phục đã nhanh chóng bay tới, nhìn thấy trùng hợp là ba người phụ nữ Năm người tới kiểm tra động tĩnh đưa mắt nhìn nhau. Tướng Lĩnh Thải Liên cấp tốc thu ba nàng lại, còn không kịp hỏi thăm xem năm người vừa tới là ai, năm người đã vội vã xông lại, trực tiếp động thủ. Năm tên thải liên phá tan mấy chục tên quân tốt cảnh giới mục tiêu chính là vây công tên tướng Lĩnh Thải Liên vừa thu ba cô gái lại. Tiểu đội hơn trăm người này có chút khiếp sợ, có người dám trắng trợn công kích nhân mã thiên đỉnh như vậy, lập tức tham gia vây công. Cũng có người nhanh chóng lấy ra tinh linh cầu viện cũng có người lui lại một bên, không biết đang âm thầm liên hệ với ai. Nhân Mã Phong tỏa tinh môn nhận được tin tức, lập tức phái ra hơn 10 tên cao thủ cảnh giới thải liên, cấp tốc bay tới nơi này, phái ra ba vạn trong số mười mấy vạn nhân mã nhanh chóng đuổi theo, bên trong số người còn lại có không ít người lặng yên tránh lui sang một bên, lấy tinh linh ra không biết liên hệ với ai. Cùng lúc đó, trong tinh không phía xa, cũng có không ít nhân viên mặc thường phục tìm kiếm khắp nơi đột nhiên dừng lại, thu tinh linh trong tay, vội vàng bay nhanh tới nơi giao chiến một nhánh nhân mã quân cận vệ dò xét gần đó dừng lại, hơn ngàn người nhanh chóng tập trung, vội vã chạy tới địa điểm giao chiến. Nơi giao chiến, tướng lĩnh Thải Liên cho dù có nhân mã giúp đỡ, nhưng vẫn không thể kháng trụ, bị giết tại chỗ, mười mấy tên quân tốt sợ hãi lui về sau. Ba người thường hồng mai vừa mới bị kéo ra, một người trong năm tên Thải Liên trầm giọng nói. Viện quân tới rồi, đi mau. Năm người cấp tóc thu ba nàng đang sợ hãi lại. Sau khi cấp tốc chạy trốn lấy ra tinh linh cầu viện khẩn cấp, đám tướng lĩnh thải liên phía sau mau chóng đuổi theo người tu vi cao tốc độ nhanh càng đuổi càng gần cuối cùng một tên tướng lĩnh nhảy vào giữa năm người múa thương giận giữ giết khóa chặt mục tiêu chính cuốn lấy người thu ba người thường hồng mai vào bốn người khác không thể không liều mạng giải cứu ba vạn đại quân phía sau mau chóng chạy tới mấy tên thành viên quân cận vệ nhanh chóng chạy tới ngay khi tiến tới gần hơn ngàn nhân mã hiện thân phá pháp cung đồng thời xuất hiện tướng thủ lĩnh gầm lên phụng thiên chỉ phá án người chống cự giết giết không để đối phương trả lời lưu tinh tiễn đã bắn ra như mưa chém giết tới mấy vạn nhân mã đối với quân cận vệ lại thêm quân cận vệ đưa ra thiên chỉ đối với những người phía dưới không biết rõ mọi chuyện thì hiển nhiên khá có lực uy hiếp có phần sợ chiến lưu lại một đám thi thể vội vàng lui về sau quân cận vệ như sói như hổ giết tới mặc kệ đối phương có phải nhân mà thiên đình hay không chém giết toàn bộ đám người giao chiến ba người thường hồng mai kinh hoàng không ngớt bị tìm ra Tướng lĩnh quân cận vệ tóm chặt vạt áo trước ngực Thường Hồng Mai, trầm giọng nói. Ta là thống lĩnh quân cận vệ hoắc Diên Khánh, ba người các ngươi tên là gì? Dám có một câu nói dối, chu diệt cửu tộc. Thường Hồng Mai, Trác Tương Liên, Đoạn Ái Nhi. Nhân mã thiên đình có đủ lực uy hiếp với ba người. Huống chi nghe nói trước mắt là quân cận vệ thiên đình, đối với các nàng. Mà nói thì đều là đây chính là người mà bên trên không tiếc trả giá để tìm. Hai mắt hoắc Diên Khánh tỏa sáng, suýt chút nữa không kìm được bật cười đại công tới tay thu người lại nhìn về bốn phía giờ muốn đi cũng khó lòng thoát thân mấy vạn nhân mã đã vây quanh bọn họ tướng lĩnh của đối phương đã liên hệ với bên trên nhận được mệnh lệnh của bên trên mặc kệ đối phương là ai cho dù là quân cận vệ cũng phải giao người ra đây nếu không giết không tha mệnh lệnh này khiến tướng lĩnh dẫn đội có phần khiếp sợ giết cả quân cận vệ bề trên muốn tạo phản hay sao nhưng vẫn không thể cãi lệnh chỉ tay vào đám người hoắc diên khánh bị vây quanh ba nàng chính là nghĩa nữ của hạo thiên vương lập tức thả người, nói láo, Hoắc Duyên Khánh mắng chửi, giận dữ quát, "Ta phụng ý chỉ của bệ hạ, bọn ngươi dám vây quanh, muốn tạo phản sao?" Tránh ra. Tướng cầm đầu trầm mặt quát, "Quân cận vệ há có thể vô duyên vô cớ giết huynh đệ nam quân ta, nhất định là giả mạo, các huynh đệ, giết, giết." Hoắc Duyên Khánh múa đao gầm lên, khoảng cách hai bên khá gần, phá pháp cung mất đi tác dụng, trong nháy mắt va và chạm vào nhau, sức chiến đấu của quân cận vệ quả thực mạnh mẽ hai ba vạn nhân mã nam quân vây quanh, nhưng vẫn bị Hoắc Duyên Khánh dẫn theo hơn 300 người giết ra vòng vây, hơn 700 quân cận vệ bị chết trận, đại quân đuổi theo phía sau. Nhân mã phong tỏa tinh môn cũng không phong tỏa nữa. Nhân vật khủng bố, lập tức rè rặt trả lời, sau khi nhận được lệnh từ trên nhanh chóng tập trung, vội vã đuổi theo. Hoắc Duyên Khánh chạy trốn gian nan, không nói tới phía sau có lượng lớn truy binh, phía trước còn không ngừng có người không muốn sống lao ra xung kích ngăn cản bọn họ một đường chạy trốn này bọn họ không tiếc dùng phá pháp cung mở đường phàm là có người xông ra ngăn cản lập tức dùng phá pháp cung bắn giết hoắc duyên khánh đã xác nhận cướp được ba mục tiêu nhân mà quân cận vệ ngàn người một tổ phân tán tìm kiếm khắp nơi trong canh ngọ vực vội vàng toàn lực tiến tới vị trí của hoắc duyên khánh tiếp viện theo phản ứng dây chuyền tinh không canh ngọ vực dường như sôi trào nhân mã các thể lực phái ra sưu tầm ở khắp nơi đều chạy về phía này ngự viên ly cung phá quân chắp tay nói bệ hạ ba cô gái kia đã bị một thống lĩnh tên hoác duyên khánh cầm đầu ngàn người cướp được từ trong tay mấy vạn nhân mã nam quân bây giờ đang phải đối mặt với nhân mà các phe vây đuổi chặn đường tấu là một mặt thời điểm cần khoe khoang thành tích của thụ hạ hắn cũng không hàm hồ người dám liều mạng lập công cần phải biểu dương hoác diên khánh được hoác diên khánh khá lắm khá lắm phải trọng thưởng thanh chủ nhớ khi cái tên này quay đầu sầm mặt nói với thượng quan thanh chuyển ý chỉ của trầm cho mấy lão già kia dám vây công quân cận vệ muốn tạo phản sao lệnh cho bọn họ lập tức ra lệnh cưỡng chế thủ hạ lui lại vâng thượng quan thanh đi làm theo lệnh nhưng mà sau khi chuyển đạt ý chỉ cho mấy vị thiên vương sắc mặt thượng quan thanh trở nên khó coi trả lời bệ hạ mấy vị thiên vương đều biểu thị kinh ngạc cảm thấy không thể xảy ra chuyện như vậy được biểu thị sẽ lập tức tra rõ khuôn mặt già nua của thanh chủ trong nháy mắt đen kịp lại tra rõ tra rõ cái rắm tra rõ tới khi nào. Chỉ sợ đợi khi mấy lão già này, báo cáo kết quả điều tra thì mọi chuyện đã qua rồi, hiển nhiên là đều đang trì hoàn thời gian. Nhưng cướp được tới tay chính là bản lĩnh, nếu không giành được thì cũng có thể đẩy trách nhiệm xuống đám thuộc hạ. Bên trong khu vực trực thuộc của mấy lão già kia, chỉ sợ người phía dưới sẽ cảm thấy vịnh hạnh vì được gánh trách nhiệm cho thiên vương, cũng rất tình nguyện. Nhưng từ chối như vậy hiển nhiên là mấy lão già này không nể mặt mũi hắn, lần huyên náo này còn không thể chấm dứt tương tự là hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn xác nhận đó có phải bất hủ mộc hay không thanh chủ hắn cũng không tiện hoàn toàn trở mặt một khi để mấy nhà liên thủ làm phản cũng không phải chuyện tốt đẹp gì ngay cả thanh chủ hắn cũng không quản được hạo thiên vương xui xẻo có thể tưởng tượng được một đám ngưu quỷ xả thần chạy tới địa bàn của hắn trắng trợn ngang ngược không kiêng rè hạo đức phương cũng phải nhịn một đám cho chết thanh chủ mắng chửi nhưng cũng không có biện pháp làm gì mấy vị thiên vương quay đầu trầm giọng nói với phá quân và vũ khúc trầm giọng nói lập tức điều nhân mã đi giúp đỡ, cần phải mang người tới, chẫm muốn đích thân thẩm vấn. Chuyện này không cần căn dặn, hai người đều đáp. Đã ra lệnh. Phù. Thanh chủ thở dài một tiếng, đứng dưới mái hiên chắp tay nhìn lên bầu trời, trong lòng cảm khái, nếu thực sự tìm ra bất hủ mộc, cho dù không đột phá thần hồn cảnh cũng có thể trường sinh. Đúng lúc này, lông mày thanh chủ giật giật, lấy ra tinh linh, cao mày một lúc mới khôi phục khỏi rung động. Đám người tư mã vấn thiên đưa mắt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Đến giờ người có thể trực tiếp liên hệ với thanh chủ không nhiều, cho dù là bọn họ, không có việc gì quan trọng đặc biệt đều trước tiên liên lạc với quan thanh xem thanh chủ có rảnh rồi hay không. Thanh chủ liên hệ tinh linh đột cười lạnh một tiếng, quay đầu hỏi mọi người, có biết ai vừa liên hệ chậm không? Mọi người lắc đầu, biểu thị không biết. Thanh chủ một lần nữa quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, hít mắt lại nói, Phật lão đại, Phật chủ, mọi người cả kinh. Thượng quan thanh thử hỏi, không biết Phật gia liên hệ bệ hạ vì chuyện gì. Phật lão đại nói đã lâu không ra ngoài, muốn tới đây gặp chẫm một chuyến. Thanh chủ cười gần một tiếng, lắc đầu nói. Vào lúc này thì có chuyện gì chứ, chỉ e là bị chuyện bất hủ mộc kinh động, động tĩnh lớn như vậy há có thể giấu được hắn. Phỏng trừng đứng ngồi không yên muốn tới chia một chén canh, muốn xuống núi. Mấy người nhìn nhau không nói gì. Phật chủ muốn nhúng tay vào việc bên này cũng không ngăn nổi, ai có thể khiến Phật chủ không tới đây. Trên thực tế đâu chỉ là Phật chủ biết tin tức này, Tuy rằng thế lực khắp nơi đều cố ẩn giấu tin tức, thế nhưng chỉ có thể giấu được đại thể người vô tri trong thiên hạ, nhưng lần này dùng quá nhiều người, ai có chút thế lực đều biết là xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều thứ này có người dám cướp, có người không dám cướp, ngay cả chư hầu một phương nắm mấy chục triệu nhân mã trong tay, như miêu nghị cũng không dám dễ dàng nhúng tay vào, có thể tưởng tượng ra thế lực bình thường như nào. Trừ phi có thể âm thầm chiếm được bất hủ mộc, bằng không đây chính là họa sát thân, thế lực bình thường chỉ có thể đứng một bên nhìn thèm mà thôi thiên cốc môn tạo lạc ở trong dãy núi phong quang tú lệ quân cận vệ chạy tới đầu tiên sau đó từng đội nhân mã đuổi theo từ trên trời giáng xuống nhân mã đông đảo lơ lửng giữa không trung nhìn cảnh tượng đổ nát thê lương bên dưới cung điện sụp đổ sơn băng địa liệt sông suối khô cạn vết bùn đất vẫn còn mới hiển nhiên vừa mới xảy ra chiến đấu không lâu trước tất cả mọi người đều ý thức được chính mình đã tới chậm đã có người tới trước đắc thủ thổ địa và sơn thần nơi này rất nhanh đã bị bắt tới ép hỏi đây là thiên cốc môn sao vâng 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 đúng thế nơi này xảy ra chuyện gì tiểu nhân cũng không biết rõ các ngươi là sơn thần thổ địa nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy các ngươi lại không biết gì tội thất trách các ngươi chịu nổi sao tiểu nhân thực sự không biết vừa rồi nghe được động tĩnh tới phát hiện một đám người áo đen bịt mặt vây công thiên cốc môn thiên cốc môn hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương thực lực hai bên cách biệt quá xa rất nhanh đã bị một lưới bắt hết đệ tử thiên cốc môn ở đây trên căn bản đều bị bắt đi toàn bộ rất hiển nhiên là đã có người nhanh chân tới trước trước khi họ tới đây đã tận diệt thiên cốc môn thế lực khắp nơi tập trung lại đây đều đưa mắt nhìn nhau một chút dường như chị không thấy người hạ hầu gia tộc chẳng lẽ là người hạ hầu gia tộc đắc thu trước hoài nghi như vậy cũng không phải là không có lý do với con đường tin tức của hạ hầu gia tộc hoàn toàn có thể đi trước mọi người một bước họ cũng có thực lực này tất cả các bên đều vội vàng cấp báo tình hình tin tức này truyền lại tất cả các thế lực đều hạ lệnh tranh đoạt ba cô gái kia bằng mọi giá tranh cướp ngày càng kịch liệt hơn, người tranh cướp đều nhận được mệnh lệnh nhất định phải bắt sống. Cho dù cây châm gài tóc kia làm từ bất hủ mộc nhưng mục tiêu của mọi người cũng không phải cây châm gài tóc kia mà là lai lịch của cây châm gài tóc, giết chết ba nàng làm sao có thể hỏi ra lai lịch của châm gài tóc. Đồng thời tất cả toàn diện triển khai tìm kiếm tung tích Thiên Cốc môn, cho dù khi trước không biết chuyện, thì giờ cũng hoàn toàn biết chuyện này có quan hệ với Thiên Cốc môn, bất kỳ thế lực hay người nào có đi lại với Thiên Cốc môn đều nằm trong phạm vi điều tra người nào bắt đi người của thiên cốc môn cũng nằm trong phạm vi điều tra tất cả các tinh môn trong cảnh nội nam quân đều nhanh chóng bố trí cửa ải bất hủ mộc trên thánh cung luyện ngục vô lượng tinh dương khánh kinh ngạc quay đầu lại hỏi kim mạn nghe theo lệnh hắn luôn chú ý tới động tình bên ngoài gật đầu nói đúng vậy đã xác nhận hiện giờ các thế lực lớn ở canh ngọ vực đều triển khai tranh đoạt kịch liệt đều tranh cướp ba cô gái có thể biết được tung tích của bất hủ mộc kia nếu như, để những tên phản tặc này có được bất hủ mộc vậy quá tiện nghi cho chúng rồi, đáng tiếc thực lực của chúng ta không đủ, bằng không cũng muốn tham gia cướp đoạt. Ánh mắt Dương Khánh lấp lóe, lập tức hỏi. Canh ngọ vực là cảnh nội nam quân sao? Kim Mạn sửng sốt một chút, thiên hạ nhiều tinh vực như vậy sao có thể đều nhỡ rõ. Sau khi nàng xác định một hồi mới biết là trong cảnh nội nam quân, không nghĩ tới Dương Khánh một câu nói chúng, gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ nhớ ngươi thật tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dương Khánh khẽ lắc đầu một cái, lộ ra ý cười, chợt gật đầu nói. Làm phiền thánh chủ. Kim Mạn hỏi. Còn có giận dò gì? Dương Khánh cười nói. Tiếp tục quan tâm là được rồi. Nói tới quan tâm việc này, Kim Mạn có chút hoài nghi nói. Trước đó, ngươi đặc biệt quan tâm tới động tĩnh bên ngoài, không phải là có quan hệ tới chuyện này chứ. Dương Khánh cười khổ. Ngươi cả nghĩ quá rồi, nếu như ta biết trước chuyện này, chúng ta khẳng định tiên hạ thủ vi cường, nào có thể đợi những tên phản tặc kia tới cướp được. Kim Mạn cân nhắc một hồi, sau đó lắc đầu nói: "Không đúng, phía bên Thánh Vương đối mặt tình thế nguy cấp, đột nhiên có việc này, có tác dụng giải trừ tình thế nguy cấp của Thánh Vương, cực kỳ có lợi với Thánh Vương, chuyện này không phải là do một tay Thánh Vương bày ra chứ? Nghe ý của ngươi thì trên tay Thánh Vương có bất hủ mộc sao? Không có bất hủ mộc cũng có thể bịa ra." Huống hồ những người tham gia cướp đoạt cũng không xác nhận có phải bất hủ mộc hay không, nói không chừng còn chưa chắc đã tồn tại. Ngươi cả nghĩa quá rồi đó, nếu không có bất hủ mộc, việc này chỉ là một cơn gió thổi qua, quay đầu lại tình thế nguy cấp của Thánh Vương vẫn tồn tại. Nói chúng Dương Khánh hao phí một phen miệng lưỡi mới đuổi được Kim Mạn đi, nhìn theo bóng lưng của Kim Mạn, Dương Khánh lắc đầu cười khổ, biết nữ nhân này đã sinh nghi, lời giải thích này của chính mình không đủ để nàng bỏ đi sự nghi ngờ đừng nói kim mạn kim mạn đi rồi ngay cả thanh cúc ở bên cạnh cũng đi tới ánh mắt lấp lóe thử hỏi đại nhân đúng là miêu nghị bày ra sao dương khánh chậm rãi đi tới ngồi xuống sau án lắc đầu ới không phải hẳn là người kia ra tay rồi miêu nghị đi tới hiện giờ ta đoán hắn sẽ không dễ để miêu nghị kiếm củi ba năm thiếu một giờ không ngoài dự đoán quả nhiên đã ra tay rồi thanh cúc đã biết người kia là ai vẻ mặt kinh ngạc dương khánh tựa nhẹ vào ghế chật chật vài tiếng nói Trước đó ta còn lo lắng không biết hắn sẽ ra tay như nào, bởi vì không biết hắn làm như nào mới có thể hóa giải nguy cơ to lớn, mà Miêu Nghị phải đối mặt, vì lẽ đó không dám khẳng định, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ tung bất hủ mộc ra. Sức nặng của thứ này không bình thường, không chút khó khăn đã phá cục, diệu vô cùng. Ta đoán chừng trên tay vị đó thực sự nắm giữ bất hủ mộc, quả nhiên là gốc gác thâm hậu, ngay cả thứ này cũng có thể lấy ra, đúng là khiến người ta bất ngờ. Thanh Cúc kinh ngạc nói: Đại nhân dùng cái gì xác nhận trên tay người kia thật sự có bất hủ mộc. Dương Khánh, đạo lý rất đơn giản, làm đồ giả chỉ cần tra một hồi sẽ lộ ra sự thật. Sự tình chẳng mấy sẽ trôi qua, chỉ có là thật mới có thể gây ra hỗn loạn. Thanh Cúc giật mình không nhỏ. Bất hủ mộc không phải thứ tầm thường, nhưng vật này là thực khiến người ta giật mình, chợt lại nghi ngờ nói, không phải đại nhân nói hắn sợ bại lộ giữa mình và Miêu Nghị nên sẽ không dễ dàng ra tay sao? Làm động tĩnh lớn như vậy không sợ bị nhiều thế lực liên hợp truy tra? vô tình tìm ra manh mối gì đó sao dương khánh cười nói người lo quá xa rồi chính vì hắn sợ bại lộ vì lẽ đó nhân vật như này không ra tay thì thôi đã ra tay đương nhiên như áo trời không kể tất cả khẳng định đã sắp xếp xong ngọn nguồn bất hủ mộc này khẳng định đã có chứng cứ được sắp xếp không tra được tới hắn đâu hắn khoát tay áo ra hiệu nàng không nên hỏi nhiều nữa sau khi yên tĩnh suy tư lúc lâu lấy ra tinh linh liên hệ với miêu nghị lúc này miêu nghị đang đứng xem náo nhiệt Xem các ông lớn khắp nơi tranh cướp, tình hình đối mặt đang nguy cấp, đảo mắt cái lại không có chuyện gì. Đương nhiên hiện giờ hắn cũng không nhàn rỗi, Vân Chi Thu đã lặng lẽ rời khỏi nơi U Minh, trở về tiểu thế giới, cái cây kia tuy rằng bị phong bắc trần chặt, nhưng Lạc Vân Phong là nơi bình thường không ai đi, nói không chừng còn có thể tìm được chút di tích xác định xem đó có phải là Bất Hủ Mộc hay không. Mà bản thân Miêu Nghị cũng đang kiểm tra đại quân xây thành cùng với phủ đệ sắp xếp cho ra quyến đại quân. Khi nhận được tin từ Dương Khánh truyền tới, miêu nghị đang ở trong trạch viện mới xây trong thành mà dương khánh vừa mở miệng đã dọa miêu nghị một cái đại nhân thời cơ u minh đại quân tấn công nam quân đã tới miêu nghị nghe thấy có phần ngẩn ra vội vã bỏ mặc mấy người khác đi tới một nơi yên tĩnh thông qua tinh linh hỏi người nói đùa sao dương khánh thuộc hạ không dám người sẽ cho rằng chỉ chút náo loạn trước mắt bằng chút nhân mã của ta là có thể tấn công nam quân sao miêu nghị thầm nghĩ trong lòng dùng tinh linh hỏi dò Thời cơ nào? Dương Khánh, trước kia thuộc hạ đã nói, yên lặng xem kỳ biến, phía sau sẽ xuất hiện biến cố có lợi cho chúng ta biến cố tới rồi. Miêu Nghị ngẩn người, nghĩ lại, trước đây Dương Khánh đã có nói lời này, bảo là muốn đánh cược một lần. Trong lòng hắn cảm thấy cả kinh, hỏi, ngươi sớm đoán được là sẽ có chuyện này, bất hủ mộc là do ngươi tung ra? Dương Khánh, thuộc hạ không có bản lãnh này, hẳn là người kia ra tay rồi. Người kia? Người nào? Miêu Nghị suy tư một hồi, con người đột nhiên co lại lộ vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng hỏi: "Với chút nhân mã của ta, tấn công Nam quân là không hiện thực." Dương Khánh: "Đúng là không hiện thực, nhưng chỉ cần để Nam quân cảm thấy đại nhân sẽ làm như vậy là đủ rồi." Sau khi hai người kết thúc liên hệ, Miêu Nghị cấp tốc trở lại đại sảnh nhà Hoành Vô Đạo, trầm giọng nói với mọi người đang đứng lên: "Triệu tập chư tướng tới phủ tổng đốc nghị sự." Cả đám người nhanh chóng rời khỏi nhà Hoành Vô Đạo rất nhanh, hơn vạn tướng lĩnh từ khắp nơi trên ất nguyệt tinh nhanh chóng bay tới, bước vào bên trong phủ tổng đốc, tập hợp trên quảng trường. Người đã tới đủ, Miêu Nghị mặc thêm chiến giáp từ trong đại điện đi ra, đứng ở trên bậc thang, biểu hiện nghiêm nghị ánh mắt quét nhìn bên dưới. Mọi người tập hợp lại đều nhìn chằm chằm vào hắn, không biết lại có chuyện gì, không phải nghe nói là tình thế nguy cấp đã được giải quyết rồi sao? "Các vị, triệu mọi người tới đây là để nói cho mọi người một chuyện." Miêu Nghị cao giọng nói lời đạo đầu, nhìn phản ứng của mọi người, tiếp tục lớn tiếng nói. Rất nhiều người có thể còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, để ta nói cho mọi người nghe. Bất hủ mộc. Mọi người đã nghe nói tới bất hủ mộc hay chưa? Hẳn là đều đã nghe nói qua, nghe nói bất hủ mộc xuất hiện, ngay bên trong nhà hàng xóm sát vách của chúng ta. Hiện giờ cảnh nội nam quân vô cùng náo nhiệt, thế lực khắp nơi người tranh ta đoạt, ta cũng không che giấu làm gì, bản đốc cũng chuẩn bị tới tham gia náo nhiệt. Người phía dưới ồ lên, đại thể mọi người hoặc là khiếp sợ vì bất hủ mộc xuất thế, hoặc là sợ hãi vì quyết định tham gia náo nhiệt của miêu nghị miêu nghị nhìn phản ứng của mọi người một lần nữa lên tiếng đè ép tiếng ồn ào bàn tán xuống mọi người có thể cảm thấy lòng ta quá lớn sai rồi ta không đi cướp đoạt bất hủ mộc bản đốc tự hiểu mình có bao nhiêu cân lượng vật này không liên quan gì tới chúng ta cướp được cũng chỉ dẫn tới họa sát thân mà thôi vậy chúng ta tham gia náo nhiệt gì hàng xóm sát vách của chúng ta không biết nói lý chuyện chuẩn bị tấn công chúng ta mọi người đều biết Tuy rằng hiện giờ vì chuyện tình bất hủ mộc mà không dành bận tâm chúng ta, nhưng khi chuyện bất hủ mộc qua đi, chỉ e chúng ta khó lòng tránh khỏi họa sát thân. Ngư mỗ cũng không phải người ngồi chờ chết. Hắn bất nhân vậy chớ trách ta bất nghĩa. Nếu thò đầu rụt đầu đều là một đau, vậy hắn cũng đừng mong dễ chịu. Chuyện bất hủ mộc vừa ra, nam quân loạn tung lên, đây chính là cơ hội tốt cho chúng ta ra tay. Bản đốc chuẩn bị tập kết đại quân chủ động xuất kích, tấn công nam quân văn trạch đứng một bên không nói gì nhìn miêu nghị nói năng hùng hồn cảm thấy muốn tự tử hắn cảm thấy mình đúng là đen tận mạng được điều từ quân cận vệ tới đây còn đang cảm thấy cao hứng ai biết vừa tới đã gặp phải mấy vị thiên vương tập kết đại quân ý đồ tiến công đột nhiên chuyện này tan rã thoát khỏi tình thế nguy cấp vừa mới thở phào một hơi thì giờ hay rồi vị tổng đốc này không sợ phiền phức lớn không có chuyện gì lại đi gây sự chủ động muốn tấn công nam quân chính mình có thể lên nói lý sao mặc kệ mọi người nghỉ như nào, Miêu Nghị muốn làm như vậy, hơn nữa, còn là làm một cách đường đường chính chính. Triệu tập các tướng, ra lệnh một tiếng, mấy chục triệu đại quân đóng khắp U Minh nhanh chóng được điều động với quy mô lớn. Hạo Thiên Vương phủ, trong đại điện tập kết nhân viên phân tích quân tình, mấy trăm người tụ tập ở trong, hoặc vây quanh tinh đồ la bàn thảo luận, hoặc tiếp thu tin tức từ khắp nơi truyền tới. Trước mặt Hạo Đức Phương cũng để một tấm tinh đồ la bàn, căn cứ vào tin tức khắp nơi truyền tới nhìn chằm chằm la bàn suy tư tô vận bên trong điện thu được tình báo sắc mặt hiện ra vẻ nghiêm nghị bước nhanh tới bên người hạo đức phương truyền âm nói vương gia Ngưu hữu đức muốn gây chuyện nhiêu nghị không hề có chút giấu diếm công khai hạ lệnh bên trong mấy chục triệu nhân mã có cơ sở ngầm của nam quân không hề có chút kỳ quái hạo đức phương vuốt râu trầm ngâm lông mày giật giật vài cái trầm giọng quát hắn dám tô vận cười khổ nói hắn đang điều động nhân mã làm chuẩn bị tiến công sắc mặt hạo đức phương trầm xuống, người khác có thể không dám, nhưng tên ngưu hữu đức kia thì khó nói. Huống chi đối phương nói không sai, thay vì ngồi bị động không bằng ra tay chiếm ưu thế trước, làm như vậy cũng không có gì lạ, đặc biệt là vào lúc này. Hắn thật biết chọn thời điểm ra tay. Hạo Đức Phương âm thầm cắn răng một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm tinh đồ la bàn. Đúng là đáng chết, tại sao bất hủ mộc lại xuất hiện trên địa bàn Nam quân chứ? Hiện gia nhân mà các phe đều chạy tới chỗ mình, làm loạn cả lên. Tô Vận khuyên nhủ. Vương gia, cần mau chóng chuẩn bị. Trong tay Ngưu Hữu Đức có 50 triệu đại quân tinh nhuệ, nhân mã đóng trú nơi tiếp giáp căn bản là không ngăn được, điều động nhân mã bình thường, cho dù là một 200 triệu cũng chưa chắc phải đối thủ của hắn, lại thêm Ngưu Hữu Đức giỏi chính chiến. Mà tình hình hiện giờ, không biết Thanh chủ liệu có nhân cơ hội này biến Nam quân thành Đông quân thứ hai không? Trọng điểm của mọi người đều đặt vào trên bất hủ mộc, một khi có chuyện, tinh lực những nhà khác chỉ e chưa chắc đặt vào việc tiếp viện cho vương gia. Lông mày hạo đức phương nhíu lại, cảm thấy khó giải quyết, có vết xe đổ của đằng Phi và thành thái trạch, chuyện hắn lo lắng nhất chính là nguyên soái phía dưới có nổi loạn hay không. Sau khi yên lặng một hồi, hắn trầm giọng nói, trước tiên hạ lệnh tập kết nhân mã gần U Minh, chuẩn bị phòng ngự thật tốt. Ly Cung, dưới mái hiên chính điện, thanh chủ quay đầu lại ngạc nhiên nói, ngư hữu đức muốn tấn công hạo đức phương. Phá quân vuốt cầm nói, theo tin tức văn trạch truyền lại thì đúng là như vậy. Ngưu Hữu Đức đã triệu tập nhân mã quy mô lớn, muốn dốc toàn bộ lực lượng tấn công. Thanh chủ co mày một hồi, sau đó lại cười nói: "Tên này nhìn thấy Hạo Đức Phương đang rối loạn, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của mấy chục triệu nhân mã đã dám tấn công Nam quân, lá gan thật không nhỏ, người bình thường không dám làm như vậy, có điều nhiều khi gan lớn một chút không phải là chuyện gì xấu." Thượng quan Thanh ở một bên thả tinh linh trong tay xuống. "Bệ hạ, Nam quân tấu lên án U Minh phủ tổng đốc làm loạn, tấu xin bệ hạ ngăn cản và nghiêm trị." Thanh chủ hừ hừ cười gần hai tiếng, nói cho Hạo Đức Phương biết chậm sẽ nghiêm tra cha tới lúc nào thì cũng không biết, trước đó mấy lão già này còn từ chối, không ngờ báo ứng tới nhanh như vậy, hiện giờ hắn trả câu này cho hạo đức phương. Vâng, thượng quan thanh cười đáp lại đương nhiên hiểu ý của thanh chủ. Thanh chủ nói với phá quân và vũ khúc, nhân mã đi viện trợ cũng phải bày ra khí thế, tạo áp lực cho hạo đức phương. Làm như vậy, mặc kệ hạo đức phương từ bỏ cướp đoạt bất hủ mộc hay là từ bỏ việc đánh tan 50 triệu nhân mã u minh, hắn đều không chịu thiệt thòi. Mặt khác, lại hỏi phía bên ngưu hữu đức, chuyện bất hủ mộc có phải do hắn đang dở trò quỷ hay không? Sao chậm lại cảm thấy đúng vào lúc này, đột nhiên lại xuất hiện một việc có lợi với thằng khi con này như vậy? Thanh chủ bồi thêm một câu. Mão lộ phủ nguyên soái, bàng quán nhận được quân lệnh của Hạo Đức Phương đi tới đi lui trong phòng. Hạo Đức Phương muốn hắn triệu tập nhân mã tới trước U Minh để phòng ngự. Tên ngư hữu đức liệu sẽ không tấn công thật chứ? Bàng quán dừng bước hỏi một tiếng. Trần Hoài Cửu ở bên cười khổ nói. Đây chính là thời điểm để tấn công, chỉ bằng hành động của hắn trước đây e rằng không có gì mà dám hay không rõ ràng chuyện này có lợi với hắn phòng trừng thanh chủ cũng cảm thấy vui vẻ bàng quán lấy ra tinh linh tự mình liên lạc miêu nghị mở miệng đã hỏi người muốn tấn công nam quân miêu nghị hỏi ngược lại bàng soái người cũng biết ta là bị bất đắc dĩ ta không nhân cơ hội này khiến hắn yếu đi hắn sẽ muốn giết chết ta nếu gặp lại bàng soái trên chiến trường kính xin bàng soái hạ thủ lưu tình Bàng Soái, có vài câu không nên nói tâm ý của bệ hạ người cũng biết, sao không thừa loạn mà tính toán trước? Ta nguyện ý toàn lực phối hợp." Bàng Quán bị một câu này của hắn khiến cho tim đập thình thịch, vào lúc này Hạo Đức Phương khó có thể lấy ra mấy đội quân đủ lực chống đỡ, đúng là cơ hội để ra tay. Sau khi hai người kết thúc liên hệ, Bàng Quán do dự bất định. Quảng Thiên Vương phủ, trong đại điện Trung Su chỉ huy, Quảng Lệnh công ngồi ở trong một gian phòng, trầm mặc không nói. Động Tĩnh ở U Minh đương nhiên hắn cũng nhận được tin tức, sau khi cân nhắc Quảng lệnh công khẽ lắc đầu. Lần này Hạo Đức Phương gặp rắc rối rồi, bản vương đã nói mấy chục triệu nhân mã kia sẽ trở thành mầm họa, nào ngờ lại đúng. Câu Việt cũng khẽ lắc đầu, trong lòng biết Ngưu Hữu Đức không đánh thắng nổi Nam Quân, then chốt là chọn thời gian ra tay tốt. Hạo Đức Phương lo lắng, Nam Quân dưới tâm thái của người ta, ý đồ của thanh chủ, chỉ e vào lúc này Hạo Đức Phương muốn mấy vị thiên vương khác chống đỡ, vừa mở miệng mọi người sẽ yêu cầu Hạo Đức Phương nhượng bộ ở vấn đề bất hủ mộc. Nhưng đối với Hạo Đức Phương mà nói, tầm quan trọng của ngư hữu đức căn bản không sánh được với bất hủ mộc quảng lệnh công nghiêng đầu hỏi thời cơ tốt như vậy chuyện bất hủ mộc không phải là do tên kia làm ra để thoát thân chứ câu việt trầm ngâm nói chuyện này thì khó nói có khả năng này có điều độ khả thi không lớn trừ phi hắn thực sự có bất hủ mộc nếu không tra ra là giả chỉ việc lừa nhiều người như vậy ngay cả thanh chủ cũng lừa hậu quả hắn không gánh vác nổi nếu như trong tay hắn có bất hủ mộc thì cam lòng để lộ ra sao nếu như có thể đợi đến khi xác nhận bất hủ mộc là thật hay giả thì tốt rồi. nếu như không phải bất hủ mộc, vậy lập tức thu thập tên kia. quảng lệnh công hử lạnh một tiếng, trong lòng hắn cũng biết rõ ngưu hữu đức nhân cơ hội này ra tay, làm sao chờ mọi người xác nhận bất hủ mộc là thật hay giả để tìm chết chứ? khấu thiên vương phụ đỉnh trong rừng nghe đường hạc nhiên bẩm báo xong, khấu tranh kinh ngạc nói, tên này muốn chết sao? hắn thực dám tấn công? năm ngón tay của khấu lăng hư gõ nhẹ lên mặt bàn, híp mắt nói. Ngưu Hữu Đức không phải người ngu, nếu đánh thật cuối cùng hắn không thu được chỗ tốt gì, ngược lại còn tổn thất nặng nề. Ta thấy hắn đang nhân cơ hội áp chế Hạo Đức Phương, xem Hạo Đức Phương có thể cho hắn chỗ tốt gì, nói chung vào lúc này Hạo Đức Phương không muốn đánh. Nếu Ngưu Hữu Đức bị ngớ ngẩn mà đối cứng, vậy Hạo Đức Phương phiền to rồi. Còn nữa, không biết hành động lần này của Ngưu Hữu Đức có phải do thanh chủ xui khiến sau lưng không, nếu thật là vậy thì phiền to thật rồi. Khấu tranh chép miệng, kỳ thực cũng dễ giải quyết mọi người đừng cướp bất hủ mộc gì nữa trước tiên liên thủ diệt đại quân u minh không phải là xong sao lời này vừa ra đường hạc nhiên lập tức liếc hắn một cái thầm nghĩ không xong quả nhiên khấu lăng hư co mày lại liếc xéo lạnh lùng nói xem ra ngươi hy vọng bất hủ mộc rơi vào trong tay thanh chủ không hy vọng phụ thân ngươi trường sinh bất tử đi sợ lão bất tử ta không giao vương vị cho ngươi sao ngươi yên tâm nếu thật sự chiếm được bất hủ mộc bản vương có thể ẩn cư phía sau ý hắn là ta sẽ không chặn đường của ngươi. Khấu tranh lập tức cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng người, quỳ xuống tại chỗ giải thích. Phụ vương thứ tội, nhi tử không có ý đó. Tranh cướp bất hủ mộc tiến vào thời điểm gây cấn tột độ, tiêu điểm tập trung trên người ba sư tỷ muội thường hồng mai, mấy phe thế lực gần như dùng đủ loại minh đao minh thương, đánh nhau náo nhiệt nhưng đều không xé rách lớp vải che cuối cùng, nên đánh thì đánh, nên cướp thì cướp, không ai hỏi tội ai. Đại quân U Minh tập kết quy mô lớn, tướng lĩnh lấy miêu nghị cầm đầu đang vây quanh tinh đổ định ra kế hoạch tấn công nam quân tiếp giáp u minh cũng đã tập kết nhân mã chuẩn bị phòng ngự đệ nhất tâm phúc bên người hạo đức phương tô vận dùng vận tốc nhanh nhất chạy tới u minh nàng tự thân xuất mã mục đích đương nhiên là vì giải quyết phiền phức cho hạo đức phương hạo đức phương lo lắng cho an toàn của nàng không dám để nàng tới nhưng nàng vẫn kiên trì tới đây vì để lộ thành ý chỉ dẫn theo hai tên hộ vệ trải qua tầng tầng lục soát cân mật mới tiến vào trong u minh bên ngoài phủ tổng đốc u minh tô vận từ trên trời giáng xuống nhìn thấy thanh nguyệt nghinh tiếp ân oán tình cừu giữa hai người khiến trên mặt cả hai đều hiện vẻ phức tạp thanh nguyệt đã nhiều năm chúng ta không gặp tô vận đè ép thù diệt môn trong lòng cười nói nhờ tô quản gia ban tặng chúng ta lại gặp mặt ở đây vẻ mặt thanh nguyệt không dễ chịu xoay người đưa tay nói tổng đốc đại nhân ở trong chờ xin mời tô vận cũng không để ý tới cười tùy ý đi vào trước đây khi vệ xu và câu việt tới Miêu Nghị đều phải đích thân ra nghênh tiếp, lần này hiển nhiên là không cần. Miêu Nghị đứng trên bậc thang bên ngoài chính điện, thân mang giáp nặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Vận đi tới, đánh giá nữ nhân mặc nam trang này, thầm nghĩ quả nhiên sắc đẹp bất phàm, khó trách lại được Hạo Đức Phương ưu ái. Tô Vận đứng dưới bậc thang không lên, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm quanh Miêu Nghị, chỉ thấy chiến tướng như mây, giáp đỏ một vùng, trong lòng buông tiếng thở dài, quả nhiên là thế lớn. Nếu không phải vậy, há có thể khiến nàng tự mình tới? có điều tô vẫn không đi lên, nhìn lên cười nói. Ngư tổng đốc ở trên cao nhìn xuống, bày dáng vẻ này, là muốn hạ mã uy ta sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không sợ thì không ngại đi cùng nhau. Dứt lời dơ tay để hai tên tùy tùng phía sau dừng lại, chính mình chậm rãi bước trên quảng trường. Đám người văn trạch một bên có phần khẩn trương, lo lắng miêu nghị phụng bồi. Cần biết tô vận là cao thủ cảnh giới hiển thánh, một khi bắt được miêu nghị làm con tin thì phiền to miêu nghị cũng không phải là hạng nam nhân bị phép khích tướng của nàng làm ảnh hưởng lạnh lùng nói đi dạo với tô mỹ nhân là chuyên trúc của hạo thiên vương bản đốc không có phúc này vừa nghe lời chào phúng này tên thủ hạ đi theo tô vận lập tức chỉ tay lên quát lớn mật miêu nghị mở miệng phun ra hai chữ bắt lấy trái phải lập tức có lượng lớn người lao ra vây quanh cả tô vận tùy tùng của tô vận muốn lấy ra vũ khí phản kháng nhưng tô vận lại phất tay ngăn lại tùy ý để lính của miêu nghị vây quanh nàng hiểu rất rõ giờ đã tiến vào hang hổ, nếu miêu nghị muốn gây bất lợi cho họ, muốn giết ba người cũng chỉ cần một câu nói, phản kháng cũng vô dụng. Lúc này miêu nghị khoan thai xuống thang, không nhìn hai tên tùy tùng bị bắt giữ, đi tới trước mặt tô vận vung tay lên, đám người vây quanh tô vận lui ra. Miêu nghị đưa tay nói, nếu tô quản gia muốn đi dạo, bản đốc đương nhiên phải phụng bồi. Tô vận kéo quần áo bị rối loạn, diễu cợt nói, người đời nói tổng đốc đại nhân gan to bằng trời, hôm nay gặp cũng chỉ như vậy lông mày miêu nghị nhướng lên. Gan to cũng không có nghĩa là làm ra những chuyện ngu xuẩn. Tô Vận cười nói. Tổng đốc đại nhân đang kiếm cớ cho mình sao? Miêu nghị cười sâu sắc. Chào phúng ta. Được, muốn biết ta gan to hay gan nhỏ rất dễ. Nếu như người gan to, nói lại những lời vừa rồi một lần nữa. Tô Vận mỉm cười nhìn hắn, hiểu ý trong lời miêu nghị. Nàng dám nói lại một lần nữa, hắn hoặc giết nàng, hoặc không không đàm luận, hoặc là... Ánh mắt miêu nghị không có ý tốt rơi vào ngực nàng, khiến nàng cảm thấy căng thẳng trong lòng. "Xin mời tổng đốc đại nhân." Tô Vận xoay người đưa tay mời, đè xuống khí thế áp người mới có lợi cho bầu không khí đàm phán, dù sao lần này tới đây không phải là để xả giận. Miêu Nghị chắp tay đi bên cạnh, hai người sóng vai đi cùng nhau, dưới ánh mắt mọi người chậm rãi dạo bước trên quảng trường, hai tên thủ hạ của Tô Vận vẫn bị kẹp giữ. Chỗ nhỏ một chút, hoàn cảnh cũng không tồi. Tô Vận nhìn xung quanh vài lần, thấy Miêu Nghị không lên tiếng, trực tiếp đi vào đề tài chính. Nghe nói Tổng đốc Đại Nhân muốn tấn công Nam quân. Ai ngờ miêu nghị trực tiếp nói. Không thể nào, đều là lời đồn. Tô Vận nghiêng đầu nhìn hắn, nói như vậy, căn bản không thể nói tiếp. Cũng ngày càng khiến nàng cảm thấy nặng nề trong lòng, lo lắng miêu nghị không đánh không được. Ngược lại không phải hạo đức phương sợ chút nhân mã của miêu nghị, lo lắng chân chính là thanh chủ ở phía sau làm loạn. Tự mình nàng tới đây là muốn thăm dò tình thế, cho nên nàng không thể để câu chuyện hướng về phía nay. Ngưu tổng đốc ra lệnh tấn công với các tướng ta đã biết rồi miêu nghị lại thuận miệng thừa nhận đánh thì sao không đánh thì sao tô vận đánh không có bất kỳ chỗ nào tốt với ngươi miêu nghị dù sao cũng tốt hơn là đợi các ngươi đánh tới tô vận ngưu tổng đốc mới nghe được lời đồn thôi miêu nghị có một số việc mọi người đều hiểu rõ trong lòng nếu tô quản ra tới đây chỉ để làm bộ làm tịch như vậy thế thì không cần nói nữa tô vận cười khẽ một tiếng kỳ thực ngưu tổng đốc cũng không muốn đánh chỉ muốn thừa dịp cháy nhà mà hôi của có phải hay không miêu nghị. Sao ngươi biết? Tô vận. Nếu như thực sự muốn đánh, ngươi sẽ không gặp mặt đàm phán với ta. Miêu nghị. Không phải là muốn đàm phán với ngươi, mà là muốn gặp ngươi, đổi thành người khác tới ta sẽ không gặp. Tô vận nghi hoặc. Muốn gặp ta. Miêu nghị. Nghe nói tô quản gia mỹ mạo vô song, khiến hạo thiên vương khuynh đảo. Cơ hội có thể tiếp xúc gần với mỹ nhân như vậy sao ta có thể bỏ qua. Sắc mặt tô vận chuyển lạnh, không thích đuổi như vậy, cười lạnh nói. Đùa kiểu này với lão thái bà ta, Ngưu tổng đốc cảm thấy thú vị sao?" Miêu Nghị nhìn từ trên xuống dưới nàng một cái, không có già chút nào, bảo dưỡng vẫn rất tốt. Ánh mắt Tô Vận bình tĩnh nhìn về phía trước. "Ngưu tổng đốc, mọi người đừng vòng vo muốn chỗ tốt gì nói thẳng ra đi." "Miêu Nghị, muốn ta không xuất binh quấy rối sao?" Tô Vận không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận. "Miêu Nghị, dễ bàn. Chỉ cần Hạo Thiên Vương đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ không xuất binh." Tô Vận khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là vậy, trả lời. Nói, "Miêu Nghị, chỉ một điều kiện, ngươi lưu lại." Tô Vận giễu cợt, "Sợ sau này Hạo Thiên Vương sẽ tìm ngươi tính sổ, muốn giữ ta lại làm con tin." Miêu Nghị, "Sai rồi, làm thiếp, chỉ cần Hạo Thiên tặng ngươi cho ta làm tiểu thiếp, ta sẽ không xuất binh quấy rối." Tô Vận dừng bước chân, lạnh lùng nói, "Ngưu tổng đốc, nghĩ lại mục đích tới đây, cuối cùng vẫn nhịn lại không nổi giận. Điều kiện này không được, đổi lại Thiên Nhai cảnh nội Nam Quân, người của ta không thể động, ta muốn có quyền khống chế cảnh nội Thiên Nhai Nam Quân, đương nhiên ta sẽ không động vào lợi ích của vương gia ở Thiên Nhai. Một tinh cầu bên ngoài lối ra U Minh không tệ, tặng cho ta. Hạo Thiên đảm bảo sau này không được dùng binh với U Minh chỉ địa, đồng thời bảo đảm không cho nhân mã người khác quá cảnh dụng binh với U Minh chỉ địa. Đây không phải một điều kiện mà là mấy điều kiện. Vậy ngươi ở lại làm thiếp cho ta là được, đối với ta mà nói, một điều kiện này vượt xa mấy điều kiện kia chỉ là không biết trong lòng vương gia tô quản gia có đáng giá này hay không tô vận xem như hiểu rõ tên khốn này ngoài miệng chiếm tiện nghi của mình thuần túy là cớ hắn coi trọng mình mới là lạ mấy điều kiện phía sau mới là thứ hắn muốn điều kiện đã đề ra tảng đá trong lòng tô vận được đặt xuống chỉ cần không phải đánh thật là được có điều những chuyện này không phải tô vận làm chủ được nàng liên hệ hạo đức phương tại chỗ xin chỉ thị miêu nghị cũng không muốn gây chuyện hạo đức phương cũng không muốn gây chuyện vào lúc này vì lẽ đó hai bên cũng không có kè mặc cả gì cấp tốc quyết định còn bản thân tô vận miêu nghị tạm thời không thể thả muốn giữ lại làm con tin nhất định phải chờ khi phía bên hạo đức phương công khai với toàn thiên hạ phía bên hắn mới có thể thả người bằng không lời nói xung tuyệt đối không được tin dù sao sau này miêu nghị không có năng lực ngăn cản được đối phương có tô vận làm con tin phía miêu nghị trước tiên chính thức thông cáo thiên nhai với thiên hạ chỉ trích nói đại quân u minh muốn tấn công nam quân đều là lời đồn Miêu Nghị vừa thanh minh xong, phía bên Hạo Đức Phương cũng thông qua Thiên Nhai nói rõ Nam Quân muốn tấn công Đại Quân U Minh cũng chỉ là tin đồn, mọi người đều lệ thuộc vào Thiên Đình, là nhân mã của Thiên Đình, lại là hàng xóm của nhau, quan hệ luôn hòa thuận hữu hảo, sẽ không tấn công, cũng không cho phép những thế lực khác mượn đường cảnh nội ngươi tấn công U Minh chỉ địa, vì đánh tan lời đồn, Nam Quân chống đỡ phủ tổng đốc U Minh quyền khống chế Thiên Nhai, đồng thời nhường ra quyền quản lý một tinh cầu song phương đều không muốn kéo dài, tốc độ cùng động tác đều rất nhanh. Sự tình cấp tốc quyết định, Hạo Đức Phương ổn định phía sau, thở vào nhẹ nhõm. Mà Miêu Nghị đương nhiên cũng không cần giữ Tô Vận lại thoải mái thả Tô Vận trở về. Đến lúc này uy hiếp, mà U Minh Chi Địa phải đối mặt mới xem như chính thức giải trừ. Còn những lời công bố vừa rồi có thể duy trì bao lâu thì đó là chuyện sau này, chí ít bên trong một khoảng thời gian sắp tới khẳng định hữu hiệu. Vào giờ khắc này các tướng phủ tổng đốc U Minh mới hiểu rõ dụng ý đại nhân triệu tập, nhân mã tỏ vẻ muốn tấn công Nam quân, hóa ra là muốn lấy công làm thủ, đang bảo vệ U Minh Chi Địa, giữ gìn lợi ích của U Minh Chi Địa. Trên dưới nhân mã tránh thoát một kiếp đè ép sự bất mãn trong bóng tối, tín nhiệm thêm vài phần với mệnh lệnh của Miêu Nghị, đặc biệt là Văn Trạch, tảng đá lớn trong lòng đã được đặt xuống. Ly Cung, thanh chủ hừ lạnh một tiếng. Vị ngư tổng đốc của chúng ta thật biết nhân cơ hội kiếm lợi. Quảng Thiên Vương phủ, Quảng Lệnh Công ngồi tĩnh tạo trong phòng mặt trầm như nước, phát hiện mình dằn vặt hồi lâu vẫn để ngưu hữu đức tránh thoát một kiếp điều này khiến hắn cảm thấy giận dữ có điều hiện giờ cũng không phải thời điểm tính toán chuyện này cũng không có tinh lực tinh lực tạm thời đều đặt trên bất hủ mộc khấu lăng hư chắp tay đứng trong đỉnh nghe tin khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng người này có thể đi tới ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên tranh cướp nhằm vào ba tỷ muội thường hồng mai trong tinh không vẫn đang tiếp tục quân cận vệ gấp rút tiếp viện liên tục chạy tới hơn triệu quân cận vệ một đường sung phong thế lực khắp nơi tập trung tới có mặc chiến giáp thiên đình chế tạo, cũng có mặc không phải chiến giáp chế tạo, thường phục cũng có. Nhân mã tới ngày càng nhiều, tranh cướp không chỉ không yếu bớt, chém giết ngày càng thêm kịch liệt. Một nhánh nhân mã mặc thường phục hơn, vạn người không biết thuộc thế lực nào hung hãn không sợ chết sông, vào chiến trận quân cận vệ, thực lực không kém. Khi hai bên giao chiến, một tên tướng lĩnh quân cận vệ trong hỗn loạn bắn ra một chiếc nhẫn chứa đồ, một tên tu sĩ mặc thường phục đối chiến thuận thế vắt tay nhận lấy. Rất nhanh đội nhân mã mặc thường phục này không chịu nổi thế tấn công của quân cận vệ, bị quân cận vệ ép lui. Quân cận vệ tiếp tục đón đỡ các phe nhân mã điên cuồng xông tới, nhân mã thường phục phần lớn tiếp tục truy kích, một vài người bị thương từ bỏ truy đuổi, nhìn theo nhân mã các phe đuổi theo phía sau quân cận vệ, tên hán tử mặc thường phục âm thầm nhận lấy nhẫn, chứa đồ dáng vẻ bị thương kia đứng dậy, nhìn thi thể lơ lửng giữa tinh không, quay đầu truyền âm một tiếng. Đi! Mấy người quan sát bốn phía, nhanh chóng trốn vào trong tinh không sâu xa. Một ngày sau, dưới mái hiên Ly cung, thanh chủ chắp tay nhắm mắt không nói, Vũ Khúc thu tinh linh lại, chắp tay nói: "Bệ hạ, người đã mang tới bên ngoài cung." Hai mắt thanh chủ mở ra, lộ ý cười. "Dẫn vào." Rất nhanh ba người thường hồng mai xuất hiện trong tầm mắt mấy người. Phá Quân thở dài nhỏ tới mức không nghe thấy, vì thuận lợi dẫn mấy người này tới, quân cận vệ vì che giấu cho mấy người này an toàn trở về, hiện giờ vẫn đang một đường chém giết liều mạng, đến giờ vẫn còn tiếp tục hy sinh không biết bao nhiêu người vì một người trường sinh cần hy sinh tính mạng vô số người hoàn cảnh xung quanh rất ưu mỹ giống như tiên cảnh có thể nhìn thấy bàn long có thể nhìn thấy phi phượng còn có thể tùy ý nhìn thấy thiên binh thiên tướng cao thủ hiển thánh cũng dễ dàng gặp được ba tỷ muội kinh hoàng nhìn bốn phía không biết mình bị mang tới nơi nào nhìn thấy người đứng trên bậc thang mỗi người khí thế phi phàm sau khi đi tới bậc thang dưới đình một tướng chắp tay nói bệ hạ người đã mang tới bệ hạ ba tỷ muội giật nảy mình nhìn một nam nhân trang phục hoa lệ trước mắt không biết chính mình có nghe lầm hay không thiên hạ này người có thể được gọi là bệ hạ chỉ e có mình thiên đế lẽ nào người trước mắt là thiên đế suy nghĩ tới hoàn cảnh nơi này du long và phi phượng ba tỷ muội ngày càng kinh hoàng lẽ nào đây là thiên cung trong truyền thuyết thượng quan thanh đã quát lên lớn mật nhìn thấy thiên đế bệ hạ còn không bái kiến trong đầu ba tỷ muội ù ù trợn to mắt nhìn thanh chủ trên bậc thang đúng là thiên đế ba người theo bản năng sợ hãi tái mặt mày vội vã quỳ xuống đất run run nói bệ hạ cả ba không dám ngẩng đầu thanh chủ phất tay ra hiệu cho tướng lĩnh áp người tới lui xuống tâm tình của hắn dường như không tệ nhìn ra ba tỷ muội căng thẳng từng bước đi xuống bậc thang đi tới trước mặt ba nữ mỉm cười nói không cần sợ hãi đứng lên đi mấy người thượng quan thanh trên bậc thang cũng xuống theo ba tỷ muội run run đứng dậy không dám ngẩng đầu nhìn thẳng thanh chủ hỏi các ngươi tên gì thường hồng ma trác tương liên đoạn ái nhi ba nữ người run cầm cập âm thanh cũng đang run rẩy thanh chủ từ từ nói nghe nói các ngươi có một nhánh bất hủ mộc làm châm gài tóc đồng ý hiến cho trẫm nhìn qua sao trác tương liên lập tức lấy ra châm gài tóc hai tay run run dâng lên đám người thanh chủ ánh mắt tập trung vào cây châm cài tóc trong trắng có đỏ kia một mùi thơm tản ra thoang thoảng như không có gần như không ngửi thấy được nhưng lại không thể bỏ qua từng tia từng tia thấm vào trong phế phủ Thanh chủ nhận lấy từ trong tay Trác Tương Liên, quan sát một hồi, xác thực là được làm từ một cành cây, gần như duy trì dáng vẻ nguyên bản của cành cây, chỉ dùng dao để tân trang một chút. Thanh chủ đặt trước mũi người một cái, nhắm mắt cảm thụ mùi hương kỳ lạ thoải mái vô cùng kia, chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra ánh mắt mong chờ nhìn Trác Tương Liên nói: "Không cần căng thẳng, Trầm cũng không có ác ý." Ngẩng đầu lên, ba người dè dặt ngẩng đầu lên, khi ánh mắt nhìn vào mặt Thanh chủ, lại vội vã cúi đầu không phải đang căng thẳng, mà là đang sợ hãi. Ba người có nằm mơ, cũng không ngờ tới đời này có cơ hội đi tới Thiên cung trong truyền thuyết, có cơ hội nhìn thấy Thiên đế trong truyền thuyết, biết đối phương là một nhân vật vô cùng khủng bố, không biết nên làm gì để đối mặt. Thấy vậy, Thanh chủ cũng không miễn cưỡng, cầm cây châm trong tay, để mấy người thượng quan thanh quan sát cùng, mấy người nhận lấy thay phiên quan sát, lại thay phiên đặt trước mũi người một cái. Thanh chủ nhìn Trác Tương Liên hỏi, "Trác Tương Liên, châm hỏi ngươi đây là do bất hủ mộc chế thành?" Trác Tương Liên không biết trả lời như nào, bị dọa sắp phát khóc, run rẩy nói. Tiểu nữ cũng không biết làm từ gì. Không biết. Thanh chủ nghiêm nghị, hỏi. Bịch. Trác Tương Liên sợ hãi quỷ xuống, hai chân thường hồng mai và đoạn ái nhi nhũn ra, cũng liên tiếp quỷ xuống. Thanh chủ không biết nói gì, nhìn thấy ba nàng quỷ có lẽ thấy thoải mái hơn, cũng không muốn để ba nàng đứng dậy nữa, hỏi. Vậy vì sao có người nói đây là bất hủ mộc? Trác Tương Liên lắc đầu, lần này bật khóc, nức nở nói, tiểu nữ không biết, thật sự không biết. Thanh chủ hỏi, cây châm cái tóc này đến từ đâu cũng không biết sao. Trác tương liên, là lễ vật sư huynh tặng cho ta. Thanh chủ, sư huynh ngươi chiếm được từ đâu? Trác tương liên khóc lóc lắc đầu. Tiểu nữ không biết, hỏi gì cũng không biết, sắc mặt thanh chủ có chút khó coi. Xoay người rời đi vài bước, đồng thời nhìn về phía cao quan, nghiêng đầu ra hiệu. Ra hiệu cho cao quan tới thẩm vân, dù sao cao quan cũng am hiểu chuyện này hơn. Cao quan lấy giả tinh linh không biết liên hệ với ai một hồi, rất nhanh có vài người thuộc giám sát hữu bộ tới, dẫn thường hồng mai và đoạn ái nhi đi, chia ra để thẩm vấn. Trác tương liên quỷ gối nhìn sư tỷ và sư muội bị dẫn đi, càng thêm hoảng sợ. Ba người hoàn toàn là những con cừu non chờ bị làm thịt, thậm chí còn không bằng cừu non, ngay cả việc lên tiếng hàm oan hay xin tha cũng không dám nói, tùy ý để bối phương bài bố. Cao quan đi tới trước mặt Trác tương liên, từ trên cao nhìn xuống nói, ta chính là thiên đình giám sát hữu sứ cao quan. Hai tên nhân viên giám sát hữu sứ ở bên lấy ra một tờ giấy ngọc, để ghi chép nội dung thẩm vấn. Phán quan mặt lạnh trong truyền thuyết. Trong đầu trác tương liên xẹt qua vài chữ run rẩy, lập tức dập đầu xuống đất. Đại nhân, cao quan, bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi gì ngươi đáp lấy, không được ẩn giấu chút gì. Trác tương liên, vâng, cao quan, tên ngươi là gì là đệ tử môn phái nào, Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu nữ tên Trác Tương Liên, là đệ tử thiên cốc môn. Châm cái tóc này ngươi nhận được khi nào? Ngày hôm qua? Không, đại khái là ngày hôm trước. Đám người thanh chủ nhìn nhau, nữ nhân này không nói dối. Vậy cây châm cái tóc này nàng mới đạt được không bao lâu? Là tự ngươi làm hay là ngươi mua? Đều không phải, là sư huynh của ta tặng. Sư huynh ngươi tên gì? Tống Đạt, vì sao Tống Đạt đưa cây châm cài tóc này cho ngươi? Sư huynh và ta là cặp tình lữ sư phụ tác hợp, thỉnh thoảng sư huynh sẽ tặng ta chút quà. Sư huynh ngươi có nói cây châm cài tóc này từ đâu tới không? Sư huynh đi ra ngoài rèn luyện, nói suýt chút nữa lạc đường trong một tinh vực không biết, trong lúc vô tình nhìn thấy một cây kỳ lạ, bẻ đi một cành tạo thành cây châm cài tóc này tặng ta, hắn không nói tới từ đâu. Hai người một hỏi một đáp, từ khi bắt đầu đạt được châm gài tóc tới thiên nhai, đến khi bị người nói thành bất hủ mộc, rời khỏi thiên nhai, sau đó bị người bắt lấy quá trình và tình hình được kể lại đầy đủ sau khi hỏi hết vấn đề một lần cao quan lại đột nhiên hỏi từ đầu người tên là gì là đệ tử môn phái nào trải qua một thời gian thẩm vấn trác tương liên tâm tình dần ổn định không kìm được ngẩng đầu lên nhìn nàng có chút nghi hoặc vấn đề này không phải đã hỏi rồi sao chỉ có điều khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của cao quan toàn thân run rẩy lại thành thật trả lời sau khi trả lời tất cả vấn đề một lần nhân viên giám sát hữu bộ đi tới giao hai tờ giấy ngọc ghi chép nội dung cho cao quan. Cao quan so sánh hai lần tra xét, phát hiện hai lần trả lời của Trác Cương Liên dù câu chữ có chút khác nhau, nhưng nội dung đều nhất trí. Không bao lâu sau, mấy người dẫn thường Hồng Mai và đoạn ái nhi đi chia ra thẩm vấn trở về, đưa bản ghi chép nội dung thẩm vấn. Cao quan kiểm tra cẩn thận một hồi, sau đó xoay người nói với thanh chủ. Bệ hạ, nội dung ba người kể đại khái giống nhau, không có gì khác thường, tình hình cụ thể cần phải dẫn về giám sát hữu bộ chậm rãi thẩm vấn. Thanh chủ khẽ gật đầu, cao quan quay đầu ra hiệu với thủ hạ, dẫn về trong bộ thẩm vấn cẩn thận. Vâng, thủ hạ tuân lệnh, mang cả trác tương liên đi. Châm gài tóc trở lại trong tay thanh chủ. Thanh chủ đặt trước mũi ngửi. Cao quan, ngươi cảm thấy các nàng có ẩn giấu chuyện gì không? Cao quan lắc đầu. Bước đầu xem ra không có vấn đề gì, theo kinh nghiệm của thần thì không giống như đang nói dối. Từ thẩm vấn tình hình những môn phái khác quanh tinh cầu thiên cốc môn xem ra, những người quen ba nàng đều nói ba người này ở thiên cốc môn đều rất trong sạch, Đơn thuần, không trải qua chuyện gì phức tạp. Nếu như đều đang nói dối vậy ba người này đều không đơn giản, nếu không phải đang nói dối vậy cũng chỉ biết như vậy. Nói chung mặc kệ có phải nói dối hay không, muốn xác định được nhất định phải tìm ra người Thiên Cốc môn, đặc biệt là tên Tống Đạt kia." Thanh chủ gật đầu. Vũ Khúc nói: "Mấu chốt của vấn đề là người Thiên Cốc môn đều đã biến mất, có người đã nhanh chân tới trước, cướp lấy người Thiên Cốc môn." Cao quan, từ báo cáo của Sơn Thần và thổ địa nơi đó, người Thiên Cốc môn gặp kiếp chuyện đã xảy ra sau khi cây châm gài tóc kia bị bại lộ ở thiên nhai nói rõ trước đó những người khác cũng không biết thiên cốc môn có quan hệ với bất hủ mộc sau khi xảy ra sự kiện châm gài tóc mới phát hiện xem ra có người biết được nội tình của ba nàng ở thiên nhai trước chúng ta một bước dành trước một bước tư mã vấn thiên cao mày nói từ tình hình ở thiên nhai xem ra nội tình của ba nàng chúng ta tra được đầu tiên chúng ta cũng là người đầu tiên chạy tới thiên cốc môn cho dù tin tức bị lộ ra gần nghìn người thiên cốc môn cũng không tập trung cùng nhau, không bị bắt toàn bộ nhanh như vậy chứ. Cao quan lạnh nhạt nói, tin tức chưa hẳn là bên trong lộ ra, có thể có người tra được trước chúng ta. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, phá quân hỏi, nói thử xem. Đối với việc trả án, mọi người vẫn tương đối tin tưởng phán đoán của cao quan, điểm này phá quân cũng không thể phủ nhận, tuy rằng hắn thường mắng cao quan là gian thần. Cao quan, đạo lý rất đơn giản, từ trong miệng cửa hàng kia tra được lai lịch ba nàng, Thiên Cốc môn cách Thiên Nhai phi hoa tinh không xa, ba nữ thường xuyên đi tới Thiên Nhai, những người khác biết về ba nàng cũng không kỳ quái, hoàn toàn có thể tra được lai lịch ba nàng trước chúng ta rồi ra tay trước. Có điều có thể nhanh chóng tổ chức nhân thủ cướp đi hơn, ngàn người Thiên Cốc môn tuyệt không đơn giản, không phải là người bình thường có thể làm nổi. Vũ Khúc chạy tới hiện trường Thiên Cốc môn không thấy người hạ hầu ra, ta nghi là người hạ hầu ra làm. Cao quan, không có mặt ở hiện trường chưa hẳn là đã do họ làm ra. Trước giờ Hạ Hầu gia không thích biểu lộ thế lực, người dám cam đoan trong những người ở hiện trường không có người của Hạ Hầu gia, chỉ có thể nói có thể là Hạ Hầu gia. Hạo Đức Phương cũng có thể, luận sự quen thuộc với cảnh nội Nam Quân. Hạ Hầu gia chưa chắc hơn được Hạo Đức Phương, khả năng bắt lấy tình hình của ba cô gái này rất lớn. Có điều hai người đều có khả năng, hoặc là nói mọi người đều có khả năng, dưới tình hình không có manh mối đều không thể loại trừ, đều có khả năng giả dạng che giấu tai mắt người đời. Mọi người im lặng, đúng là như vậy. Hạo Đức Phương ở cảnh nội Nam quân nhiều năm, khắp nơi là người của Hạo Đức Phương, nắm giữ thông tin ra tay trước cũng không có gì lạ. Nhân mã Hạo Đức Phương chạy tới chạy lui nói không chừng chính là vì che giấu chân tướng. Cao quan nhìn vào vật trên tay thanh chủ, châm gài tóc đã đạt tới tay, hiện giờ cần phải xác nhận đây có phải là bất hủ mộc hay không, hết thảy đều cần xây dựng trên cơ thể hàng thật, vạn nhất là giả. Vậy thì phí công. Thanh chủ đặt châm gài tóc trước mũi người một cái, nói: thượng quan người tới tinh thần điện tảng thư các mang kỳ chân cổ quyển tới hắn cũng không có tư tảng với mọi người mà nói rõ muốn xác thực trước mặt mọi người vâng thượng quan thanh đáp lại cấp tốc rời đi ước chừng chưa tới nửa canh giờ thượng quan thanh một lần nữa bay vệ hạ xuống trước mặt mọi người lấy ra một quyển sách cực dày dâng lên được thanh chủ ra hiệu thượng quan thanh tìm kiếm trước mặt mọi người mấy người cũng vây quanh quan sát chỉ thấy trang giấy thượng quan thanh lật xem có chút dày dường như còn có thể co giãn màu trắng xanh dường như làm bằng da loài động vật nào đó bệ hạ tìm được rồi không bao lâu sau thượng quan thanh hô lên đưa tới trước mặt thanh chủ chỉ thấy trên mặt giấy trắng xanh vẽ một cây đại thụ đón gió tuyết đồ án bên trên giấy đều là những đường nét màu đen không phân biệt được màu sắc nhưng miêu tả rất kỳ càng so sánh với cây châm gài tóc trên tay thanh chủ tuy không biết dáng dấp cây cối nguyên bản của cây châm gài tóc nhưng dựa vào lá cây trên châm gài tóc vừa đối chiếu lập tức phát hiện giống như đúc lá cây hình hai trái tim trồng lên nhau rất dễ phân biệt trong lòng mọi người khẽ giật nhìn nhau lại nhìn hình vẽ trong sách hình dung ra cây thực tế thanh chủ đột nhiên lấy ra một thanh thủy thủ dùng sức chém một cái châm gài tóc không đứt gãy rất cứng cỏi vết cắt lại bắt đầu tự liền lại sau đó mấy người lắc mình ra khỏi ly cung ra bên ngoài thanh chủ lấy ra lấy ra một khối tinh thạch lửa đốt lên thi pháp khống chế độ lửa đốt cháy châm gài tóc nhiệt độ tinh thạch lửa tuy cao châm gài tóc chịu lửa rất tốt dần dần mới bắt đầu cháy khói dần bốc lên khói vừa xuất hiện mùi thơm thoang thoảng khi trước trở nên nồng nặc càng đốt càng thơm khiến tinh thần người người vô cùng thoải mái trong chốc lát mấy người nhìn bốn phía mặt đất chỉ thấy những động vật côn trùng nhỏ như sâu kiến đua nhau bò ra vội vàng bò tới nơi này chim nhỏ bay ngang qua bị hấp dẫn lại đây bay quanh kêu ríu rít quanh đỉnh đầu mấy người mùi hương tỏa ra chim tước tụ tập trên bầu trời dưới đất thú trùng bò đầy đám thủ vệ bên ngoài ly cung kinh ngạc nhìn về hướng này đám người thượng quan thanh nhìn đông lại nhìn tây thanh chủ thi pháp rừng đốt tay áo vung lên sóng giao động hình cầu lấy hắn làm trung tâm tỏa ra côn trùng dưới đất và chim tước trên trời bị sóng khí vô hình đánh tan nhìn cây châm gài tóc cháy khét trong tay thanh chủ xoay người lại đối mặt với mấy người Cô côi châm gài tóc trong tay trong mắt tinh quang lóng lánh tràn ngập hưng phấn mấy người hiểu rõ ý của hắn đây là thật thật sự là bất hủ mộc trong truyền thuyết thượng quan thanh nâng sách cổ cười nói chúc mừng bệ hạ hoàn toàn phù hợp với đặc thù của bất hủ mộc trong sách cổ hẳn là không sai phá quân nhìn hình vẽ trên sách cổ kỳ quái nói bệ hạ không biết sách cổ này là do người phương nào viết người viết hẳn là đã tìm thấy bất hủ mộc không biết có cầu được trường sinh không thanh chủ lắc đầu trẫm cũng không biết là người phương nào viết phá quân nhìn chằm chằm sách cổ tiếp tục nói theo giải thích trên sách cổ bất hủ mộc còn có tác dụng phụ Uống máu mới có thể trường sinh, một khi ăn nhầm, toàn thân sẽ sơ cứng thành gỗ, bất hủ theo một phương thức khác." Thượng quan Thanh cười nói, "Ai sẽ ngu ngốc mà đi gặm gỗ, phía trên có nói rồi, mở một miệng vết thương trên cây, có máu nhỏ ra, uống đầy một bát lớn là có thể đạt được trường sinh." Thanh chủ mạnh mẽ nói, "Cao quan, tạm thời dừng mọi việc có thể dừng, tập trung sức mạnh làm việc này, thẩm vấn ba người kia cho rõ, phải tra ra Thiên Cốc môn bị ai cướp được đặc biệt là Tống Đạt, phải tìm ra hắn." nhân thủ trong tay mấy người các ngươi cũng phải toàn lực phối hợp. Vâng, mấy người ôm quyền lĩnh lệnh, thanh chủ vung châm gài tóc trong tay lên. Bất hủ mộc không phải chỉ có một bát máu trường sinh, chỉ cần có thể tìm ra bất hủ mộc, châm hứa sẽ cùng các vị cầu trường sinh. Đây xem như là một câu cổ vũ, hết cách rồi, một mình hắn bản lĩnh to lớn hơn nữa, tu vi dù cao đến đâu, thực lực dù mạnh đến đâu cũng vô dụng, dựa vào một mình hắn không làm được việc này. Tạ bệ hạ, mấy người chắp tay cảm ơn. Cao quan đột nhiên nói, bệ hạ, e rằng có phiền phức. Mấy người nhìn theo mắt hắn, chỉ thấy ở cửa biệt viện, trên các dãy núi xung quanh cơ bản đều có người nhìn về phía bên này, hiển nhiên là bị động tĩnh khác thường khi này kinh động, phòng trừng đã thấy. Thanh chủ trầm xuống, vừa nay vì kích động nghiệm chứng sự thật giả của bất hủ mộc, nhất thời không nghĩ tới phương diện che giấu, che giấu hồi lâu cuối cùng lại bị chính mình làm lộ. Không chỉ là hắn, mấy người ở đây khi này đều không bận tâm đến, chỉ than thở cho những người liều mạng chém giết để che giấu. Bệ hạ, huynh đệ phía dưới có thể dừng chém giết che giấu được rồi. Phá quân buông tiếng thở dài. Thiên ông phủ đệ, cấm viên, trong phòng cổ, hạ hầu lệnh ngồi xếp bằng trên giường đột nhiên mở mắt. Có phải là thanh chủ cố ý bày nghi trận hay không? Sao thanh chủ có thể công khai nghiệm chứng bất hủ mộc được? Vệ su lắc đầu. Phía bên cửu gia đã xác nhận ba người phụ nữ kia đã rơi vào tay thanh chủ, đã gặp mặt thanh chủ tại ly cung. Hạ hầu lệnh im lặng, xem ra trong ly cung cũng có người hạ hầu gia. Khấu Thiên Vương phủ, Khấu Lăng Hư bồi hồi trong rừng rừng bước, nghiêng đầu hỏi. Liệu có phải là thanh chủ bày nghi trận không? Đường Hạc Nhiên cười khổ nói. Có phải cố ý bày nghi trận hay không đã không còn quan trọng, quân cận vệ trốn giết kia đã dừng tay, không lục soát ra ba người phụ nữ kia trong tay bọn họ, Phòng trừng đã nhân hỗn loạn mà đưa đi, hiện giờ quân cận vệ đang cảnh cáo yêu cầu chúng ta thả người. Vô dụng giữ lại làm gì? Thả thì thả đi. Khấu lăng hư phất phất tay, lại chắp tay đi tới đi lui nói thiên cốc môn, cha xem người thiên cốc môn ở đâu. Bất hủ mộc chân chính không thể giữ ở trên người, tìm biện pháp nhìn chằm chằm người của thiên cung, bọn họ ắt sẽ đi tìm. Vâng. Đường hạc nghiên đáp. Hạo thiên vương phủ, hạo đức phương trong phòng vỗ bàn đứng dậy. Đáng ghét. Tô vận ở bên khuyên nhủ. Vương gia không cần buồn bực, châm gái tóc và ba người phụ nữ kia chỉ là manh mối, vẫn có cơ hội. Ta không nói chuyện này. Hạo đức phương cắn răng. Tiện nghi cho tên ngưu hữu đức kia rồi, Tô Vận hiểu ý của hắn, hắn không ngờ tới tranh cướp kết thúc nhanh như vậy, không công lại công khai phát ra lời thanh minh kia với toàn thiên hạ như vậy, sớm biết thì nhị một hồi. Ngưu Hữu Đức lấy tấn công để áp chế hắn, khiến hắn rất không cao hứng, nhưng lời phân trần kia vừa mới tung ra, cả thiên hạ đều biết, lập tức trở mặt về tình về lý đều không ổn. Tô Vận an ủi. Vương gia, bị Ngưu Hữu Đức bắt được cơ hội này cũng không có cách nào khác, huống hồ thiên cốc môn bị cướp trong cảnh nội Nam Quân, chỉ e đây vẫn là trọng điểm đấu võ của thế lực khắp nơi. Sự tình chỉ cần chưa kết thúc, tinh lực của mọi người đều dồn vào đây, tạm thời e rằng không ai muốn mọi chuyện ngày càng thêm rắc rối, một mình vương gia tấn công tính ra không tốt. Lại nói, sau này chỉ cần có cớ thì không có cơ hội trừng trị hắn sao. Hiện giờ tìm kiếm bất hủ mộc vẫn nên là lựa chọn hàng đầu của vương gia, phía bên ngư hữu đức tạm thời không cần để ý đến. Hạo đức phương trầm mặc gật gật đầu. Tiểu thế giới, vô lượng thiên, lạc vân phong, tuyết trắng mênh mông, gió lạnh rít gào. Vân Chi Thu, Lâm Bình Bình, Tuyết Nhi, ba người hạ xuống đỉnh núi, thi pháp tìm kiếm trong gió tuyết. Vân Chi Thu trở lại tiểu thế giới vẫn không lập tức chạy tới đây, làm vậy quá lộ liễu, trước tiên tới thiên ngoại thiên thăm Nguyệt Giao một chút. Hiện giờ Nguyệt Giao sống một mình tu luyện ở thiên ngoại thiên, không ở cùng chỗ với Tần Vi Vi. Sau khi tới vô lượng thiên, giao lưu với Tần Vi Vi, sau khi chính thức nghỉ ngơi mới lấy danh nghĩa thăm thú tới Lạc Vân Phong diêm tu ở trên đỉnh núi canh phòng phu nhân là đây sao tuyết nhi đột nhiên hô lên vân chi thu và lâm bình bình đồng thời bay tới chỉ thấy trong đống tuyết xuất hiện một cây cọc gỗ nếu không phải là trên cọc gỗ có từng vết máu đỏ sẫm cọc gỗ trắng như ngọc e rằng sẽ bị tưởng là một khối băng sau khi thi pháp dọn dẹp sạch sẽ tuyết đọng vân chi thu di chuyển xung quanh vài vòng tra xét cẩn thận cọc gỗ bị chém không tận góc cao tới tầm đầu gối có thể thấy năm đó phong bắc trần không hề coi trọng khả năng đây là bất hủ mộc bị lãng quên ở đây cũng không có ai quản. Vân Chi Thu chưa từng thấy bất hủ mộc chân chính, trần trừ nói, hẳn là thứ này đi. Lâm Bình Bình dùng chân khiểu tuyết động, kêu ồ một tiếng, cúi người rút ra trong tuyết một cành cây, trăng muốt như ngọc, có thể nhìn rõ mạch bên trong lá vẫn ở trên. Vân Chi Thu bị xúc động, nói vài câu, ba người bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh lượng lớn cành cây từ trong tuyết được lôi ra, bị đóng băng phía dưới mọi thứ được bảo lưu khá hoàn hảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio năm đó phong bắc trần chặt cây ở đây một cây đại thụ chỉ lấy ra hai cây chảy gỗ đại thể đều để lại nơi này tìm kiếm cẩn thận nếu thật sự là bất hủ mộc vậy đều là thứ tốt chớ để sót vân chi thu nhắc nhở một tiếng ba người bắt đầu tìm kiếm không để lại một mẩu vụn cuối cùng tìm ra một động lớn kiểm tra lại các cành lớn một lần vân chi thu lại kiểm tra cọc gỗ kia phát hiện nó đã chết rồi không có dấu hiệu tái sinh nhổ tận gốc nhìn xem không khỏi thở dài đồn rằng huyết dịch bất hủ mộc không sợ băng lạnh nhiệt độ thấp hơn nữa cũng không đóng băng được sau khi chảy ra đến một thời gian nhất định sẽ tự khô cạn bây giờ xem ra là thật cái cây này khả năng cao là bất hủ mộc thật đáng tiếc sau khi nàng kiểm tra phát hiện bên trong mạch máu trên các cành cây đã không tồn tại huyết dịch có thể khiến người trường sinh bất tử sao lại không đau lòng cho được lâm bình bình cười an ủi phu nhân nếu như đây thực sự là bất hủ mộc không phải nói cành cây đốt hương sông khói cũng có thể khiến người dung nhan vĩnh chú sao như vậy cũng không có gì thiệt dung mạo của nàng xem như lớn tuổi nhất trong ba người chỉ vì từ bé tài nguyên tu luyện không đủ phương diện trì hoãn giải yếu làm không tốt đối với nàng mà nói nếu như có thể bảo trì dung nhan vĩnh chú như hiện giờ đã là đủ không đòi hỏi quá nhiều nàng biết nếu vân chi thu có thể để nàng biết bí mật này ở đây lại có nhiều cành cây bất hủ mộc như vậy lại thêm chồng nàng dương triệu thanh được trọng dụng bên người miêu nghị chỗ tốt này khẳng định có phần của nàng chuyện này cũng đúng vân chi thu vuốt ve khuôn mặt của mình thu lại hết đi, thu không còn lại gì, chờ sau khi xác nhận chúng ta sẽ thử. Nếu thực sự là bất hủ mộc, vậy đủ cho không ít người dụng, những thiếp thất của đại nhân đều có thể được dùng. Hôm nào để Triệu Thanh lại cưới thêm một phòng, cũng được dính thơm lây. Phu nhân, Lâm Bình Bình cười khổ một tiếng, đây không phải là trêu chọc mình sao? Từ lập trường cá nhân thì nàng đương nhiên ước Dương Triệu Thanh không cưới thêm, có điều nếu như Dương Triệu Thanh cưới thêm người khác, nàng cũng không ngăn cản, dù sao trước đây nàng cũng là thân tái giá hơn nữa còn từng sinh con. Sau khi giải quyết xong, Vân Chi Thu lại tới Linh Lung Tông, muốn kiểm tra xem tinh linh loại mới trong lời yêu nhược tiên. Miêu Nghị nghe bẩm báo về tình hình bên này, thấy thần huyết trường sinh bất tử trong truyền thuyết không còn, lập tức không có hứng thú với loại gỗ kia. Cho dù là bất hủ mộc thì sao, một đại nam nhân như hắn không có bất kỳ hứng thú gì với việc thanh xuân vĩnh trú. Còn về tinh linh loại mới của Linh Lung Tông, Miêu Nghị tạm thời không có hứng thú mang tới đại thế giới. Cứ đồ chơi này tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền hơn tiệm tạp hóa chính khí, bằng thực lực trước mắt của hắn tại đại thế giới không gánh nổi lợi ích lớn vậy. Nhân cơ hội phái nhân mã đóng giữ tinh cầu hạo đức phương nhường kia, chỗ đặt chân của chính khí môn xem như đã có. Chính khí môn một lần nữa mở cửa hàng ở thiên nhai cũng xa sút đến hiện giờ thế lực khắp nơi đều không rãnh để bận tâm, chuyện này có thể khởi động lại. Hắn cho rằng người khác không rãnh bận tâm trên thực tế là, mọi người đều nhìn chằm chằm vào, chỉ là không lên tiếng thôi tất cả đều muốn nhìn xem hắn làm như nào thấy hắn thật sự muốn bắt đầu từ con số không lập tức có động tác sau khi nghị sự trong đại điện văn trạch không có tản đi theo mọi người miêu nghị đi xuống bậc thang vừa nhìn là biết có chuyện lập tức hỏi có việc sao văn trạch đi tới đại nhân có chuyện muốn hỏi ngài miêu nghị nhìn toàn thân hắn một lần chuyện gì văn trạch cười khan nói nghe nói chính khí môn muốn mở tiệm tạp hóa mới từ con số không đúng là có chuyện này Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Chuyện này không cần ngươi quản, chính khí môn sẽ tự mình chăm sóc. Miêu Nghị còn tưởng hắn muốn vào việc kinh doanh. Văn Trạch, đại nhân hiểu lầm rồi, ta không có ý này, phía bên Thiên cung có người nhờ ta chào hỏi với ngài. Ai? Nói thẳng đi, ngài cũng biết sau lưng quần anh hội là ai, thượng quan đại tổng quân bảo ta nhắc nhở đại nhân một chút, vốn quần anh hội có 2 phần 10 cổ phần trong tiệm tạp hóa chính khí, hiện giờ đại nhân để chính khí môn bắt đầu từ con số 0 hai phần mười cổ phần phía bên đó bị quên đi ý thượng quan đại tổng quản là đại nhân bắt đầu từ số không hắn không có ý kiến chỉ là không thể để hắn chịu thiệt miêu nghị hiểu ra lại muốn há miệng chờ sung hắn thuận miệng đáp việc này đơn giản ngươi bảo hắn tìm thiên hậu đi chỉ cần thiên hậu lên tiếng ta há dám ngăn cản thiên hậu không đồng ý ta cũng không làm chủ được văn trạch nghe rằng ra giờ khóc giờ cười tới gần hắn nhỏ giọng nói không dối gạt đại nhân ta nghe được chút tin tức gần đây thiên hậu và bệ hạ cãi nhau có phần căng thẳng, tính khí thiên hậu nương nương rất lớn, không ai dám chọc, thượng quan đại tổng quản phòng chừng không tiện mở miệng, bằng không cũng không bỏ ta nói chuyện này. Miêu nghị cao mày lại, không phải ta không nề mặt ngươi, chỉ là ngươi phải hiểu rõ một chuyện rốt cục là ngươi đứng phía bên nào. Hiện giờ ngươi là người phủ tổng đốc U Minh, nhưng lại giúp người ngoài cắt thịt bên này, có phó tổng đốc như ngươi sao? Sau này còn dám cho ngươi cầm quyền sao? Không phải là hắn không cho thượng quan thanh mặt mũi, quần anh hội là cái rắm gì ngay cả quần anh hội đều chia phần vậy những người khác tìm tới thì hắn phải từ chối như nào đâu ra việc cho không nhiều như vậy quá mức thì sau đó đưa cho thượng quan thanh một phần lễ trọng là xong văn trạch bị hắn nói có phần lúng túng giải thích ta không có thứ này phía bên kia để ta chào hỏi giàn xếp trước sau đó phái người khác tới bàn luận việc này trên thực tế thượng quan thanh để hắn toàn quyền quyết định tuy rằng có phái người khác tới nhưng người thượng quan thanh phái tới phòng chừng không làm gì được miêu nghị mà Văn Trạch có thể tới nơi này làm phó tổng đốc là vì Thượng Quan Thanh, ở sau lưng bỏ công sức, bởi vì Thượng Quan Thanh cảm thấy quan hệ giữa Văn Trạch và Thượng Quan Thanh cũng không tệ, bằng không lần này chưa chắc tới lượt Văn Trạch tới đây làm phó tổng đốc, Văn Trạch tới đây có thể nói chính là hậu chiêu Thượng Quan Thanh chuẩn bị trước. Nhưng tình hình bên này hiện giờ mới có lợi cho mọi người phân chia, quyền to bị Miêu Nghị độc chiếm, bị Miêu Nghị nắm chắc trong tay, câu đầu tiên của Miêu Nghị ý bảo Văn Trạch qua một bên hóng mát. Văn Trạch cũng không dám quá đà vừa thấy có chuyện bất ổn lập tức đùn đẩy trách nhiệm miêu nghị hỏi phái ai tới không biết văn trạch lắc đầu hắn thật không biết phái ai tới có điều miêu nghị rất nhanh đã biết ngoại trừ quần anh hội thì còn có thể là ai miêu nghị không muốn gặp bây giờ trong mắt hắn quần anh hội không tính là gì từ lâu hắn đã không phải là miêu nghị có thể bị quần anh hội chèn ép khiến không thể không giao cổ phần trong tay bằng thế lực hiện giờ của hắn quần anh hội muốn làm gì hắn căn bản là không thể nào nhưng mà người đến khá là đặc thù không gặp không được người đến là đại trưởng quỹ quần anh hội hoàng phủ đoan dung không chỉ cần gặp còn phải tự thân nghênh tiếp ngoài phủ tổng đốc không thể mặt sư cũng phải mê mặt phật người ta là mẹ của hoàng phủ quân nhu không nói tới quan hệ với hoàng phủ quân nhu đối phương nhiều lần âm thầm báo tin trong bóng tối sau này còn có chỗ cần nhờ người ta hắn cũng không dám đắc tội vừa gặp mặt nhiêu nghị lập tức chắp tay hoan nghênh vui cười hớn hở cơn gió nào đưa đại trưởng quỹ tới đây vậy hoàng phủ đoan dung dấu thần sắc phức tạp sâu trong đáy mắt khách khí hành lễ nói bái kiến tổng đốc đại nhân không cần đa lễ xin mời Miêu nghị đưa tay ra mời tự mình dẫn vào hoàng phủ đoan dung tiến vào phủ tổng đốc quan sát chung quanh thấy khắp nơi là cao thủ thị vệ lại thêm trọng binh phòng hộ bên ngoài trong lòng âm thầm cảm thán tiểu tử này chân chính trở thành chư hầu một phương nắm giữ quyền lớn đáng tiếc phú quý này nữ nhi của mình không hưởng thụ được đến phòng khách dâng nước trà lên miêu nghị ra hiệu cho những người khác đều lui xuống ngay cả dương triệu thanh cũng không ngoại lệ không phải là hắn không tin dương triệu thanh mà là không tiện dương triệu thanh lui xuống cũng cảm thấy bất ngờ hắn mơ hồ cảm thấy miêu nghị có quan hệ không bình thường với vị đại trưởng quỹ này ngay cả chuyện bất hủ mộc đều không dối mình có gì lại bảo mình lui ra để hắn nói chuyện riêng với vị này không có người ngoài thần thái hoàng phủ đoan dung cũng thay đổi nhíu mày lạnh lùng nhìn miêu nghị miêu nghị có chút lúng túng nâng chén trà lên uống để che giấu Hoàng Phủ Đoan Dung cũng không nói lời nào, cứ chờ như vậy. Miêu Nghị cuối cùng không thể không lên tiếng hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Không hoan nghênh đúng không? Hoàng Phủ Đoan Dung cười lạnh một tiếng. Cũng đúng, toàn bộ thiên nhai trong thiên hạ đều nằm trong tay ngươi. Tổng đốc đại nhân quyền cao chức trọng sao có thể đặt một tiểu thương, như ta trong mắt được, có thể gặp mặt ta đã là cho ta thể diện bằng trời rồi. Miêu Nghị vội ho một tiếng. Quan hệ giữa chúng ta không tồn tại chuyện đó. Hoàng Phủ Đoan Dung cười gần lớn, chúng ta có thể có quan hệ gì người nói xem giữa chúng ta là quan hệ gì chiếm con gái người ta lại không cưới quan hệ gì miêu nghị cũng không nói ra được chỉ có thể cười gượng nói tránh đi quân nhu vẫn tốt chứ đừng hỏi ta hoàng phủ đoan dung trước đó còn tạm nói tới đây lập tức nổi giận cả đời con gái bà bị hủy hoại bởi tên khốn kiếp này ta tới để làm gì ngươi cũng biết chuyện tiệm tạp hóa chính khí ngươi chuẩn bị làm như nào trong lòng miêu nghị gào thét một tiếng sao đối phương lại đến đàm luận chuyện này không phải là ai biết tầng quan hệ giữa hai người mà cố ý chứ. Có điều nghĩ lại thì hắn thấy mình càng nghĩ quá rồi, đối phương vốn là đại trưởng quỹ quần anh hội quản lý công việc cửa hàng, đến đây không phải chuyện bình thường sao. Miêu nghị chỉ có thể cường ngượng che giấu. Chuyện tiệm tạp hóa chính khí không liên quan với ta. Có phải là ngươi hỏi sai người rồi không? Hoàng Phủ Đoan Dung trừng mắt nói. Dám nói không liên quan. Ngươi đào sạch người của chính khí môn, còn môn bắt đầu từ xô không? Đây chẳng phải là môn lật đô tiệm tạp hóa chính khí sao? tôn tất bên ta ai quản. Miêu nghị, đúng là không liên quan tới ta, là hạ hầu gia để người chạy, có tôn thất ngươi tới tìm hạ hầu gia, tìm ta cũng vô dụng. Ồ, Hoàng Phủ Đoan Dung châm chọc nói, hóa ra bản tính của ngươi như vậy, quen thói ăn xong không dám nhận. Miêu nghị thầm đổ mồ hôi, nghe ra ý trào phúng trong lời màng, cười khổ nói, rốt cục ngươi muốn như nào chứ? Hoàng Phủ Đoan Dung, dễ nói thôi, ngươi muốn bắt đầu từ con số không? cũng được cửa hàng mới phải để ta chiếm 2 phần 10 cổ phần bù đắp sự tổn thất của ta. Dựa vào cái gì mà há miệng đã đòi 2 phần 10, nếu là người khác Miêu Nghị sẽ lập tức hạ lệnh đá đít đối phương khỏi đây, nhưng không thể làm vậy với vị này, Miêu Nghị than thở, "Không phải là ngươi đang làm khó ta sao? Một khi ta làm như vậy với quần anh hội, những người khác tới ta từ chối như nào?" Hoàng phủ Đoan Dung, những người khác liên quan gì tới ta, ta tới đây để tìm ngươi. Ngươi làm ra chuyện này, việc này rơi vào đầu ta ta không tìm ngươi thì tìm ai? Miêu Nghị than thở. Đây là chuyện của quần anh hội, không phải chuyện của mình ngươi. Cần gì tích cực vậy, phía bên thượng quan thanh ta sẽ ứng phó, không cần ngươi lo lắng. Hoàng Phủ Đoan Dung cắn răng nói. Ngươi nói thì dễ lắm, chuyện cửa hàng vốn ta là quản sự, lợi nhuận là kết quả tốt nhất, ta ở trong nhà mới có tiếng nói. Nếu ta không có quyền lên tiếng trong Hoàng Phủ ra, đến lúc đó ta dựa vào đâu để con gái tiếp quản vị trí đại trưởng quỹ? Ngươi cho rằng tài nguyên gia tộc lớn dễ cầm như vậy sao? một khi bị mọi người xa lánh thậm chí còn không bắn người bình thường ta không giúp nàng thì ai giúp nàng chẳng lẽ hy vọng vào ngươi sao ồ nhiều nghị không nói gì việc này đúng là hắn đã không nghĩ tới những chuyện tranh đấu trong gia tộc lúc nào cũng có đã nhiều năm như vậy đúng là chính mình không cho hoàng phủ quân nhu thứ gì lại dường như ngăn cản con đường của nàng bối cảnh của hoàng phủ quân nhu còn đó hiện giờ chính mình cũng không có cách nào cưới nàng tới nơi này chăm sóc hai người lại không tiện qua lại thường xuyên dễ dàng bị người phát hiện cao mày do dự hồi lâu, miêu nghị thở dài, đáp. Không bằng như vậy, cho ngươi một thành cổ phần, được không? Hoàng phủ đoan dung cắn răng nói. Ngươi phát cơm cho ăn xin sao? Miêu nghị bất đắc dĩ nói. Trên đời này nào có suất cơm nào quý giá như vậy? Một thành cổ phần này cũng không phải cho không, để quần anh hội bỏ vốn ra đổi. Hoàng phủ đoan dung chừng hai mắt, đột nhiên đứng lên, tức giận nói. Hay cho ngư hữu đức ngươi, hôm nay xem như ta đã nhìn thấu ngươi rồi, Miêu Nghị đứng lên theo, hai tay ra hiệu để nàng bình tĩnh đừng nóng. Không phải nể mặt ngươi, vậy ta không cho chút nào, quần anh hội cũng không có cách làm gì ta. Không sợ nói cho ngươi biết, thượng quan thanh sai người tìm ta nói chuyện, ta đều không có phản ứng. Cho quần anh hội một thành là để ngươi có kết quả về báo cáo. Một mặt khác, ta âm thầm chuyển một thành cổ phần khác cho quân nhu. Tiền lời này hoàn toàn quy về cá nhân quân nhu, ta không thể để quần anh hội được lợi toàn bộ. Hoàng Phủ Đoan Dung bĩu môi, trong nháy mắt hết giận lại từ từ ngồi xuống một thành sản nghiệp lớn như vậy đối với một cá nhân là một nguồn thu khổng lồ cỡ nào bao nhiêu quyền quý muốn nắm lấy một thành cổ phần này không được con gái mình có thể đạt được cả đời không lo ăn uống hưởng mãi không hết thầm nghĩ xem như tiểu tử này vẫn có chút lương tâm quyết định việc này hoàng phủ đoan dung cũng biết tới địa vị của miêu nghị hiện giờ thì chuyện cụ thể sẽ không đến lượt hắn bận tâm xử lý phía sau ắt sẽ có người đi đàm luận với quần anh hội Nàng bưng trà lên chậm rãi phẩm, đặt chén trà xuống, nhíu mày nói: "Đây là lần đầu tiên ta tới đây, không ngại để ta đi dạo chút chứ?" Miêu Nghị cười nói: "Ta tự mình bồi ngươi có được không?" Hoàng phủ Đoan Dung đứng lên nói: "Vậy cũng không cần, ngươi đường đường là tổng đốc tự mình theo ta dễ dàng khiến người khác hoài nghi, phu nhân của ngươi đâu? Ta còn chưa đường hoàng tiếp xúc, với nàng đi với phu nhân ngươi thăm thú xung quanh là được." Nàng vẫn muốn tiếp xúc với Vân Chi Thu, xem tốt hơn nữ nhi mình chỗ nào. Dựa vào đâu Vân Chi Thu đường đường chính chính hưởng thụ vinh hoa phú quý, nữ nhi mình chỉ có thể lén lén lút lút không dám để người khác nhận ra." Miêu Nghị vội nói, "Nàng đi ra ngoài làm việc, hiện không có nhà, vẫn để ta đi cùng ngươi đi." Hoàng phủ Đoan Dung cười lạnh nói, "Sao hả? Cất giấu không dám để ta gặp, sợ ta nói hết sự thực ra sao?" Miêu Nghị cười khổ nói, "Thật không có ở đây, ta không lừa ngươi, nếu không thì ngươi ở lại đây một ngày, hắn là nàng sẽ trở lại." Khi đó ta sẽ bảo nàng đi dạo cùng ngươi, có được không? Thấy hắn không giống đang nói dối, hoàng phủ đoan dung phất tay nói. Quên đi, ta chỉ thuận miệng nói thôi, thân phận của ta không tiện đi dạo ở đây, vẫn không quấy giày thì tốt hơn. Nói đi là đi, miêu nghị cũng chỉ ước gì nàng đi, sợ nàng gặp mặt với vân trị thu trở về, vì tránh hiểm nên cũng không tự mình đưa tiễn, bảo dương triệu thanh tiễn. Mắt thấy bóng lưng nàng rời đi, miêu nghị đưa tay vỗ chán, một thành cổ phần này làm cách nào? để chuyển sang danh nghĩa hoàng phủ quân nhu có chút phiền toái không thể để người phát hiện dùng cách nào cần phải nghĩ cho kỹ hoàng phủ đoan dung rời đi không bao lâu lại có khách tới có thể xem như khách quý khấu tranh tự mình tới nhà bái phòng cho dù không có ân tình gì cùng khấu ra có điều danh phận còn đó hơn nữa khấu tranh đường đường là hầu ra bề ngoài vẫn cần tiếp đón đương nhiên miêu nghị lại phải tự mình nghênh tiếp đại ca có thể tới đây đúng là khách quý mà mời vào bên ngoài phủ tổng đốc Miêu Nghị chắp tay chào, Khấu Tranh cười lớn vỗ bả vai hắn, trước mặt mọi người làm bộ từ trên cao đứng xuống, coi Miêu Nghị là tiểu đệ, nhìn xung quanh, "Không vội, lần đầu tới đây, dẫn ta đi dạo xung quanh một chút." Thái độ kiêu căng của hắn khiến đám người Dương Triệu Thanh ở bên có chút không thoải mái, dù sao bọn họ đều là thủ hạ của Miêu Nghị, bên này Khấu gia không quản nổi, vị mang danh nghĩa phụ Khấu Lăng Hư kia đối với bên này, như nào mọi người đều rõ trong lòng, chạy tới đây giả bộ giả tịch làm gì chứ? kỳ thực việc này khấu tranh cố tình làm ra, khấu tranh không phải hạng người không có tu dưỡng, chỉ là rất bất mãn với miêu nghị hiện giờ. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không có khấu ra trợ giúp, miêu nghị chưa hẳn có thể sống tới ngày hôm nay, nhưng miêu nghị lại có thể trở mặt không nói tới tình cảm, trong mắt hắn mà nói chính là ăn cây táo rào cây sung, cho nên muốn chèn ép sự hung hăng kiêu ngạo của miêu nghị một chút. Được. Khấu tranh cũng không sợ nguy hiểm, phất tay ra hiệu tùy tùng không cần đi theo, đơn độc bay cùng miêu nghị, Miêu Nghị cười gật đầu, lập tức đáp ứng. Hai người bay khắp nơi, ngắm cảnh, khấu tranh bình phẩm dọc theo những nơi đi qua. Khi hạ xuống đỉnh một ngọn núi ngắm phong cảnh, rốt cục khấu tranh cũng nhắc tới chuyện chính. Chuyện chính khí môn người làm như vậy, khấu ra tổn thất tại tiệm tạp hóa chính khí cũng không nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Miêu Nghị cười gần trong lòng, lúc các người mạnh mẽ. Cướp đoạt, tổn thất của người khác các ngươi coi là chuyện to sao có điều ngoài miệng vẫn buông tiếng thở dài. Đại ca, ta cũng là thân bất do kỷ mà thôi, khi về ta nhất định chuẩn bị một phần lễ hậu bồi tội với nghĩa phụ. Khấu tranh cười nhạt nói, người một nhà không nói hai lời, lễ hậu thì thôi, khấu ra ở tiệm tạp hóa chính khí có hai thành cổ phần. Chờ khi ngươi mở cửa hàng mới, khấu gia vẫn chiếm hai thành cổ phần, xem như là chống đỡ cho ngươi. Bằng không không có thực lực làm chỗ dựa ở sau, một tảng thịt béo như vậy một mình ngươi cũng không nuốt được, không tránh khỏi có người quấy rối vừa mở miệng đã muốn hai phần, Miêu Nghị có chút trầm mặc biết cái gọi là quấy rối chỉ gì. Thiên nhai trong cảnh nội Bắc quân, trung quy đây vẫn là địa bàn của người ta. Hắn nhẹ nhàng nói, đại ca, người tìm ta muốn chiếm cổ phần không chỉ mình ngươi, có rất nhiều. Khấu tranh liếc hắn một cái, thầm nghĩ, đây là chuyện của ngươi, ai kêu ngươi không có thực lực nhưng há miệng lớn như vậy, cười nói. Quan hệ giữa hai nhà chúng ta, bọn họ có thể sánh băng sao. Miêu nghị căm tức trong lòng, mặt ngoài bình tĩnh nói, không bằng vậy đi, cửa hàng vẫn chưa mở, đại ca chớ nóng vội, khi về ta sẽ tập trung tất cả mọi người muốn chiếm cổ phần lại bàn bạc chuyện này. Sao hả? Khấu Tranh, những người khác ngươi chậm rãi đàm luận với bọn họ, ta tự mình chạy tới đây, ngươi không thể cho ta một câu trả lời chắc chắn sao? Miêu Nghị, để cho ta suy nghĩ một chút." Khấu Tranh lạnh nhạt nói. "Được, cho ngươi một canh giờ chậm rãi cân nhắc." Miêu Nghị đột nhiên dương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt Khấu Tranh nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười nói, "Sao hả?" có vấn đề. Vậy thì cho ngươi thêm một canh giờ, được không? Nhiều nghị gần từng chữ. Ta nói chuyện này sau này bàn lại. Khấu tranh nhắm hai mắt lại. Em dễ muốn để ta đi một chuyến tay không sao? Việc này nói sau, đại ca hiếm khi tới đây, đi dạo vui vẻ. Ta có công vụ xử lý, không phụng bồi. Nhiều nghị nói lạnh như băng, lại đột nhiên hét một tiếng. Người đâu? Nhân mã phía xa xa lập tức bay tới. Thanh Nguyệt cầm đầu hạ xuống đất chắp tay nói. Đại nhân! ngươi bồi khấu hầu ra đi dạo. Miêu Nghị liếc mắt ra hiệu với Thanh Nguyệt, sau đó liên rời đi. Khấu Tranh sắc mặt giận dữ, muốn đuổi theo chất vấn Miêu Nghị có ý gì ai ngờ Thanh Nguyệt đưa tay cản lại. Hầu ra, ngài chớ nên chạy lung tung thì tốt hơn. Tranh ra. Khấu Tranh hét lên. Thanh Nguyệt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Nơi này không đến lượt người hạ lệnh, đại nhân nể mặt ngươi, ta thì không, ngươi đứng trước mặt lão nương là cái dám gì chứ. Trên mặt khấu tranh lóe lên vẽ dữ tợn, nhưng vừa nhìn, Mười mấy người bên cạnh Thanh Nguyệt, tu vi mỗi người đều cao hơn hắn, không thể không tạm thời kìm nén cơn giận này xuống, dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của khấu gia. Dạo cái gì mà dạo, khấu tranh nào còn tâm tình đi dạo. Trong bụng tràn ngập lửa giận rời đi. Dưới ánh trăng, miêu nghị trong vườn phủ tổng đốc bồi hồi một mình. Trải qua hai chuyện vừa rồi, hắn có thể tưởng tượng, không chỉ quần anh hội hay khấu gia nhìn chằm chằm vào cửa hàng mới, mấy vị kia e rằng cũng không dừng tay, then chốt là thiên đại thể nằm trên địa bàn của những người kia, Đối phương có biện pháp quấy rối, vì đó chuyện thiên nhai khiến hắn rất đau đầu. Hắn đã dần mất kiên trì với thiên nhai, nói một cách chính xác là mất kiên trì với thủ đoạn vòng tới vòng lui của Dương Khánh. Hắn không thích vòng vo như vậy, phong cách làm việc của hắn luôn là giải quyết nhanh chóng. Hắn cũng thừa nhận chính mình ngày càng phức tạp rắc rối mọi việc, cứ như vậy sẽ rút hết tinh lực của hắn, gần đây hắn không có cả thời gian để tu luyện. Nhất định phải nhanh chóng ổn định lại. Suy tư hồi lâu, Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn vào bầu trời đêm ánh mắt dần kiên định, hạ quyết tâm. Lấy ra tinh linh liên hệ Vân Chi Thu. Lúc nào trở về? Vân Chi Thu. Ngày mai sẽ trở lại có việc sao? Miêu Nghị. Mang hàng mổ tinh linh loại mới quay về. Sau khi kết thúc liên lạc, Miêu Nghị đi tới trong đỉnh, ngồi xuống, lại rơi vào trầm tư. Tô Vận gọi tới đánh vỡ sự trầm tư của hắn. Miêu Nghị lấy ra tinh linh, nghĩ tới người có quan hệ với hạo đức phương này không nhịn được cười một tiếng, hỏi dò qua tinh linh. Tô quản gia có gì sai bảo? Tô Vận sao dám sai bảo, chỉ là cảm thấy ở gần nhau nên qua lại nhiều chút, không biết Tổng đốc đại nhân có hoan nghênh hay không? Không cần phải nói, khẳng định là vấn đề cổ phần. Miêu Nghị trả lời, không dám phiền tô tổng quản đường xa vất vả, không bằng vậy đi, ta tự mình tới bái phòng vương gia, không biết tô tổng quản có nguyện ý dân gặp hay không. Tô vẫn sừng sốt một chút, quay đầu nhìn hạo đức phương đang ở bên cạnh, nói, vương gia, nghe ý của ngư hữu đức nói dường như đang muốn gặp người. Hạo đức phương chậm rãi nghiêng đầu nhìn, hừ lạnh nói. Hắn còn dám tới gặp ta, không sợ không thể quay về sao. Chỉ cần hắn dám tới. Gần đây tâm tình của hắn không ra sao, vì chuyện bất hủ mộc, thế lực khắp nơi khuấy đảo địa bàn của hắn, lại thêm lời thông báo công khai khi trước, người nào hiểu rõ chuyện có ai không biết là, hắn chịu thiệt thòi trong tay ngưu hữu đức chứ. Tô vẫn nhìn tinh linh trong tay rung lên. Tổng đốc đại nhân mở miệng, dễ nói thôi, khi nào tới ta sẽ sắp xếp thời gian cho tổng đốc đại nhân. Miêu nghị, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày ta sẽ thông báo cho Tô Tổng Quản. Tô Vận. Được, cứ quyết định vậy đi. Nếu Miêu Nghị nói muốn tới, chuyện cổ phần tạm thời không nói ra, Tô Vận thu tinh linh lại nói với Hạo Đức Phương. Ngư Hữu Đức nói trong vòng 3 ngày. Hạo Đức Phương thả chén rượu xuống, trần trừ nói. Hắn tới đây gặp ta làm gì? Tô Vận nói. Không nói, hẳn là không phải chuyện xấu gì, bằng không hắn không dám tới. Hạo Đức Phương hơi trầm mặc, khẽ gật đầu. Ngươi xem rồi sắp xếp, Hai ngày sau, Vân Chi Thu từ tiểu thế giới mang hàng mẫu tinh linh loại mới về. Miêu nghị dân người rời khỏi U Minh chỉ địa, đúng hẹn đi tới Hạo Vương Tinh, vốn nơi này không gọi như vậy, sau khi Hạo Đức Phương Kiến Phủ ở đây mới sửa lại tên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.